La Quân giật mình, nói ra, đó còn là tính toán, cái này An Tử Hiên có chút tu vi, mà lại ta nhìn không rõ lắm, chỉ sợ không phải hạng đơn giản. Ngươi như qua, chính là đả thảo kinh xà, chúng ta không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Hắn đón đến, còn nói thêm, lại nói, hắn cũng không đối lên nha. La Quân lời mới vừa nói, An Tử Hiên liền đứng lên, hắn mỉm cười, nói ra, ta đối được, chữ nhi. An Tử Hiên lộ ra xuân phong đắc ý, hắn cũng có chút tiểu hưng phấn, không khỏi tốt che giấu. Tống Ninh cũng là đôi mắt đẹp sáng lên. Lưu công tử kia nhất thời có chút khó chịu, nói ra, An công tử, cái này liên tử chính là ta trước đối được. Triệu công tử lập tức cười khẩy nói, Lưu công tử, lời này của ngươi nói thật sự là buồn cười a, cái này đối câu đối có thể phân tuần tự a, người nào đối thật tốt đó mới có nói tư cách. Lưu công tử nhất thời khuôn mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng. An Tử Hiên mỉm cười, nói ra, chữ nhi vế trên là thu thủy bạc đường uyên ương bỉ dực, ta đúng là, thiên phong điện ngọc loan phượng hòa minh. Trong sảnh đám người đều là người biết chuyện. An Tử Hiên cái này liên đối trận ý cảnh đều là so Lưu công tử thắng được một bậc. Phật Dũng nói, cái này một liên là An Tử Hiên thắng. La Quân đều có chút bội phục cái này An Tử Hiên, thật là có chút tài năng. Tống Ninh cũng là khuôn mặt ửng đỏ, nhìn ra, nội tâm của nàng là thật cao hứng. Nàng nói ra, Tử Hiên, ngươi rất tốt đây. An Tử Hiên mỉm cười, nói ra, chữ nhi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta hội vĩnh viễn tại bên cạnh ngươi. Ta dựa vào. Công nhiên liếc mắt đưa tình. Nhưng La Quân cũng không thể thả cái rắm. Tống Ninh bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, ta còn có cái liên tử, ngươi muốn là chống lại đến, ta mới bội phục ngươi đây. An Tử Hiên cười cười, nói ra, nguyện nghe tường. Tống Ninh liền nói ra, nước biếc vốn không lo, bởi vì phong nhăn mặt. An Tử Hiên ngốc ngẩn ngơ, sau đó hắn thì lâm vào trầm tư. La Quân lại là trong đầu linh quang nhất thiểm, muốn ra vế dưới. Hắn nhất thời cũng có chút kích động, ta qua, ăn nhiều như vậy nghẹn, cuối cùng có thể thở ngụm khí. Tống Ninh lập tức cũng liền chú ý tới La Quân biểu lộ, nàng liền cười một tiếng, nói ra, thế nào, Lâm công tử, người có thể đối được. Chỗ của hắn đối được, mọi người cười vang. La Quân lại là đứng ra, nói ra, ngượng ngùng, để các vị thất vọng. Ta còn thực sự đối được, hắn nói xong về sau, lại nói, chữ nhi tiểu thư vế trên là nước biếc vốn không lo. Bởi vì phong nhăn mặt. Ta đối với dưới là thanh sơn ban đầu không già, bởi vì trắng như tuyết đầu. Hay lắm, Tống Ninh nhãn tình sáng lên, nói ra. Cái kia một đám tiểu thư nhìn La Quân ánh mắt cũng là đại khác nhiều. Thật sự là, La Quân cái này liên tử, vô luận đối trận ý cảnh đều là cực kỳ ăn khớp, càng vế dưới, không chỉ có ý cảnh yêu mỹ, còn hàm ẩn tìm phối ngẫu chi ý, thật sự là khó được kiệt tác, ứng để hợp với tình hình. An Tử Hiên lại là âm thầm nhíu mày. La Quân thật to thở phào, hắn đối với lên đơn thuần là mèo mù đụng vào chuột chết. Cũng không dám tiếp tục khoe khoang, gia hỏa này lập tức còn nói thêm, ta biết, người không nên quá lộ phong mang. Nhưng ta nhưng lại không biết là sao cái này hội thi thơ tựa hồ không quá hoan nghênh ta. Đã nơi đây vô ý lưu khách, ta cũng nên thức thời rời đi. Bất quá, nơi này nếu là hội thi thơ, trước khi đi, ta còn muốn lưu một câu thơ đưa cho các vị đang ngồi ở đây. La Quân nói xong về sau, nhất cổ tác khí nói, đọ huyền gác cao ngói lưu ly, thanh đăng đồng Phật tử kim sa. Kim quang bất độ bình dân khách, miếu đường chỉ tham phú quý hoa. Sau đó, La Quân liền hướng Tống Ninh cùng An Tử Hiên ôm quyền nói, cáo từ. Sau khi nói xong, La Quân lập tức đi ngay. Ha ha, trang cũng gắn xong, nếu ngươi không đi, vậy sẽ phải lộ tẩy. Tống Ninh mọi người lại là ngây người. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút xấu hổ. Bởi vì La Quân cái kia sau cùng một bài thơ nói rõ là đang giễu cợt bọn họ a. Âm diện thế giới cũng là Phật Pháp phổ độ địa phương, bên trên còn có địa tàng Vương Bồ Tát. Cho nên miếu thờ, chờ một chút đều là có. Bài thơ này ý tứ cũng là lại rõ ràng hiểu không qua, nói đúng là bọn họ những người này bất quá là học đòi văn vẻ, mắt chó coi thường người khác tục nhân a. Đi ra nhã lâu về sau, sắc trời lại cũng đã không còn sớm. Hơn nữa còn hiếm thấy bắt đầu mưa. Ngay từ đầu vẫn là tí tách mưa nhỏ, sau cùng sấm sét vang dội, biến thành mưa rào tầm tã. La Quân trong nháy mắt liền bị xối thành ướt sũng. Trời ạ, lão tử cũng là trang cái 13, muốn hay không như thế hợp với tình hình a, làm đến giống như thật rất lợi hại chán nản giống như. La Quân thật sự là im lặng. Vừa mới ra ngoài, hắn chả cảm thấy rất đắc ý.
Đối như vậy một nhóm lớn người, hung hăng đánh mặt, chỗ nào có thể khó chịu đây? Đi tới về sau, La Quân tâm lý thì có chút buồn bực. Chính mình tựa như là đi vào có nhiệm vụ, hiện tại như vậy đi ra, thoải mái là thoải mái, tiếp xuống làm sao bây giờ? Ai, tính toán, đi một bước nhìn một bước đi. Thì coi không ra, vậy cũng không thể kể cận Tống Ninh a. Cái kia Tống Ninh khẳng định là phiền chán hơn. La Quân vừa đi ra qua mấy bước, đằng sau lại truyền tới An Tử Hiên thanh âm. Lâm huynh dừng bước. La Quân quay đầu liền trông thấy Tống Ninh cùng An Tử Hiên bung dù đuổi ra. La Quân trên mặt màng đó là tốt chất lượng, tuyệt sẽ không rơi xuống. Mà lại ngoại nhân cũng tuyệt nhìn không ra, liền xem như La Quân đỏ mặt, cái kia điểm cao mặt nạ cũng có thể hiển hiện ra. La Quân quay đầu, hắn cười một tiếng, nói ra, chữ nhi cô nương, An công tử, các ngươi làm sao đi ra. An Tử Hiên cùng Tống Ninh bên trên đến đây, Tống Ninh đưa lên một đem cây dù cho La Quân, nàng mang theo một tia áy náy, nói ra, Lâm công tử, chúng ta tuyệt đối không có xem nhẹ ngươi ý tứ. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta biết, chữ nhi tiểu thư cùng An công tử cũng sẽ không xem nhẹ tại hạ. Nhưng người khác liền khó nói chắc, bất quá cái này cũng không trách bọn họ. Ai bảo ta bất quá là cái thư sinh nghèo đây? An Tử Hiên nói ra, Lâm huynh người tài học hơn người, như có cơ hội, nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. La Quân nói ra, loạn thế sắp tới, sách nhân tài học là không đáng giá tiền nhất đồ, vật. Chúng ta nơi này, luôn luôn đều là dĩ vũ vi tôn, pháp lực là hơn. An Tử Hiên nói ra, Lâm huynh, ta nhìn ra được ngươi là thân thể có tu vi người, thật sao? La Quân lại là không nghĩ giấu giếm điểm này, hắn nói ra, không sai, nhưng ta càng ưa thích làm hành tẩu thi nhân. An Tử Hiên nói ra, Lâm huynh nếu là muốn ủng có thân phân địa vị, hẳn là kiện đơn giản sự tình. Nhưng lại một mực lang thang hành tẩu, bẩn thỉu, thật là khiến người ta nghĩ không quá rõ ràng. Tống Ninh cũng nói, đúng vậy a, Lâm công tử, nếu là ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi dẫn tiến một phen. La Quân trong lòng vui vẻ, bất quá trong lòng hắn lại là thư thái cực kỳ. Biết lúc này là quyết không thể đáp ứng. Một cái một mực hành tẩu lang thang người, đột nhiên liền đáp ứng đi giúp người làm việc, cái này quá kỳ quái. Chỉ sợ sẽ khiến người ta hoài nghi có mưu đồ. Cho nên, La Quân trực tiếp chối từ, nói ra, Lâm mỗ chính là bên trong thiên địa nhàn vân giã hạc, tự do tự tại quen. Hai vị hảo ý, Lâm mỗ tâm lĩnh, hắn đón đến, nói ra, sao có thể phá vỡ lông mày khom lưng quyền quý, khiến cho ta không được vui vẻ mặt. Tống Ninh nhãn tình sáng lên, nàng tinh tế phẩm vị dậy La Quân đằng sau một câu kia thơ tới. Sau đó, nàng nói ra, Lâm công tử, người thật sự là đại tài, ra miệng thành thơ, Tống Ninh bội phục. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, hai vị, cáo từ. An Tử Hiên liền nói ra, đã Lâm công tử khăng khăng muốn đi, cái kia. Tống Ninh lại ngắt lời nói ra, không bằng chúng ta đi tìm cái địa phương uống rượu một phen đi, dù sao lúc này trời mưa to, cái gì cũng làm không. Tử Hiên, người cứ nói đi. An Tử Hiên thực trong lòng là 100 cái không nguyện ý cùng La Quân chơi đùa, nhưng là Tống Ninh đối La Quân có hứng thú. An Tử Hiên muốn biểu thị chính mình quân tử phong độ, tự nhiên là muốn theo Tống Ninh. Bằng không thì cũng thì lộ ra quá không phóng khoáng, đó là đương nhiên tốt. An Tử Hiên vừa cười vừa nói. Gió này mưa to gấp, ba người tuy nhiên bung dù, nhưng đều vẫn là ướt đẫm. Tống Ninh mỹ lệ bên trong lại là nhiều một tia chật vật cùng vũ mị. Nàng nhìn về phía La Quân, nói ra, Lâm công tử, thế nào? Tống Ninh còn muốn hướng ngươi càng nhiều lĩnh giáo đâu? La Quân nói ra, nhưng là Lâm mỗ thân phận hèn mọn, cùng hai vị. Tống Ninh nói ra, Lâm công tử nói như ngươi vậy, chẳng phải là đem chúng ta cùng bên trong những tục nhân đó đánh đồng. Ngươi còn như vậy nói, Tống Ninh thì thật muốn tức giận. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, vậy thì tốt, thì theo chữ nhi tiểu thư. Ngay sau đó, ba người liền lên Tống Ninh xe ngựa. Sau đó, xe ngựa sang trọng đi ra qua. Chuyến đi này, lại là đến một cái tên là Hoa Âm nơi ở phương. Cái này Hoa Âm cư lại là An Tử Hiên bất động sản, đây là một cái lịch sự tao nhã tràng sở. Ba người sau khi đi vào, có lão mụ tử đến đây, mang theo ba người phân biệt qua gian phòng tắm rửa thay quần áo. La Quân thay đổi một bộ trường sa màu trắng, tóc cũng ghim lên đến, còn mang khăn vuông, dạng này xem xét, thì thật là có chút danh môn công tử khí chất. Tuy nhiên hình dạng có biến hóa, nhưng La Quân cái kia khí chất xuất trần lại là cải biến không. Mà An Tử Hiên cũng rất nhanh thay quần áo đi ra,
hắn vẫn là như thế phong độ nhẹ nhàng. Người đi ra sau cùng là Tống Ninh, Tống Ninh mặc vào quần áo màu đen, nàng lập tức liền lộ ra có chút khí khái anh hùng hừng hực. Nàng nha hoàn thủy chung theo bên người, mà lại những hộ vệ kia đều là trung thành sáng ở một bên bảo hộ lấy. Tống Ninh sau khi đi ra, An Tử Hiên từ đáy lòng khen, chữ nhi, người thật là dễ nhìn. Tống Ninh mỉm cười. La Quân lại là nói ra, thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức, chữ nhi tiểu thư đẹp, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời a. Tống Ninh nhãn tình sáng lên, nàng thoảng qua đỏ mặt, nói ra, Lâm công tử, vì cái gì ngươi một mở miệng nói chuyện, luôn luôn đẹp như vậy diệu đâu. Ngươi thi tài đã dung nhập vào ngươi trong xương thủy, ở khắp mọi nơi, hạ bút thành văn, thật sự là lợi hại, Tống Ninh bội phục. La Quân mặt mo đỏ ửng, hắn lập tức nói, chữ nhi cô nương thái quá khen, Lâm mỗ thực không dám nhận a. Hắn lúc này thay xong y phục, cách ăn mặc đổi mới hoàn toàn, xác thực cái là công tử văn nhã. Khí này độ cũng không thể so với An Tử Hiên kém a. Giờ khắc này, Tống Ninh đối La Quân hảo cảm tăng vọt. Mà An Tử Hiên cũng âm thầm cảm nhận được đến từ La Quân uy. Nói thật, An Tử Hiên hiện tại hận không thể vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc La Quân cái này đổ chó hoang. Suốt ngày khoe khoang thi tài nịnh nọt Tống Ninh, khoe khoang em gái người a. An Tử Hiên tâm lý hận cực, trên mặt theo nhưng bất động thanh sắc. Hắn cười một tiếng, nói ra, chữ nhi, Lâm công tử, bên ngoài bây giờ mưa tiểu chút, chúng ta qua trong đình ngắm hoa uống rượu đi. Tống Ninh chính là hoan hỉ, nói ra, vậy thì thật là tốt lắm. La Quân tự nhiên là không có ý kiến. Bên ngoài mưa xác thực nhỏ rất nhiều, biến thành ma ma mưa phùn. Ba người liền đến bông sen trong đình, bông sen đình bên ngoài là cái hồ nước, trong hồ nước đủ loại bông sen. Lúc này bông sen cũng không nở rộ, nhưng lá sen bên trên lại là có thật nhiều ngọc trai giọt nước. Toàn bộ hồ nước, xanh tươi ướt át. Cái kia bông sen trong đình đã bày mỹ tử cùng điểm tâm. Lại có nha hoàn chuyên môn phục thị. Tống Ninh đầu tiên nâng chén nói ra, hôm nay thật cao hứng có thể nhận biết Lâm công tử, Tống Ninh kính Lâm công tử một chén. La Quân liền cũng liền nâng chén, nói ra, làm. Nói xong chính là uống một hơi cạn sạch. An Tử Hiên tiếp lấy cũng nâng chén nói ra, ta cũng kính Lâm huynh một chén. La Quân cũng là uống một hơi cạn sạch. An Tử Hiên liền còn nói thêm, Lâm huynh, người gần đây có cái gì có chuyện gì khẩn yếu? Hoặc nói là muốn đi nơi nào đâu? Tống Ninh cũng có chút hăng hái nhìn về phía La Quân. La Quân khe khẽ thở dài, liền nói ra, ta bốn phía phiêu bạt 10 năm có thừa, thực có đôi khi cũng muốn tìm một chỗ giản xếp lại. Trước mắt mà nói. Còn không có gì đặc biệt muốn đi địa phương. Ta dự định ở chỗ này trước đợi một thời gian ngắn lại nói. Tống Ninh liền nói ra, cái kia Lâm công tử còn không có tìm được đặt chân địa phương a. La Quân gật gật đầu, hắn lại cười một tiếng, nói ra, trên tay của ta còn có chút tiền, dự định qua ném khách sạn. An Tử Hiên lập tức nói ra, Lâm huynh, ta cái này hoa âm cư xưa nay cũng không có người nào ở, ngươi nếu không chê, thì tạm thời ở tại ta chỗ này, ngươi xem coi thế nào. La Quân nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, nói ra, cái này không tốt lắm đâu, cũng quá quấy rầy An công tử. An Tử Hiên nói ra, Lâm huynh, ngươi nếu là đem ta xem như bằng hữu, cũng không cần nói bực này khách khí lời nói. La Quân nói ra, Lâm mỗ nếu là có thể có An công tử cái này nhóm bằng hữu, đó là Lâm mỗ vinh hạnh. Tống Ninh cũng liền mở miệng nói ra, tức là như thế, Lâm công tử cũng không cần chối từ. La Quân liền nói ra, cái kia Lâm mỗ thì cung kính không bằng tuân mệnh. Tống Ninh cùng An Tử Hiên đều là cười một tiếng. An Tử Hiên thực cũng không muốn lưu lại La Quân, nhưng An Tử Hiên là cái vô cùng thông minh người, hắn tự nhiên năng nhìn ra Tống Ninh rất lợi hại thưởng thức La Quân tài hoa. Nếu như hắn đem La Quân đẩy ra, cái kia sẽ chỉ làm Tống Ninh tâm lý có chỗ khúc mắc. La Quân nếu là đi tìm nơi ngủ trọ khách sạn, lúc đó vượt qua An Tử Hiên khống chế. Mà đem La Quân an trí tại cái này hoa âm cư bên trong. Như vậy Tống Ninh chỉ cần cùng La Quân gặp mặt, An Tử Hiên đều có thể biết. Và lại, lấy An Tử Hiên tài lực cùng thủ đoạn, hắn có 100 loại biện pháp để La Quân từ trên cái thế giới này hư không tiêu thất. Đến lúc đó, hắn cũng chỉ cần cùng Tống Ninh nói một tiếng, cái này La Quân đã không chào mà đi. Đây chính là An Tử Hiên đúng như dự tính. Về phần Tống Ninh, nàng thế giới vẫn là thoảng qua đơn thuần một chút, nàng căn bản cũng không có muốn như vậy u ám, cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Như vậy thương lượng định về sau, Tống Ninh ánh mắt nhìn về phía cái kia trong hồ nước bông sen. Mưa rơi bông sen lại là khác dầu có ý thơ.
Tống Ninh kìm lòng không được ngâm nói, bông sen đình một bên đầy bông sen, phong quang không cùng bốn mùa cùng. Đầy ao liên diệp vô cùng bích, trong mưa bông sen khát thanh. Thơ hay, An Tử Hiên lập tức khích lệ Tống Ninh. La Quân không khỏi trong lòng buồn cười, tuy nhiên cái này thơ cũng không tệ lắm, nhưng vẫn có chút không áp vận a. Xem ra Tống Ninh là thật yêu thi từ, nhưng tự thân tài học vẫn là có hạn a. La Quân cũng không tiện chế giễu Tống Ninh, bởi vì hắn chính mình cũng là gà mở hàng. Tống Ninh khuôn mặt đỏ lên, nói ra, nhất thời kìm lòng không được, ta ngược lại thật ra tại Lâm công tử trước mặt có chút bêu xấu. La Quân cười một tiếng, nói ra, chữ nhi tiểu thư, người bài thơ này rất tốt đây. Tống Ninh hài lòng cười một tiếng, nàng lại hướng An Tử Hiên nói, Tử Hiên, người có muốn hay không cũng tới một bài. An Tử Hiên suy nghĩ một chút, sau đó liền nói ra, tốt. La Quân trong lòng buồn cười, mẹ nó, muốn truy Tống Ninh cái này đàn bà vậy thật đúng là khổ a. Động một chút lại phải làm thơ, cái này An Tử Hiên, đến ưa thích nhà đầu này cái gì a? La Quân cảm thấy Tống Ninh tựa hồ vẫn luôn là sinh hoạt tại đồng thoại bên trong, nàng thật sự là không biết hiện thực tàn khốc a. Tuy đáp giai nhân lâm thủy lập, đàn phấn không đều đặn đổ mồ hôi ẩm ướt. Một trận gió đến bích lãng lật, chân châu thưa thớt khó thu nhặt. An Tử Hiên ngâm nói. Tốt, Tống Ninh nhãn tình sáng lên, nhịn không được tán thưởng. La Quân cũng là lớn tiếng khen hay, cái này An Tử Hiên, có thể thật là có chút thi tài a. Toàn thơ không mang theo bông sen hai chữ, lại đem mưa này bên trong bông sen hình dung đến như thế chuẩn xác chân thực. Tống Ninh hoan hỉ nói ra, Tử Hiên, ta không bằng ngươi quá nhiều. An Tử Hiên nhất thời tâm hài lòng, bài thơ này thực không phải hắn làm, mà chính là một vị cao nhân ở chỗ này tiểu ngồi thời điểm ngồi. Hắn biết Tống Ninh ưa thích thi từ, cho nên thì nhớ kỹ tại trong lòng, còn muốn lấy chờ ngày nào đó Tống Ninh lúc đến bán chạy làm đây. Hôm nay quả nhiên là gãi đúng chỗ ngứa. An Tử Hiên đắc ý không thôi, hắn vô ý thức liền muốn áp đảo La Quân, nhân tiện nói, Lâm huynh, ngươi là thi tài cao thủ, không bằng cũng tới một bài. Tống Ninh liền lại chờ đợi nhìn về phía La Quân. La Quân trong lòng cười thầm, sau đó, hắn liền trầm ngâm. Tiếp theo, La Quân thì ngâm nói, hoa tử tung bay nước tự chảy, một loại tương tư, hai nơi nhàn sầu. Tình này không kế có thể tiêu trừ, mới dưới mi đầu, lại chạy lên não. Cái này giống như theo bông sen không có quan hệ gì. An Tử Hiên mỉm cười, nói ra. La Quân lập tức lắc đầu, có chút thương cảm nói ra, ngượng ngùng, ta thất lễ, trong lúc nhất thời, không nhịn được nghĩ dậy cố nhân. Tống Ninh cũng là bị La Quân bài thơ này đẹp cùng thương cảm cho đả động. Nàng cảm thấy bài thơ này thật sự là quá nhẵn nhụi. Lâm công tử, ngươi nhưng cũng là cái hiểu tình người. Tống Ninh nhẹ nói. An Tử Hiên không khỏi tức giận, lại bị tiện nhân kia cho đoạt danh tiếng. Bất quá hắn tuy nhiên tức giận, lại là đem chỗ có cảm xúc đều cho thu liễm lại. Sau một tiếng, Tống Ninh liền nói ra, ta nên trở về qua. An Tử Hiên liền nói ra, Lâm huynh ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đã cùng nơi này hạ nhân chào hỏi. Hắn đón đến, lại nói với Tống Ninh, chữ nhi, ta đưa ngươi. Tống Ninh liền nói ra, không sử dụng đây, ta có nhiều như vậy hộ vệ tại, sợ cái gì. Ngươi thì nhiều bồi tiếp điểm Lâm công tử đi. An Tử Hiên không khỏi phiền muộn, hắn cũng không dễ chịu phân kiên trì, thế là liền nói, cái kia ta đưa ngươi đến ngoài cửa. Tống Ninh liền nói với La Quân, cái kia Lâm công tử cùng một chỗ a. La Quân lại là cái thức thời người, hắn nói ra, ta đột nhiên có chút quá mót. Muốn đi nhà xí, sẽ không tiến chữ nhi tiểu thư đây. Tống Ninh khuôn mặt hơi đỏ lên, cũng liền không lại kiên trì. An Tử Hiên nói thầm, tiểu tử, tính ngươi thức thời. Sau đó, An Tử Hiên liền đưa Tống Ninh ra Hoa Âm cư. Lên xe ngựa trước đó, Tống Ninh nhịn không được nói ra, Tử Hiên, vị này Lâm công tử tuy nhiên xuất thân không tốt lắm, nhưng lại thật là một cái có tài người. Hắn hôm nay nói tới, làm thơ đều là không tầm thường. Ta trở về có thể phải thật tốt nhớ kỹ đây. An Tử Hiên mỉm cười, nói ra, chữ nhi nói không sai, ta cũng là bội phục hắn đây. Tống Ninh còn nói thêm, ngày mai ta lại đến tìm Lâm công tử, người cùng ta cùng một chỗ a. An Tử Hiên nói ra, đó là tự nhiên, bất cứ lúc nào chỗ nào, ta đều nguyện ý bồi tiếp chữ nhi người đây. Tống Ninh hơi đỏ mặt, theo rồi nói ra, được rồi, vậy ta đi. An Tử Hiên liền nói ra, lên đường bình an. Tống Ninh quay người lên xe ngựa, An Tử Hiên đưa mắt nhìn Tống Ninh lập tức xe rời đi, sau cùng mới quay người tiến Hoa Âm cư. An Tử Hiên đầu tiên cũng là hướng phía bông sen đình đi đến,
La Quân tự nhiên không có đi nhà xí. An Tử Hiên vừa đến, La Quân liền nói ra, An công tử, người thực sự không nên trở về đến a. An Tử Hiên nhất thời sắc mặt không tốt, nói ra, lời này của ngươi là có ý gì? La Quân mỉm cười, hắn uống một mình tự uống, nói ra, An công tử, người đại khái là hiểu lầm ta hảo ý. Nhìn ra được, người ưa thích chữ nhi tiểu thư đúng hay không? An Tử Hiên mặt đen lên nói ra, cái này giống như chuyện không liên quan ngươi. La Quân cười một tiếng, nói ra, là không liên quan chuyện của ta, chỉ bất quá, người dạng này không cách nào theo đuổi được chữ nhi tiểu thư. An Tử Hiên cười lạnh một tiếng, nói ra, ta không theo đuổi được, chẳng lẽ ngươi có thể truy cầu đạt được. La Quân nói ra, ta bất quá là cái thô bỉ người, nơi đó xứng với chữ nhi tiểu thư. Hắn đón đến, nói ra, An công tử, ta cũng không phải là ngươi tình địch, ta cũng không thích chữ nhi tiểu thư, cũng càng không xứng với, cho nên tuyệt không dám có hy vọng xa vời. Nhưng là có lẽ, ta có thể giúp ngươi theo đuổi được chữ nhi tiểu thư đây. An Tử Hiên sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút. Nói ra, người đến là ai, tiếp cận chúng ta có cái gì mục đích? La Quân nói ra, ta nếu nói ta không có bất kỳ cái gì mục đích, An công tử ngươi tin hay không? An Tử Hiên nói ra, Lâm Thiên Sơn, La Quân nói ra. An Tử Hiên nói ra, Lâm Thiên Sơn, ngươi lừa gạt một chút chữ nhì vẫn được, muốn gạt ta, không có khả năng này. Nói đi, nói một chút ngươi mục đích. La Quân mỉm cười, nói ra, nếu như nhất định muốn nói ta có cái gì mục đích. Cái kia duy nhất mục đích cũng chính là muốn mưu cái tiền đồ. Ta đã chán ghét dạng này phiêu bạt thời gian. An Tử Hiên nhìn La Quân liếc một chút, hắn nói ra, thật chỉ đơn giản như vậy. La Quân giật mình nói ra, cái này còn đơn giản sao? An công tử ngươi thật sự là không biết nhân gian khó khăn a. Giống như ta vậy không có bối cảnh người, muốn mưu cái tiền đồ, gì chi nạn. An Tử Hiên nói ra, nhưng ta không có cách nào tín nhiệm ngươi. La Quân nói ra, ta cũng không có muốn An công tử ngươi giúp ta cái gì, mà tín nhiệm vật này, là chậm rãi thành lập. Hôm nay ta vốn nên liền định muốn rời khỏi, ta xác thực không nghĩ tới các ngươi sẽ ra ngoài. Ta vốn nghĩ ở chỗ này đợi thêm mấy ngày, nhìn xem có cơ hội hay không. Nhiều như vậy thành trì, vì cái gì chọn chúng Hắc Ngục Thành? An Tử Hiên nói ra. La Quân nói ra, ta trước đó cũng đã nói, hiện tại là cái loạn thế. Hắn thành trì, ta đều có đi qua. Nhưng là phần lớn đều ủng binh tự lập, không có dã tâm. Mà Tống đế vương người ở nơi nào mới quá nhiều, ta qua cũng rất khó ra mặt. Chỉ có Thái Sơn vương nơi này, Thái Sơn vương là lớn nhất bá lực, cũng thiếu người nhất mới địa phương. Ta cảm thấy nơi này có thể cho ta đại triển khát vọng. An Tử Hiên nhìn nhiều La Quân, hắn nói ra, ngươi lời nói, nửa thật nửa giả. Ta vô pháp khẳng định ngươi đến là vì cái gì, bất quá không sao, ngươi trước hết chờ đợi ở đây. Nếu là ta thật cảm thấy ngươi có thể tín nhiệm, ta có thể giúp ngươi hướng Thái Sơn Vương tiến cử. La Quân nói ra, cái kia liền đa tạ An công tử. An Tử Hiên nói ra, đúng, ngươi mới vừa nói ta vì cái gì không nên trở về đến. La Quân nói ra, đương nhiên không nên trở về tới. Chẳng lẽ ngươi không biết, nữ nhân là khẩu thị tâm phi động vật sao? Nàng nói không quan hệ thì là có liên quan hệ, nàng nói không có tức giận thì là tức giận. Nàng để ngươi không muốn đưa, ngươi thì thật không tiễn sao. Chưa hẳn ngươi thật khăng khăng lên xe ngựa đưa nàng sẽ cảm thấy ngươi không hiểu phong tình, cảm thấy ngươi rất lợi hại đáng giận sao. An Tử Hiên hơi hơi ngẩn ngơ, nói, ngươi nói xong giống có chút đạo lý. La Quân nói ra, đương nhiên là có đạo lý, theo đuổi con gái, phải để ý thận trọng, gan lớn, da mặt dày. Đừng nhìn chữ nhi tiểu thư Kim Chi Ngọc Diệp, nhưng vẫn là cái ưa thích quan tâm lãng mạn nữ tử. Ngươi còn nhớ rõ nàng câu đối sao? Một cái là nước biếc vốn không lo, bởi vì phong nhăn mặt. Một cái là thu thủy bạc đường uyên ương liền cánh, cái này tất cả đều có ẩn hàm tư xuân chi ý a. An Tử Hiên nói, ngươi nói xong giống có chút đạo lý. La Quân nói ra, là rất lợi hại có đạo lý có được hay không? Câu nói này nói thì tùy ý một chút, An Tử Hiên nao nao, hắn đột nhiên cảm thấy La Quân liền không có chán ghét như vậy. Ngươi làm sao như thế hiểu truy cầu nữ hài tử? An Tử Hiên kỳ quái nói ra. La Quân nói ra, ta du lịch thế giới, trên đường cũng gặp được nữ hài tử, có đôi khi cũng sẽ phát sinh hạt xương tình duyên. Hạt xương tình duyên là có ý gì? An Tử Hiên rất tiểu bạch hỏi. La Quân nói ra, chính là, cũng là một đêm xuân tiêu, sau đó ngày thứ hai ta liền đi. An Tử Hiên không khỏi giật mình, nói, còn có thể dạng này.
người đây không phải hủy người ta nữ hài tử danh tiết sao? La Quân vội ho một tiếng, nói ra, ta tìm đều là phong trần nữ tử. Hắn mới tỉnh ngộ lại, nơi này lễ pháp xâm nghiêm, chưa lập gia đình trước đó phát sinh hành vi tỷ y hát, đây chính là làm người chỗ khinh thường. Cho nên nói, trước kia nữ nhân, cũng không phải nói các nàng cỡ nào thuần phác. Chẳng qua là lễ pháp giống như là một cái khẩn cô chú tại nhốt các nàng. Nhớ ngày đó, Hán Vũ Đế trục xuất bách gia, độc tôn nho thuật. Vì cái gì, chẳng lẽ là vì thiên hạ hay sao? Hắn sở dĩ tôn nho gia, cũng là bởi vì nho gia coi trọng trung thành. Nho gia có nho gia ưu điểm, nhưng cũng có gì độc vô cùng. Tam tòng tứ đức, lễ nghi nhân hiếu, chết đói việc nhỏ, thất tiết là lớn. Quả phụ không hề gả, thủ tiết là phẩm chất tốt. Quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phụ vi thê cương các loại. Nhưng là nho gia lại không có nói qua, nếu như quân là bạo quân đâu. Cha là tử quỷ đâu, còn có tam tòng tứ đức, tại gia tòng phụ, đã gả tòng phu, phu tử tòng tử. Từ ở mức độ rất lớn, nữ nhân là tại thụ lấy nho gia hãm hại. Bây giờ hoa hạ nữ tính, thế hệ trước bên trong, vẫn là có rất sâu nho gia ảnh hưởng. Xuất giá nữ tử tuổi 30, mùng 1 không thể trở về nhà các loại. Mà tại hiện tại, nữ nhân trẻ tuổi đạt được giải phóng. Thời gian dài áp bách về sau, cũng dẫn đến có chút nữ tính điên cuồng. Nhưng mặc kệ như thế nào, hiện tại thời đại là thượng hạ 5.000 năm tốt nhất thời đại. Cùng quốc ngoại so, chúng ta còn chưa đủ tự do. Nhưng cùng lịch sử so sánh, chúng ta đã được đến quá lớn tự do. Loại này tự do chỉ là tư tưởng. Về phần cái này âm diện thế giới bên trong, nhưng vẫn là phong kiến lễ pháp chiếm sân nhà. Thập điện Diêm La đều muốn thông qua loại phương thức này đến bảo vệ cho hắn nhóm vô thượng quyền uy cùng lợi ích. Đây cũng là vì cái gì âm diện thế giới bên trong, thủy chung đều không có tiến hóa thành bên ngoài thế giới khoa học kỹ thuật hiện đại nguyên nhân. Bởi vì đó là không lợi cho giai tầng thống trị. An Tử Hiên cười cười, nói ra, nghĩ không ra ngươi vẫn là phong lưu nhân vật. La Quân cười ha ha, nói ra, người không phong lưu uổng thiếu niên mà. An Tử Hiên nói ra, người đến là người thế nào, cũng không thể là từ trong khe đá đụng tới a. Hắn lúc này chỉ là muốn nhiều giải một chút La Quân, nếu như gia hỏa này xác thực có thể tín nhiệm, như vậy hắn sẽ xem xét trợ giúp La Quân. Giờ này khắc này, An Tử Hiên cũng không có đem La Quân xem như uy. Bởi vì La Quân còn có loại này chuyện tình gió chăng, cái kia Tống Ninh nếu là biết, khẳng định là nắp khí quản ác La Quân. La Quân lúc đầu chỉ là muốn thông qua Tống Ninh để tới gần Thái Sơn Vương, hiện tại đã cái này An Tử Hiên tựa hồ có chút năng lượng. Như vậy La Quân cũng không nhất định là muốn dựa vào Tống Ninh nha. Cho nên giờ phút này, La Quân cũng biết mình trả lời rất lợi hại quan trọng. Hắn liền nói ra, ta từ nhỏ đã là cô nhi, ta là tại Yến Đô Thành lớn lên, ta bị sư phụ ta nuôi lớn. Sư phụ ta tại ta 15 tuổi thời điểm liền qua đời. Về sau, ta chỉ có một người khắp nơi lang thang cùng hành tẩu. Sư phụ ngươi kêu cái gì? An Tử Hiên hỏi. La Quân nói ra, sư phụ ta gọi Lâm Ngọn Núi. Người xưng ngũ hành tán nhân. Cái này Lâm Ngọn Núi cùng Lâm Thiên Sơn đều là thật sự tồn tại, La Quân có thể không có nói sai. Hắn biết An Tử Hiên đã hỏi, như vậy thì nhất định sẽ đi thăm dò một chút. Nhưng La Quân mới không sợ An Tử Hiên đi thăm dò. An Tử Hiên a một tiếng, nói ra, tốt, ta giải. Vậy ngươi có bản lãnh gì? La Quân nói ra, ta mặc dù là hành tẩu thi nhân, nhưng những năm gần đây, tu vi một mực chưa từng buông xuống. Không phải vậy lời nói, ta cũng không có khả năng sống lâu như thế. Ta tin tưởng, liền xem như tại Thái Sơn Vương thủ hạ, nếu bàn về thực lực, ta cũng có thể chiếm cứ tiền tam giáp. An Tử Hiên nói ra, ha ha, ngươi thật đúng là dám nói mạnh miệng đây. Hắn ngừng một lát, nói, như vậy đi, ngày mai ta an bài ta thủ hạ đến cùng ngươi so chiêu một chút, ngươi nếu là thắng qua hắn, ta thì suy nghĩ một chút. La Quân nói ra, cái kia liền đa tạ An công tử. An Tử Hiên nói tiếp, còn có, ngươi tốt nhất theo chữ nhi bảo trì chút khoảng cách, không phải vậy lời nói, ta có 100 loại biện pháp để ngươi biến mất. Hắn hiện tại đã nói với La Quân mở, mà lại La Quân vẫn là muốn cầu cạnh hắn, cho nên hắn nói chuyện cũng có chút ở trên cao nhìn xuống. An công tử yên tâm, La Quân lập tức nói, không nên ta có vọng tưởng đồ, vật, ta tuyệt sẽ không trong lòng còn có ý nghĩ ngông cuồng. Mà lại, thiên hạ mỹ nhân có rất nhiều, chỉ cần ta có tiền có quyền, cái gì mỹ nhân không chiếm được. An Tử Hiên mỉm cười, nói ra, tính ngươi thức thời. La Quân cũng cười một tiếng, nói, đúng,
chữ nhị tiểu thư đến là ai? Ta chưa từng nghe nói qua nàng đây. An Tử Hiên nói ra, ngươi biết cái gì, chữ nhi chính là Tống Đế Vương tiểu nữ nhi. La Quân hơi kinh hãi, nói, Tống Đế Vương nữ nhi. Tống Đế Vương bây giờ chính là thập điện Diêm La đứng đầu, quyền thế chi nồng, không thể tưởng tượng. Khó trách nhìn, chữ nhi tiểu thư tôn quý như thế, cũng khó trách An công tử ngươi hội chân dung tại chữ nhi tiểu thư. Lời nói cũng chớ nói lung tung, ta cùng chữ nhi chính là thanh mai trúc mã. An Tử Hiên nói ra, trong lòng ta là thật thích nàng, có thể không phải là bởi vì nàng là Tống Đế Vương nữ nhi. La Quân nói ra, ha ha, vậy coi như là ta nói sai, An công tử ngươi dĩ nhiên không phải nịnh nọt hạng người. An Tử Hiên lúc này mới hài lòng cười một tiếng. Hắn còn nói thêm, ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào mới có thể nhanh chóng theo đuổi được chữ nhi. La Quân nói ra, ngươi cùng chữ nhi là thanh mai trúc mã, lâu như vậy, thực một mực không có cùng một chỗ, đây là có chút vấn đề. An Tử Hiên lập tức không cao hứng, đường, vấn đề gì? La Quân nói ra, người khác không cao hứng, ta là cho ngươi phân tích, ngươi muốn nghe lọt nói thật. Hắn bắt đầu tiến hành theo chất lượng, chiếm cứ chủ động. An Tử Hiên trong lòng nhảy một chút, lập tức hỏi, tốt, ngươi nói, ngươi muốn không nói ra cái đạo lý đến, đừng trách ta không khách khí. La Quân liền không cao hứng, nói ra, An công tử, ta mặc dù là muốn cầu cạnh ngươi, nhưng ngươi cái này động một chút lại không khách khí, ngươi coi ta là gì người a, coi ta là ngươi hạ nhân a. An Tử Hiên nao nao, hắn là không nghĩ tới La Quân còn dám bão nổi. Hắn ngẫm lại, tâm lý hiện tại quả là hiếu kỳ, liền nhịn xuống nói, tốt, coi như ta không phải, ngươi mau nói đi. La Quân tự nhiên cũng không so đo, nói ra, ta nói cho ngươi. Ngươi cùng chữ nhi tiểu thư nhận biết lâu như vậy, nếu có thể ở cùng một chỗ, sớm liền ở cùng nhau. Nhưng lại một mực chậm chạp không cùng một chỗ, vậy đã nói rõ, chữ nhi tiểu thư đối ngươi kém như vậy một tầng cảm giác. An Tử Hiên nhất thời đỏ mặt tía tai, nói ra, ngươi chớ nói nhảm, đó là bởi vì chúng ta vẫn luôn là phát hồ tình, dừng hồ lễ, người nào giống như ngươi, làm người không có quy không có theo cái gì nữ nhân đều có thể tùy tiện cùng một chỗ động phòng. La Quân cười ha ha. Nói ra, mặc kệ là cao quý cỡ nào, vẫn là nhiều thấp nữ hài, vậy cũng là nữ hài. Nữ hài trời sinh cũng là cần đau, hống, yêu, nhưng cũng không phải cần cung cấp. Ngươi cung cấp nàng, một mực như vậy lễ phép, cái kia nàng làm sao lại đối ngươi tâm động? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một câu à, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu? Chưa từng nghe qua đây, An Tử Hiên thành thành thật thật nói ra. La Quân im lặng, cái này An Tử Hiên. Thật đúng là không có gì tán gái kinh nghiệm a, thuần khiết cực kỳ. Ta ngược lại thật ra có cái chủ ý, có thể để chữ nhi tiểu thư đối ngươi nhanh chóng tâm động, bất quá ngươi cần nếm chút khổ sở. La Quân theo rồi nói ra. An Tử Hiên lập tức nói ra, vậy ngươi mau nói. Đón đến, lại nói, chỉ cần có thể để chữ nhi động tâm, nếm chút khổ sở tính là gì. La Quân cười một tiếng, nói ra, là như thế này, ngươi đây, tìm cái thời gian cùng chữ nhi tiểu thư ước đi ra. Sau đó thì sao, ta đóng vai thích khách đến ám sát chữ nhi tiểu thư, người sau cùng bỏ qua sinh mệnh cứu nàng. Đương nhiên, ta sẽ không thật giết ngươi, nhiều nhất để ngươi thụ bị thương. Nữ hài tử nha, cái này một cảm động, chẳng phải thuận lý thành chương sao? Còn có thể dạng này, An Tử Hiên cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Cái này âm diện thế giới người, thật đúng là sẽ không chơi loại này tâm địa gian rảo tán gái kỹ thuật. Cho nên An Tử Hiên cảm thấy quá mới mẻ, quá bất khả tư nghị. Nhưng rất nhanh, An Tử Hiên đã cảm thấy đây thật là ý kiến hay. Sau đó, An Tử Hiên lại phạm khó nói, bất quá chữ nhi bên người có thật nhiều hộ vệ cùng cao thủ, cái này chỉ sợ có chút khó khăn a. Người đi đóng vai thích khách, chỉ sợ còn không có cận thân thì bị xử lý. Nhưng ta lại không thể phái người đến, lúc đó rất dễ dàng bại lộ thân phận. Chuyện này, làm tốt mới có hiệu quả, một khi không có làm tốt, lúc đó để chữ nhi hận lên ta. La Quân lập tức liền tức giận nói ra, ta dựa vào, ngươi xem thường ta đúng hay không? Hắn nói xong lại nói, thì chữ nhi tiểu thư bên người những hộ vệ kia cũng muốn ngăn cản ta. Ngươi có thể đừng xem thường những hộ vệ kia, những cái kia đều là cao thủ đây. An Tử Hiên nói ra. La Quân nói ra, vậy được rồi, ngươi tìm ngươi bên này cao thủ đến, ta cho ngươi biết, thực lực của ta đến mạnh bao nhiêu. Ta nói có thể tại Thái Sơn Vương trong cao thủ, ta có thể xếp vào 3 vị trí đầu giáp. Ngươi cho rằng ta đang cùng ngươi thổi như bức a? An Tử Hiên ngốc ngẩn ngơ, nói ra, ta vừa mới bắt đầu nhìn ngươi giống như là thư sinh nghèo, mà lại vẻ nho nhã.
lúc này nhìn ngươi, ngươi làm sao giống như là võ phu lưu manh đâu? Khí chất này chuyển đổi cũng quá đại a. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, đối mặt cô gái xinh đẹp đương nhiên muốn ném chỗ tốt, muốn nhã nhặn. Nhưng là hiện tại cùng An công tử ngươi cùng một chỗ, hai chúng ta là người một nhà, còn cần giữ lễ tiết sao? Ngươi cho rằng ta có thể phao nhiều mỹ nữ như vậy là ngươi đùa giỡn với ngươi. Cô gái đẹp, An Tử Hiên không khỏi nói ra, cái từ này hình dung đến thật đúng là chuẩn xác. La Quân cười hắc hắc. An Tử Hiên theo rồi nói ra, vậy thì tốt, ngươi đi theo ta, ta trước hết nghiệm chứng thực lực ngươi về sau, mới có thể quyết định chuyện này làm sao bây giờ. Hắn tiếp lấy còn nói thêm, ngươi yên tâm, Lâm Thiên Sơn, chỉ cần ngươi có thể giúp ta theo đuổi được chữ nhi, ta tuyệt đối thiếu không ngươi tốt chỗ. La Quân nói ra, vậy ngươi cũng yên tâm, ta nói cái gì cũng giúp ngươi cua được chữ nhi tiểu thư. Chờ đến mai cái, ta cho ngươi thêm mấy cái thủ thơ tình, chữ nhi tiểu thư yêu một bộ này, ta bao ngươi thuận buồm xuôi gió. An Tử Hiên cười ha ha một tiếng, nói ra, như thế rất tốt ha. Thiên rốt cục đen xuống. Tại âm diện thế giới bên trong, cho tới bây giờ đều không có trong sáng trăng sáng. Lúc này, mưa cũng rốt cục ngừng, trong không khí tràn ngập khí ẩm. Đó là một loại mưa dầm liên miên cảm giác. Đại khái là nơi này âm khí tích lũy, sau đó bị nước mưa cọ rửa mà xuống, cho nên mới sẽ khiến người ta có loại cảm giác này. Hoa Âm cư trong đình viện. La Quân cùng một tên áo xanh văn sĩ đứng đối mặt nhau. Cái này áo xanh văn sĩ gọi là Văn Hiên, chính là An Tử Hiên thủ hạ một tên cao thủ. La Quân nhìn ra được cái này áo xanh văn sĩ chính là hóa thần trung kỳ cao thủ. Thân thể tu vi đã tiếp cận viên mãn. La Quân nhìn có chút lệ nóng doanh tròng, mẹ nó, từ đi vào cái này địa ngục chi môn về sau, rất ít gặp lại cấp bậc như vậy đối thủ. Mà giờ khắc này, An Tử Hiên bên người còn đứng một người, người kia gọi là Hồng Hổ là An Tử Hiên thiếp thân bảo tiêu. Tu Vi cũng đã là trường sinh cảnh ngũ trọng. Về phần La Quân Tu Vi, nói thật, liền xem như Hồng Hổ cũng nhìn không rõ ràng. Nhìn, La Quân giống như là không có Tu Vi. Lúc này... Văn Hiên liền cũng liền hướng La Quân xuất thủ. Văn Hiên dưới chân một sai, bạo giống một tiếng. Hắn thân thể lực lượng phối hợp vô cùng, trong nháy mắt liền bộc phát ra lực lượng kinh khủng, như điện như ánh sáng một dạng hướng La Quân chém giết tới. La Quân chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một cái quyền đầu, quyền kia đầu trong nháy mắt biến lớn. La Quân mắt cũng không chớp, đột nhiên một chân đạp ra ngoài. Ầm! Văn Hiên lập tức liền bị đạp bay ra ngoài, sau cùng ngã trên mặt đất. Bò cũng không đứng dậy được. Bất quá Văn Hiên cũng không thụ thương, trong mắt của hắn tràn ngập kinh hãi cùng thật không thể tin. Hắn đứng lên về sau, hổ thẹn đi vào An Tử Hiên bên người, hô, công tử. An Tử Hiên cùng Hồng Hổ cũng là ngoài ý muốn, La Quân thì là cười mỉm. Sau đó, An Tử Hiên liền để Hồng Hổ đến theo La Quân đối chiến. Hồng Hổ lúc này hạ tràng, đi vào La Quân trước mặt, liền ôm quyền nói, Lâm công tử, đắc tội. Hắn ngược lại là không kiêu không gấp, rất lợi hại có phong độ. La Quân cũng liền ôm quyền, nói ra, đa tạ. Sau đó, Hồng Hổ đột nhiên trong mắt hàn quang lóe lên, hướng phía La Quân lăng không đánh ra nhất trường. Trời cao trưởng pháp, phích lịch 9 tầng. Hồng Hổ một trường này lăng không đánh ra, trong không khí nhất thời dập dờn ra một cỗ cường hãn trường lực, đồng thời chồng chất, chia làm 9 tầng kình lực hướng phía La Quân đánh giết mà đến. Một trường này đột nhiên nổi lên. Chớp mắt liền đến, khiến người ta khó mà phòng bị. La Quân cũng là hơi kinh hãi, cũng may mắn trên người hắn đã có Trần Phi Dung pháp lực. Cho nên, hắn có thể kịp phản ứng. La Quân trong nháy mắt cũng cảm giác được Hồng Hổ trưởng lực bên trong 9 tầng kinh lực, hắn cũng không nhiều lời, trở tay đột nhiên vận chuyển pháp lực đấm ra một quyền qua. Thiên lôi quyền ấn. Ầm ầm. Ẩn chứa La Quân sức mạnh tinh thần mạnh mẽ quyền ấn thế như trẻ tre, trong nháy mắt liền đem Hồng Hổ 9 tầng kinh lực đánh nát. Đồng thời hướng thẳng đến Hồng Hổ ép giết đi qua. Hồng Hổ giật nảy cả mình, hắn không tránh kịp, cả người bay thẳng ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất. Tuy nhiên La Quân ở chỗ này thi triển thiên lôi quyền ấn, lực lượng đánh rất lớn chiết khấu, nhưng là đánh bại Hồng Hổ đã đầy đủ. Hồng Dũng mãnh lực không yếu, nhưng lại thiếu loại kia cảm động cùng tinh thần. Cho nên căn bản không phải La Quân đối thủ. Đương nhiên, Hồng Hổ thực cũng không có yếu như vậy. Chủ yếu là hắn không biết La Quân mảnh, mà lại La Quân cũng không phải địch nhân, cho nên hắn cũng không vừa ra tay cũng là đòn sát thủ, cũng không động dùng pháp bảo. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, La Quân cũng là thủ hạ lưu tình.
La Quân muốn là xuất thủ chói mắt châu hoặc là âm sát ma đao, Hồng Hổ cũng chết sớm. Hồng Hổ đứng dậy, hắn thụ rất nhỏ nội thương, công tử. Hồng Hổ đi vào An Tử Hiên bên người, hổ thẹn hô. An Tử Hiên kinh ngạc nhìn về phía La Quân, hắn lúc này trong mắt đối La Quân thêm ra một phần kính sợ, Lâm huynh, ngươi lại có tu vi như thế. La Quân cười ha ha, nói ra, ta đã sớm nói, tại Thái Sơn Vương bên người trong cao thủ, ta có thể xếp vào ba vị trí đầu giáp. Ngươi đừng nói là cho là ta thật sự là đang cùng ngươi khoác lác. An Tử Hiên nói, nhưng ta không nghĩ ra là, loại người như ngươi, dùng cái gì hội một mực đang bình thường bên trong. La Quân nói ra, An công tử, có câu nói gọi là tính cực tư động. Ta mấy năm nay đến, một mực đang hành tẩu bên trong tu hành. Cho tới bây giờ, cũng coi là học có sở thành, cho nên cũng mới muốn động một chút. Ta biết ngươi có rất nhiều lo lắng, bất quá ngươi tại hướng Thái Sơn Vương đề cử ta thời điểm, có thể nói thẳng ngươi không xác định thân phận ta. Nhưng là, ngươi có thể khẳng định thực lực của ta. Đến lúc đó, ta tin tưởng Thái Sơn Vương sẽ có chính hắn phán đoán, ngươi cứ nói đi. An Tử Hiên trầm ngâm, sau đó hắn nói ra, không bằng ngươi liền theo ta, thế nào? Ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. La Quân không khỏi cười khổ, hắn nói ra, thập điện Diêm La bên trong, ta lựa chọn Thái Sơn Vương là làm rất nhiều so sánh. Ta nếu không phải tiền, mà chính là quyền, đây là An công tử ngươi cho không ta. Nếu là muốn quyền, ngươi nên lựa chọn Tống Đế Vương mới là. An Tử Hiên nói ra. La Quân nói ra, Tống Đế Vương bên người nhân tài đông đúc, cao thủ tụ tập. Ta đi vào, bất quá là cái cuối cùng số lượng, cho nên, ta càng xem trọng Thái Sơn Vương. An Tử Hiên lâm vào trầm mặc. La Quân nói ra, không sau chuyện này, ta cũng không nhất định là không phải An công tử ngươi không thể, ta nghĩ ta hẳn là còn có hắn biện pháp đi gặp Thái Sơn Vương. An Tử Hiên nghe vậy nhất thời giật mình, hắn hiện tại còn trông cậy vào La Quân hỗ trợ đây. Cho nên nào dám để La Quân rời đi, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, lấy La Quân thân thủ, muốn đi tìm người khác hỗ trợ dẫn kiến, đó cũng là không có vấn đề. Cho nên An Tử Hiên lập tức nói, Lâm huynh, đây là không có vấn đề. Ta tin tưởng ngươi chính là. La Quân cười ha ha, nói ra, cái kia liền đa tạ An công tử. An Tử Hiên kéo La Quân, lộ ra đến vô cùng thân mật, hắn nói ra, chúng ta đi vào trò chuyện. Lần này liền vào Hoa Âm Cư bên trong, An Tử Hiên lôi kéo La Quân cầm đuốc soi dạ đàm. Lâm huynh, ngươi nói muốn giúp ta viết mấy cái thủ thơ tình. An Tử Hiên có chút bức thiết. La Quân liền nói ra, cái này dễ xử lý. Hắn đón đến, nói ra, ta đến đọc, ngươi viết. Ta trước kia thì làm không ít thơ tình, bất quá không sao cả lưu truyền ra qua, trước hết cho ngươi. Yên tâm, ta tuyệt sẽ không vạch trần ngươi. An Tử Hiên lập tức cao hứng vô cùng. La Quân tâm lý buồn cười, ngươi cầm ca thơ tình, vậy thì đồng nghĩa với là có nhược điểm tại ca thủ bên trong, cái kia còn sợ ngươi không nghe lời sao. La Quân lần này tới Chu Sát Nhạc Quang Thần, hắn vốn là còn một loại lộ tuyến có thể đi, cái kia chính là ẩn núp tại Hắc Ngục Thành bên trong, tính tính chờ đợi Nhạc Quang Thần xuất hiện, sau đó nhất kích tất sát. Hoặc, La Quân cũng có thể để Trần Phi Dung đi tìm hiểu Nhạc Quang Thần chỗ ở các loại. Nhưng La Quân đều không có làm như thế. Bởi vì hắn không muốn lặng yên không một tiếng động giết Nhạc Quang Thần. Hắn muốn lấy ra thuộc về Thiên Đô Điện Phong Mang, hắn phải dùng chính mình lực lượng đến huyết tẩy phần này sỉ nhục. Hắn không muốn lặng yên không một tiếng động đến, đây chính là La Quân tâm tư. Và lại, tùy tiện ám sát cũng có quá nhiều không xác định nhân tố. Một khi thất bại, còn muốn ra tay thì khó, La Quân nhất định phải cam đoan không có sơ hở nào. Cho nên, hắn hiện tại liền muốn lăn lộn đến Thái Sơn Vương bên người. Cam đoan biết người biết ta. La Quân sau đó thì bắt đầu đọc đến, hắn đọc là Thương Ương Gia Thố một bài từ khúc. Người gặp, hoặc là không thấy ta là ở chỗ này, không buồn không vui. Người đọc, hoặc là không đọc ta, tình là ở chỗ này, không đến không đi. Người yêu, hoặc là không yêu ta, yêu là ở chỗ này, không tăng không giảm. Người theo, hoặc là không cùng ta thì trong tay ngươi, không rời. Đến ta trong ngực. Hoặc là, để cho ta vào ở trong lòng ngươi. Im lặng, yêu nhau, yên tĩnh, hoan hỉ. Tốt, tốt thơ, An Tử Hiên hưng phấn nói. Ách, đây là từ, La Quân nói ra, phóng tới hiện đại, ngược lại là có thể nói là hiện đại thơ. An Tử Hiên hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, nói ra, Lâm huynh ngươi thật sự là đại tài a. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, thực cũng không có gì, tại chúng ta cái niên đại này.
có lại nhiều tài hoa cũng không bằng tu vi cao thâm hữu dụng. Ta nếu là liền dựa vào lấy những này thi tử đi gặp Thái Sơn Vương, đoán chừng Thái Sơn Vương nhìn cũng sẽ không nhiều liếc lấy ta một cái. Thời đại này, là chúng ta văn nhân bi ai, cho nên ta tình nguyện làm một võ giả. An Tử Hiên nói ra, Lâm huynh ngươi là văn võ song toàn, không có có một dạng làm khó được ngươi. Sau đó, hắn còn nói thêm, nhưng còn có thơ tình. La Quân nói ra, có đương nhiên là có, bất quá ngươi cũng không thể một hơi cho hết chữ nhi tiểu thư nha. Cái này làm thơ không thể so với uống rượu ăn cơm đơn giản như vậy a. An Tử Hiên nhân tiện nói, Lâm huynh ngươi nói là. Hắn đón đến, nói, nhưng là ngày mai sự tình, chúng ta phải tốt hảo kế hoạch a. La Quân nói ra, cái kia có vấn đề gì, chỉ cần ngươi ngày mai có thể đem chữ nhi tiểu thư ước đi ra, ta liền có thể cấp cho ngươi thành. An Tử Hiên cười một tiếng, nói ra, lúc đầu mỗi lần ước chữ nhi còn muốn phí chút công phu, nhưng là hiện tại có cái này thủ thơ tình, vậy khẳng định là không có vấn đề. Hắn đón đến, còn nói thêm, Lâm huynh, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đem chữ nhi theo đuổi được tay, ngày sau ngươi chính là ta An Tử Hiên đại ân nhân. La Quân mỉm cười, nói ra, An công tử, lời này của ngươi liền nói khách khí không phải. Ngươi có thể theo đuổi được chữ nhi tiểu thư, vậy cùng ta cũng không quan hệ nhiều lắm, đó là ngươi hai duyên phận, cũng là bởi vì chữ nhi tiểu thư vốn là thích ngươi. Ta bất quá là đem giữa các ngươi tấm màn che giật ra mà thôi. An Tử Hiên nghe rất là dễ chịu, hắn cũng cười lên ha hả. Sáng ngày thứ hai 8 giờ, An Tử Hiên liền tới đến Thái Sơn Vương phủ thành chủ trước, hắn đưa bái thiếp đi vào. Chỉ chốc lát về sau, bên trong thì đi ra người hầu nói, mời An công tử vào đi. An Tử Hiên liền đi theo người hầu đi vào. Cái kia trong phủ thành chủ tự nhiên là phong cảnh tuyệt đẹp, hồ nhân tạo, cây liễu thành ấm, hoa viên các loại. Hôm nay khí trời cũng là tinh tốt, An Tử Hiên trực tiếp tại cái kia cầu nhỏ nước chảy trước trong đình tìm tới Tống Ninh. Tống Ninh mặc một thân màu đỏ cái áo, lộ ra 10 phần diễm lệ đáng yêu. Bên cạnh còn có Tống Ninh nha hoàn giả trang, mà Tống Ninh làm theo đang ăn điểm tâm. Bữa sáng là cháo gạo tăng thêm một chồng tinh xảo thức nhắm. Tống Ninh tướng ăn rất là ưu nhã. Chữ nhi, An Tử Hiên đi vào đình, vui sướng hô. Tống Ninh mỉm cười, nói ra, Tử Hiên ngươi làm sao sớm như vậy đến. Ăn điểm tâm sao, muốn không cùng lúc ăn. An Tử Hiên nhìn lấy mỹ lệ Tống Ninh, hắn nhìn ngốc ngẩn ngơ, nói ra, chữ nhi ngươi thật là dễ nhìn. Tống Ninh khuôn mặt hơi đỏ lên, nói, Tử Hiên ngươi càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru. An Tử Hiên lập tức kêu lên đụng thiên khuất, hắn nói ra, cái này thật là không phải miệng lưỡi trơn tru, mà chính là ăn ngay nói thật a. Tống Ninh liền ngượng ngập nói, không để ý tới ngươi. An Tử Hiên cười ha ha một tiếng, trong lòng của hắn liền cảm giác, La Quân lời nói quả nhiên có tác dụng a. Cũng là đến ra mặt dày một chút mới tốt. An Tử Hiên cùng Tống Ninh cùng một chỗ ăn dậy sớm điểm tới. An Tử Hiên làm bộ tùy ý hỏi, chữ nhi, hôm nay ngươi có cái gì muốn đi chỗ chơi? Tống Ninh nói ra, cái này Hắc Mục Thành, có thể chơi địa phương, ta cơ hồ đều chơi lượt. Ta nghĩ đến qua mấy ngày liền về nhà. An Tử Hiên nói ra, vậy ta cùng ngươi một khối trở về. Tống Ninh hì hì cười một tiếng, nói ra, làm sao ta đi đâu, ngươi đều phải theo chỗ nào nha. An Tử Hiên nhất thời khuôn mặt đỏ lên, sau đó, hắn nói ra, chữ nhi, ta đã thành thói quen đi theo phía sau ngươi cảm giác. Dạng này ta sẽ rất an tâm, ta không cầu đừng, chỉ cần mỗi ngày có thể trông thấy ngươi, vậy ta liền đã rất thỏa mãn. Tống Ninh nhất thời ngượng ngùng không chịu nổi, nàng nói ra, ai nha, Tử Hiên, êm đẹp, ngươi nói những thứ này làm gì đâu. An Tử Hiên nhân tiện nói, ngượng ngùng, ta có chút thất lễ. Tống Ninh thì còn nói thêm, như vậy đi, ăn chơi sớm một chút, chúng ta qua tìm Lâm công tử đi. Hắn thi tài thật sự là vô cùng tốt, ta còn muốn nhiều lãnh hội một phen đây. An Tử Hiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nói ra, vậy dĩ nhiên là tốt. Hắn đón đến, còn nói thêm, tối hôm qua Hòa Lâm huynh trò chuyện hồi lâu, ta đột nhiên nhận chút dẫn dắt. Cho nên chữ nhi, ta cho ngươi viết một bài thơ đây. Tống Ninh đôi mắt đẹp sáng lên, nàng đối thi từ ca phú, một điểm sức chống cự đều không có. Vội vàng nói, thật sao? Đang ở đâu, nhanh cho ta xem một chút. An Tử Hiên nói ra, ta đã phiếu tốt, bất quá sau cùng còn thiếu một chút trình tự làm việc. Đoán chừng hiện tại đã hoàn hảo, đang hòa âm cư bên trong. Tống Ninh lập tức đứng lên, lộ ra có chút không kịp chờ đợi nói ra, vậy còn chờ gì, chúng ta hiện tại nhanh đi hòa âm cư nha. An Tử Hiên trong lòng đắc kế,
đương nhiên sẽ không ngăn cản. Chỉ một lúc sau, An Tử Hiên liền cùng Tống Ninh đi ra phủ thành chủ. Thái Sơn Vương vô cùng để ý Tống Ninh an toàn, cho nên hắn an bài hộ vệ vậy cơ hồ là muốn một tấc cũng không rời. Mà lại, tại Tống Ninh bên người còn có một vị thiếp thân bảo tiêu, cái này thiếp thân bảo tiêu gọi là Kim Văn Thành, bình thường cũng là hộ vệ cách ăn mặc, ngoại nhân căn bản nhìn không ra hắn sâu cạn tới. Hết thảy 8 tên hộ vệ tăng thêm một tên nha hoàn cùng với An Tử Hiên cùng Tống Ninh ra phủ thành chủ. An Tử Hiên cùng nha hoàn còn có Tống Ninh đều trong xe ngựa. Hôm nay khí trời rất không tệ, ánh nắng tươi sáng. Xe ngựa sang trọng một đường chạy ra ngoài, La Quân lại là một mực đang phủ thành chủ bên ngoài chờ đợi. Hắn nhìn thấy xe ngựa hành động, hắn cũng liền lập tức đi theo động. Lúc này La Quân đã là che mặt người áo đen. Chờ đến xe ngựa kia đến một đoạn hơi vắng vẻ một chút trên đường phố lúc, La Quân lập tức liền cản trở xe ngựa đường đi. Xe ngựa đột nhiên dừng lại, An Tử Hiên cùng Tống Ninh đều là hơi kinh hãi. Thực An Tử Hiên tâm lý lại là rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn trên mặt vẫn là làm ra có chút ngoài ý muốn bộ dáng. Bên ngoài chuyện gì phát sinh, An Tử Hiên nhạt âm thanh hỏi. Kim Văn Thành thủ trước khi nói ra, An công tử, Ninh tiểu thư, không cần phải lo lắng, chỉ là gặp được một cái tiểu mao tặc. An Tử Hiên liền hướng Tống Ninh nhẹ nói, không có việc gì. Tống Ninh lại là hiếu kỳ, nàng xốc lên lập tức rèm xe, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nàng lập tức liền nhìn thấy La Quân đóng vai người áo đen, người đến người nào. Ta tự hỏi cũng không trêu ra cửu nhân, các hạ vì sao muốn cản trở đường đi của chúng ta. La Quân lập tức thanh âm khàn khàn nói, Tống Ninh, ta cùng ngươi không thù, nhưng lại cùng phụ thân ngươi có thù. Hôm nay, ta liền muốn giết ngươi, để phụ thân ngươi vì thế trả giá đắt. Tống Ninh không khỏi ngẩn ngơ. Kim Văn Thành liền nói ra, Ninh tiểu thư, ngươi cùng An công tử đừng đi ra, nơi này chúng ta có thể ứng phó. Tống Ninh liền cũng cảm thấy cùng người mặc áo đen này không có gì để nói nhiều. Ngay sau đó liền trở lại trong xe ngựa. Kim Văn Thành là cái khoảng 40 tuổi trung niên nam tử, hắn ăn mặc một thân áo vải, lộ ra nhã nhặn mà nho nhã. Trong miệng hắn có một thanh thiết cốt phiến, cái này thiết cốt phiến gọi là linh hồn cốt thứ phiến. Sắt trong quạt có 12 cây linh hồn cốt thứ, tại Kim Văn Thành vận chuyển dưới, có thể giết người như ý. Lúc này, Kim Văn Thành đám người đã đem xe ngựa vây lại, đồng thời bắt đầu kết thành khí tràng. Cỗ này khí tràng đem phụ cận từ trường phần tử thôi vận đến bắt đầu cuồng bạo. Cỗ này thời điểm, bất kỳ người nào đều không thể xuyên toa hư không giết người. Bọn họ là chuyên nghiệp bảo tiêu, tự nhiên không có khả năng để La Quân có cơ hội trong nháy mắt xuyên toa đến trong xe ngựa giết người cướp của. Kim Văn Thành lạnh lùng xông chúng hộ vệ nói ra, người này cuồng vọng tự đại, dám can đảm hành thích Ninh tiểu thư, hôm nay phải tất yếu đem bắt lại. Nếu không thể bắt, cũng làm đánh giết. Đúng, chúng hộ vệ ầm vang xác nhận. La Quân cũng không nhiều lời, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình lóe lên liền hướng Kim Văn Thành xông tới giết. Hắn lần này là đến giúp đỡ An Tử Hiên diễn kịch, tự nhiên không thể thật giết người. Không phải vậy tương lai chuyện xảy ra, hắn khẳng định là thoát không can hệ. Chỉ cần không có tránh thức tổn thương, chuyện này cũng là cái việc nhỏ. Một khi người chết, vậy liền nghiêm trọng. La Quân một xông lại, Kim Văn Thành lập khắc vận chuyển linh hồn cốt thứ. 12 đạo linh hồn cốt thứ phát ra 12 đạo hào quang, thiểm điện bắn giết hướng La Quân. Linh hồn cốt thứ toàn bộ đánh vào La Quân trên thân, La Quân trên thân vô lượng phù ấn lập tức tản mát ra một tầng kim quang. Cái kia 12 đạo cốt thứ toàn bộ bắn ra qua. Kim Văn Thành bị kinh ngạc, nhưng hắn đã không có cơ hội. La Quân nhất trưởng bổ vào Kim Văn Thành trên thân, Kim Văn Thành lập khắc bay rớt ra ngoài, sau cùng ngã trên mặt đất. Tiếp theo, 4 tên hộ vệ lại cùng nhau chặt lên tới. La Quân lần nữa không có ngăn cản, cái kia 4 tên hộ vệ lực đạo tấn mãnh, nhưng là chém vào La Quân trên thân, La Quân trên thân lại bắn ra một tầng kim quang. 4 tên hộ vệ lập tức bị đánh bay ra ngoài. Liền cũng tại lúc này, một sát na này, La Quân đã đến trong xe ngựa. Nếu như không phải ỷ có vô lượng phù ấn, La Quân nào dám ra cái chủ ý này. Bởi vì hắn dù cho có thể ám sát tiến đến, vậy khẳng định cũng là muốn giết người. Mà bây giờ, hắn lại có thể một người không giết xông tới. La Quân mới vừa vào đến, nha hoàn kia bỗng nhiên trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay dương ra một đạo hào quang tới. Đạo này hào quang lại là thiên thủ ngô công, độc tính rất lợi hại. Nha hoàn này nhìn người vô hại và vật vô hại,
người nào cũng không nghĩ ra nàng thế mà cũng là có sát khí người. Cái này công kích, tuyệt đối vội vàng không kịp chuẩn bị. La Quân dù sao có 3 lần phòng ngự, mà lại không dùng hết vô pháp khôi phục. Cho nên hắn căn bản cũng không quản tầng này công kích. Cái kia thiên thủ ngô công cũng lập tức bị bắn ra qua. La Quân lại ra tay như thiểm điện, nhất trưởng thì cắt tại nha hoàn kia trắng như tuyết trên cổ. Nha hoàn này lập tức đã hôn mê. Tống Ninh không khỏi hãi nhiên thất sắc, nàng không nghĩ tới thích khách này thế mà thật đã đột phá phía bên mình cao thủ phòng ngự. Mà lại đến nhanh như vậy. La Quân xông Tống Ninh giận quát một tiếng, nói, tiện tì, chịu chết đi. Sau đó, hắn nhất trưởng liền đánh giết hướng Tống Ninh. Không cho phép ngươi thương hại chữ nhi, An Tử Hiên lập tức lệ quát một tiếng, sau đó, hắn phấn đấu quên mình đem Tống Ninh ôm lấy. An Tử Hiên phía sau lưng thụ La Quân nhất trưởng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi tới. Liền cũng tại lúc này, những hộ vệ kia còn có Kim Văn Thành cũng đều kịp phản ứng, lại lập tức đem xe ngựa bổ ra, hạng giết tới. La Quân không cam lòng nói, nếu không phải lão tử hôm nay pháp bảo đã mất đi hiệu dụng, liền đưa ngươi cái này tiện tỳ giết. Tính ngươi vận khí tốt, lại có cái nam nhân nguyện ý vì ngươi mà chết. Sau đó, hắn quay người lại thì nhanh chóng lướt đi qua. Kim Văn Thành bọn người sợ Tống Ninh có cái gì sơ suất, nào dám đuổi theo a? Bọn họ lập tức bốn phía. Xe ngựa kia đã phân mảnh. Tống Ninh thất kinh, nàng ôm An Tử Hiên, sợ hãi vô cùng hô, Tử Hiên. Chữ nhi, An Tử Hiên suy yếu vô cùng nói ra, ta yêu ngươi. Sau đó, hắn liền đã hôn mê. Tử Hiên, Tống Ninh lệ rơi đầy mặt. Đêm đó, An Tử Hiên trở lại Hoa Âm cư, là Kim Văn Thành bọn người trả lại. An Tử Hiên thương thế đã không có gì đáng ngại. Trở lại Hoa Âm cư về sau, An Tử Hiên liền vui sướng qua tìm La Quân. Mà lúc này, La Quân đang thoải mái nhàn nhã uống trà ăn điểm tâm. Hắn là tại trong phòng ngủ mình. Lâm huynh, An Tử Hiên sau khi đi vào cười ha ha một tiếng, nói ra, Lâm huynh, người biện pháp này thật có tác dụng a, hôm nay chữ nhi không biết có lo lắng nhiều ta. Về sau ta tỉnh lại, nàng còn ôm ta khóc không ngừng đây. La Quân mỉm cười, nói ra, hôm nay ta ra tay trọng một chút, người không sao chứ. An Tử Hiên nói ra, ta không sao, ta ăn chữ nhi thánh dược chữa thương, khôi phục rất nhanh. Người hẳn là ra tay trọng a, không phải vậy bọn họ hội sinh nghi. La Quân nói ra, việc này không có kinh động Thái Sơn Vương a. An Tử Hiên nói ra, Thái Sơn Vương căn bản cũng không tại trong thành chủ phủ, hắn qua Tống Đế Vương chỗ Tống Đế Thành qua. Hắn đón đến, nói ra, cũng may mắn Thái Sơn Vương không tại, muốn là hắn tại, ta còn thực sự sợ sẽ bị nhìn ra manh mối gì. Cái này chứng minh Tử Hiên ngươi cùng chữ nhi chung quy là có duyên phận. La Quân cười cười, nói ra. An Tử Hiên nói ra, đúng. Hôm nay Lâm huynh trên người ngươi kim quang là chuyện gì xảy ra? La Quân nói ra, đó là ta pháp bảo. An Tử Hiên nói ra, lại có bực này pháp bảo. La Quân nói ra, ha ha, mỗi người đều sẽ có chút phòng thân đồ, vật mà. An Tử Hiên nói ra, hôm nay Kim Tiên Sinh ngược lại là nói, hắn nói ngươi pháp bảo này không đơn giản, bất quá hẳn là có khi hiệu. Hắn nói nếu không phải ta sau cùng cho chữ nhi cản nhất trường, cái kia chữ nhi hậu quả khó mà lường được. La Quân nói ra, chúng ta muốn chính là cái này hiệu quả mà. Hắn theo rồi nói ra, bất quá Tử Hiên, chuyện này, dừng ở đây. Hai người chúng ta trong âm thầm đều không muốn lại bàn luận, phải biết nhiều người nhiều miệng, vạn nhất chảy ra qua, đối người ta đều là không tốt. An Tử Hiên nhất thời cảm động, hắn nói ra, Lâm huynh, ngươi thật sự là một lòng vì ta suy nghĩ, ta quá cảm động. La Quân thuận sườn núi xuống lửa nói ra, huynh đệ ở giữa, không cần khách khí như vậy. An Tử Hiên sau đó còn nói thêm, ngày mai chữ nhi sẽ đến nhìn ta, đến lúc đó, ta lại đem thơ tình cho nàng, tin tưởng nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. La Quân cười ha ha, nói ra, người tốt nhất là rèn sắt khi còn nóng, để cho nàng đáp ứng gả cho ngươi. Chỉ cần nàng đáp ứng ngươi, ngươi lại đi hướng Tống Đế Vương thỉnh cầu, đây không phải là làm ít công to sao. Đừng lãng phí cơ hội lần này, nữ nhân A, một cảm động, thì cho dễ kích động đáp ứng rất nhiều chuyện. An Tử Hiên liền hưng phấn nói ra, người nói không sai. La Quân nói ra, còn có A, nữ nhân ưa thích chút hoa tươi loại hình, người ngày mai cầu nàng gả cho ngươi, người muốn chuẩn bị thêm ít đồ, muốn lãng mạn một điểm. Lãng mạn, An Tử Hiên khó hiểu nói, có ý tứ gì? La Quân vô cớ đau đầu, nói ra, cũng là kinh hỉ. An Tử Hiên bừng tỉnh đại ngộ.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vào lúc ban đêm, Tống Ninh đi qua ban ngày kích thích, ban đêm y nguyên có chút tâm thần bất an. Nàng mới phát giác nguyên lai mình an toàn cũng không phải là như vậy có bảo hộ. Tống Ninh vừa mới nghỉ ngơi xuống tới, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân. Ninh tiểu thư, Kim Văn Thành thanh âm truyền đến. Tống Ninh lập tức từ trên giường ngồi xuống, nàng hỏi, Kim tiên sinh, muộn như vậy, người có chuyện gì sao? Kim Văn Cách nói sẵn có nói, thuộc hạ cảm thấy hôm nay ban ngày sự tình có chút kỳ quặc, cho nên muốn theo tiểu thư ngài trò chuyện chút. Tống Ninh nói ra, vậy được rồi, người chờ một lát. Rất nhanh Tống Ninh thì rời giường, nàng mặc quần áo tử tế. Nha hoàn Tiểu Lan cùng hắn là tại một cái phòng ngủ, bất quá nha hoàn ngủ là nhỏ giường. Tống Ninh cùng Tiểu Lan đi ra phòng ngủ. Kim Văn Thành ở bên ngoài cung cung kính kính. Sau đó, một hàng ba người tới trong sảnh nhập tọa. Tiểu Lan đem hỏa lò hỏa phát lớn hơn một chút, sau đó lại phao trà nóng tới. Kim tiên sinh, mời ngồi, Tống Ninh nói ra. Kim Văn Cách nói sẵn có nói, đa tạ Ninh tiểu thư. Sau đó, hắn liền an vị tại Tống Ninh đối diện. Tiên sinh cảm thấy hôm nay sự tình có cái gì kỳ quặc? Tống Ninh hỏi. Kim Văn Cách nói sẵn có nói, hôm nay cái này thích khách quá cổ quái, chuyện ta sau hồi tưởng, lấy hắn thực lực, An công tử căn bản không có khả năng ngăn trở hắn trưởng lực, lại còn có thể sống. Mà An công tử lại là buổi chiều thì khỏi hẳn. Tống Ninh sắc mặt hơi đổi một chút, nói ra, chẳng lẽ ngươi ý là, việc này là Tử Hiên dở trò quỷ. Kim Văn Cách nói sẵn có nói, thuộc hạ không dám tự mình đoán bừa, chỉ bất quá, cái này thật là một cái rất lớn điểm đáng ngờ. Tống Ninh nói ra, nhưng là thích khách này tu vi cực cao, khó có thể tưởng tượng. Bên cạnh ta đều không có dạng này cao thủ, Tử Hiên có thể đi nơi nào tìm dạng này cao thủ. Mà lại, ta nghĩ không ra Tử Hiên làm như vậy động cơ. Kim Văn Cách nói sẵn có nói, hôm nay cái này thích khách tu vi thật không tệ, nhưng muốn nói có bao nhiêu lợi hại, vậy cũng chưa chắc thấy. Hắn nói tiếp, chỉ bất quá, trên người hắn có một kiện vô cùng lợi hại thần khí, có thể đem chúng ta công kích tránh đi. Chúng ta ra bất ngờ, mới lấy hắn nói. Tống Ninh sắc mặt hơi hơi không vui, nói, tiên sinh muộn như vậy tới tìm ta, đến là muốn nói điều gì. Kim Văn Thành sắc mặt bất biến, nói ra, thuộc hạ phụng mệnh bảo hộ tiểu thư, hôm nay là thuộc hạ thất trách. Thuộc hạ cũng không phải là muốn đùn đẩy trách nhiệm. Không có người đến trách cứ ngươi, Tống Ninh nói ra. Kim Văn Cách nói sẵn có nói, nhưng thuộc hạ lại có nghĩa vụ đem sự tình chân tướng thăm dò rõ ràng. Nếu đây là đơn thuần ám sát, đây cũng là A. Thuộc hạ là sợ tặc nhân có mưu đồ khác. Ngươi cảm thấy chuyện này đến còn có âm mưu gì? Tống Ninh liền hỏi. Kim Văn Cách nói sẵn có nói, thuộc hạ không dám tự mình đoán bừa. Tống Ninh cũng không phải cái đặc biệt tốt tính tình người, nàng nói ra, vậy ngươi đến là muốn nói cái gì? Tiên sinh, hôm nay ta thật là mệt mỏi, ngươi nếu là không có một cái minh xác ý nghĩ, vậy chúng ta thì ngày mai bàn lại, được không? Tiểu thư, Kim Văn Thành sắc mặt nghiêm túc, nói ra, việc này nói đại cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Nhưng thuộc hạ nhất định muốn đem lòng nghi ngờ toàn bộ nói ra. Tống Ninh nói, vậy ngươi ngược lại là nói a? Kim Văn Cách nói sẵn có nói, vâng, tiểu thư. Hắn đón đến, nói ra, chúng ta trước giả thiết cái này thích khách có vấn đề, sau đó, chúng ta suy nghĩ lại một chút, chuyện này, đến là ai đạt được lợi ích. Tống Ninh nói ra, ngươi cảm thấy người nào đạt được lợi ích. Kim Văn Cách nói sẵn có nói, chuyện này phát sinh, chúng ta toàn bộ lông tóc không thương, ngài cũng lông tóc không thương. Nhưng là, chuyện này lại làm cho ngài đối An công tử cảm động đến rơi nước mắt. Cho nên nói, cuối cùng là An công tử được lợi ích. Ngươi vẫn là muốn nói, chuyện này là Tử Hiên đang làm trò quỷ đúng hay không? Tống Ninh tức giận nói ra, tiên sinh, Tử Hiên vì cứu ta, không tiếc mạng sống, ta không dung ngươi ở đây chửi bới với hắn. Kim Văn Cách nói sẵn có nói, Ninh tiểu thư, ngươi hiểu lầm. Ta không phải muốn chửi bới An công tử, chỉ là nhắc nhở ngài, có khả năng này. Ta chỉ là một cái nhắc nhở, nếu như ngài cảm thấy không có khả năng này, có thể xem như thuộc hạ không có nói qua. Tốt, ta biết, cũng cảm ơn ngươi nhắc nhở. Tống Ninh nói ra, như vậy hiện tại, ta có thể đi trở về nghỉ ngơi sao? Kim Văn Thành lập khắc sợ hãi nói ra, Ninh tiểu thư, thuộc hạ cáo lui. Sáng ngày thứ hai, Tống Ninh sau khi rời giường liền đi Hoa Âm cư thăm hỏi An Tử Hiên. Ánh nắng tươi sáng. Kim Văn Thành bọn người y nguyên làm bạn ở một bên bảo hộ. Lần này, Kim Văn đã thành trải qua có chuẩn bị,
cái kia chính là cái kia thích khách nếu là xuất hiện, hắn liền không lại chủ động công kích. Thích khách kia ưu thế ngay tại ở tầng kia kim quang bảo hộ. Nhưng mà đoạn đường này qua, lại là vô cùng bình tĩnh. Đến Hoa Âm cư về sau, Tống Ninh cùng nha hoàn đi vào. Kim Văn Thành mang 3 tên hộ vệ đi theo vào. An Tử Hiên lập tức cũng liền ra đón, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, bất quá đã không có cái gì trở ngại. Giờ phút này An Tử Hiên toàn thân áo trắng, tuấn giật tiêu sái. Hắn gặp Tống Ninh, liền vui sướng hô, Ninh Nhi. Tống Ninh tiến lên, quan tâm hỏi, Tử Hiên, người không sao chứ? An Tử Hiên liền cười một tiếng, nói ra, một chút sự tình đều không có, người cái kia thuốc trị thương thật là đồ tốt. Hắn sau đó lại nói, người ăn điểm tâm sao? Tống Ninh nói ra, còn không có đâu, liền sợ người có chút chuyện gì đó. An Tử Hiên trong nội tâm ủ ấm, nói thầm, Lâm Huynh thật sự là giúp ta đại ân, dĩ vãng Ninh Nhi nơi nào sẽ quan tâm ta như vậy. Vậy chúng ta cùng một chỗ ăn điểm tâm đi, ngay tại bông sen trong đình. An Tử Hiên nói ra. Tống Ninh hoan hỉ nói ra, tốt lắm. Rất nhanh, An Tử Hiên liền để hạ nhân đem sớm một chút tại bông sen trong đình dọn xong. An Tử Hiên cùng Tống Ninh nhập tọa, Tống Ninh không khỏi hiếu kỳ nói, Lâm công tử đâu? Làm sao không thấy hắn? An Tử Hiên liền cười một tiếng, nói ra, Lâm huynh tham ngủ, còn chưa rời giường đây. Tống Ninh nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, cái này đều mặt trời lên cao, Lâm công tử thế mà còn không có rời giường. Nàng đón đến, nói ra, chúng ta chờ một chút hắn đi, Tử Hiên, người khiến người ta gọi hắn rời giường. Hắn đứng lên trễ, ta phải phạt hắn làm thơ. An Tử Hiên mãi mãi cũng học không được không nghe Tống Ninh lời nói, nghe vậy hắn cũng chỉ có trong lòng bất đắc dĩ, ngoài miệng nói tốt. Thực La Quân chỗ nào không có rời giường, hắn bất quá là cố ý không ra. La Quân là không muốn cướp An Tử Hiên danh tiếng. An Tử Hiên theo rồi nói ra, ta tự mình qua gọi hắn tốt. Tống Ninh nói ra, ta cùng đi với ngươi. An Tử Hiên không khỏi xấu hổ, nói ra, hắn vạn nhất không mặc quần áo làm sao bây giờ. Tống Ninh khuôn mặt đỏ lên, nói ra, được rồi, ta tại bực này các ngươi. An Tử Hiên rất nhanh liền đến La Quân trong phòng ngủ. La Quân đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, An Tử Hiên vừa tiến đến, La Quân nhân tiện nói, Tử Hiên, ngươi không phải đang bồi Ninh Nhi tiểu thư à? Tại sao chạy tới ta chỗ này? An Tử Hiên không khỏi cười khổ, nói ra, Ninh Nhi hỏi ngươi, ta nói ngươi tại ngủ nướng. Kết quả nàng để cho ta tới gọi ngươi rời giường qua ăn điểm tâm. La Quân không khỏi im lặng, nói ra, đều cái giờ này, ai còn ngủ à? Ngươi liền sẽ không nói ta một mình ra ngoài đi dạo. An Tử Hiên không khỏi vỗ đầu một cái, nói, ta thật là đần a, thế mà không nghĩ tới cái này một gốc dạ. La Quân nói ra, được rồi, bị ngươi đánh bại, đi thôi. An Tử Hiên nói gấp, bất quá Lâm huynh, ngươi hôm nay cũng đừng làm thơ a. La Quân nói ra, yên tâm đi, ta hiện tại một mực phụ trách ngốc, người phụ trách đẹp trai. An Tử Hiên cười nói, Lâm huynh thật sự là bạn chí cốt. Sau đó, La Quân cùng An Tử Hiên liền cũng liền đi vào bông sen đình. Ninh Nhi tiểu thư, La Quân đi tới, nhàn nhạt hô một tiếng, hắn là muốn cố ý lãnh đạm. Tống Ninh cười một tiếng, nói ra, Lâm công tử, người đây là rời giường khí sao? La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, có lẽ đi. Sau đó, hắn thì cùng An Tử Hiên ngồi xuống. Kim Văn Thành một mực bồi ở một bên, hắn bỗng nhiên nói ra, Lâm công tử, hôm qua ngươi đang làm những gì? Hắn cảm thấy cái này Lâm công tử ánh mắt cùng dáng người cùng hôm qua thích khách áo đen có chút giống nhau, liền hỏi. Cùng lúc đó, Kim Văn Thành nhìn chăm chú La Quân ánh mắt. Nếu như La Quân trong mắt xuất hiện một vẻ bối rối, như vậy hắn liền có thể khẳng định người này cũng là cùng An Tử Hiên thông đồng tốt. Bất quá La Quân là ai, hắn làm sao có thể bị Kim Văn Thành thăm dò đi ra? Hắn cười ha ha, nói ra, ta hôm qua tại Hắc Ngục Thành đi lung tung, làm sao? Một chút bối rối đều không có, ngược lại có chút vênh váo hung hăng. Cái này khiến Kim Văn Thành có chút hoài nghi mình phán đoán. Tống Ninh cũng không vui nói, Kim tiên sinh, người hỏi cái này làm cái gì? Kim Văn Thành lập tức cung kính nói ra, thuộc hạ chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Tống Ninh liền liền không lại để ý tới Kim Văn Thành, nàng nói với La Quân, Lâm công tử, người hôm nay đứng lên trễ, ta phải phạt ngươi lấy cái này sáng sớm nắng sớm đến làm một câu thơ. La Quân cười khổ nói, Ninh tiểu thư, cái này làm thơ cũng không phải ăn cơm uống nước đơn giản như vậy a. Ta hiện tại không có linh cảm, đó là tuyệt đối làm không được a. Tống Ninh không khỏi cảm thấy thất vọng,
nàng vừa nhìn về phía An Tử Hiên, nói, Tử Hiên, ngươi thì sao? An Tử Hiên không khỏi cười khổ, hắn chính muốn nói chuyện, La Quân trước nói, làm thơ nha, coi trọng chợt có linh cảm, câu hay tự nhiên. Ninh Nhi tiểu thư, ngươi nói đúng không? Tống Ninh mỉm cười, nói ra, Lâm công tử nói có đạo lý, là ta cấp tiến. An Tử Hiên không khỏi thở phào. La Quân liền còn nói thêm, ta nghe nói An công tử vì Ninh Nhi tiểu thư viết một bài thi từ, không biết ta có hay không cũng có thể dám thưởng một chút. Tống Ninh nhất thời hưng phấn nói, đúng vậy a, ta đều kém chút quên, Tử Hiên, nhanh lên lấy ra nha, người ta đều chờ không nổi muốn nhìn. An Tử Hiên mỉm cười, nói ra, tốt. Sau đó, hắn liền để hạ nhân đi lấy phiếu thơ hay từ. Chỉ chốc lát về sau, cái kia phong quyển sách liền lấy tới. Tống Ninh không kịp chờ đợi mở ra. Vừa mở ra, Tống Ninh liền nhìn ngây người. Điều này hiển nhiên là một bài đặc biệt mỹ lệ thi từ. Ngươi theo, hoặc là không cùng ta, tay ta thì trong tay ngươi, không rời, đến ta trong ngực, hoặc là, để cho ta vào ở trong lòng ngươi, im lặng, yêu nhau, yên tĩnh, hoan hỉ. Tống Ninh thì thào đọc lấy, sau đó, trên mặt nàng rào rạt ra hoan hỉ vinh quang tới. Tử Hiên, ta rất lợi hại ưa thích. Tống Ninh đột nhiên liền đem quyển sách thu, nàng nói với An Tử Hiên, cảm ơn ngươi. Cái này một cái chớp mắt, nàng phản ứng khiến người ta suy nghĩ không thấu. Tựa hồ đột nhiên thì theo An Tử Hiên có chút xa lạ. Theo đạo lý nói, nàng hẳn là cảm động cùng thẹn thùng. An Tử Hiên không khỏi ngốc ngẩn ngơ. La Quân mỉm cười, nói ra, Ninh Nhi tiểu thư cùng An công tử chính là giai ngẫu tự nhiên, hai người các ngươi ở giữa chỗ nào còn cần nói cảm ơn như thế xa lạ đâu. An Tử Hiên cũng có chút mất tự nhiên nói, đúng vậy a, Ninh Nhi, nói cảm ơn quá sinh phân. Sau đó, La Quân nói ra, ta hôm nay còn muốn đi một nơi, Ninh Nhi tiểu thư cùng An công tử chậm trò chuyện, ta thì không tiếp đón. Tống Ninh đột nhiên hỏi, Lâm công tử muốn đi đâu? La Quân cười ha ha, nói ra, đây là ta việc tư, Ninh Nhi tiểu thư, tha thứ ta không tiện lộ ra. Tống Ninh liền bỏ qua một bên cái đề tài này, nói ra, Lâm công tử, nhìn, người cũng là có tu vi tại thân người, đúng hay không? La Quân giật mình trong lòng, hắn là nhân tinh, lập tức liền biết Tống Ninh là sinh nghi. Có thể nha đầu này làm sao lại sinh nghi đâu? La Quân có chút nghĩ không thông, bất quá hắn vẫn là mặt không đổi sắc. Hắn cười cười, nói ra, không sai. Tống Ninh nói ra, Lâm công tử có tài như thế khí, lại có tu vi tại thân, cho là nhân trung long phượng. Nhưng công tử lại cố ý cách ăn mặc thành bộ dáng này để tới gần chúng ta, là mục đích gì? Nàng giọng nói bỗng nhiên có chút lăng lệ. La Quân nhìn nhiều Tống Ninh, hắn cười một tiếng, hững hờ nói ra, ta không biết rõ Ninh Nhi tiểu thư ý tứ. Tống Ninh lạnh lùng nói ra, người tốt nhất vẫn là nói thật với ta tốt, không phải vậy ta có thể cùng ngươi cam đoan, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Một bên An Tử Hiên cái trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn biết Tống Ninh thân phận rất phi diệu, nếu như mình đưa nàng đắc tội thảm, vậy mình đằng sau đường xác thực không dễ đi. Mà lại, cái này An Tử Hiên khẳng định cũng là nghe Tống Ninh. Hiện tại Tống Ninh đã sinh nghi, nàng đợi chút nữa lại bức bách An Tử Hiên khẳng định cung khai. Khi đó, chính mình mẹ nó nội tình bên ngoài không phải người. Có thể lúc này, La Quân lại cũng làm không được ngay trước An Tử Hiên mặt thì bán đứng An Tử Hiên. Hắn ngừng một lát, nói ra, ta không có giáp tâm gì, nếu như Ninh Nhi tiểu thư cảm thấy ta có giáp tâm, như vậy ta hiện tại liền rời đi. Từ nay về sau, không gặp nhau nữa, như thế Ninh Nhi tiểu thư liền có thể tin tưởng ta a. Hắn nói xong quay người liền phẩy tay áo bỏ đi. Kim Văn Thành ánh mắt lạnh lẽo, nói ra, ngươi chính là hôm qua thích khách, bây giờ nghĩ đi, không dễ dàng như vậy. Hắn đột nhiên liền phát ra 12 đạo cốt thứ. 12 đạo hào quang xen lẫn thành đao lưới hướng La Quân tập sát mà đi. La Quân lập tức liền ý thức được nguy hiểm, hắn đột nhiên trong tay cầm ra âm sát ma đao, tiếp lấy cổ tay khẽ đảo. Âm sát ma đao bài thi ra tam trọng đao màn đến. 12 đạo hào quang đinh đinh đang đang cùng La Quân tam trọng đao màn đánh giết cùng một chỗ. Sau cùng, cái này 12 đạo hào quang tại La Quân cự lực chấn động dưới, toàn bộ bị bước về đến Kim Văn Thành linh hồn cốt thứ trong quạt. Không oán không cừu, thế mà xuất thủ thì hạ tử thủ. La Quân quay người trợn mắt đối mặt Kim Văn Thành. Kim Văn Thành làm theo không để ý tới La Quân, mà chính là nói với Tống Ninh, Ninh tiểu thư, cái này cá nhân tu vi thâm bất khả trắc. Cái này Hắc Ngục Thành bên trong, không có khả năng đột nhiên xuất hiện một cái lợi hại như thế thích khách.
Người này, 89 phần 10 cùng hôm qua thích khách có liên quan. Mời tiểu thư cho phép thuộc hạ cầm xuống người này chặt chẽ thẩm vấn. An Tử Hiên sắc mặt nhất thời trắng bệch. Tống Ninh lại là không để ý đến Kim Văn Thành, nàng nhìn một chút An Tử Hiên, trong lòng đã hoàn toàn minh. Sau đó, nàng nói ra, ta hơi mệt chút, chúng ta trở về đi. Ninh tiểu thư, Kim Văn Thành nhất thời không hiểu, hô một tiếng. Tống Ninh lãnh đạm nói ra, chúng ta đi. Tống Ninh đến nhanh, qua cũng nhanh. Kim Văn Thành mấy người cũng chỉ có đi theo rời đi. Làm sao bây giờ, Ninh Nhi tốt muốn biết. An Tử Hiên không khỏi thất kinh, hắn hỏi La Quân. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, xem ra hôm qua ta hẳn là thương tổn ngươi bị thương có nặng một chút mới tốt. Hắn đón đến, lại nói, bất quá còn thật là kỳ quái, nàng đến là thế nào đoán được. An Tử Hiên hoang mang lo sợ, nói ra, nên làm cái gì nha? Cái này có thể như thế nào cho phải a? La Quân nói ra, có hai cái phương pháp. An Tử Hiên lập tức hỏi, phương pháp gì? Lâm huynh, ngươi nhưng chớ có lại hại ta á. La Quân cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn nói ra, phương pháp thứ nhất, cái kia chính là chết không thừa nhận. Mặc kệ Ninh Nhi tiểu thư làm sao thăm dò ngươi, hoặc là buộc ngươi, ngươi thì không thừa nhận, hơn nữa còn muốn rất tức giận, cùng với nàng phát cáu. A, An Tử Hiên bị kinh ngạc. La Quân nói ra, xem ra ngươi thì làm không được. Phương pháp thứ hai cái kia chính là chủ động thẳng thắn sai lầm. An Tử Hiên nói ra, ta nếu là chủ động thẳng thắn sai lầm, Ninh Nhi nhất định sẽ hận chết ta. La Quân nói ra, ta chỉ có hai cái này phương pháp. Hắn đón đến, nói ra, bây giờ suy nghĩ một chút, chúng ta vấn đề tựa như là xuất hiện ở cái kia thủ thơ tình bên trên. Ngươi hẳn là nhớ kỹ, Ninh Nhi tiểu thư sớm tới tìm ngươi thời điểm, nàng tâm tình cũng còn rất không tệ. Nàng bắt đầu biến hóa thời điểm, cũng là nhìn cái kia thủ thơ tình. An Tử Hiên không khỏi ngây người. La Quân nói ra, cũng là ta quá nóng nảy, hai chuyện này nhét chung một chỗ, cũng khó tránh khỏi nàng hội sinh nghi. An Tử Hiên thống khổ nói ra, Lâm huynh, ta lần này bị ngươi hại khổ. La Quân sờ mũi một cái, hắn rất không thích An Tử Hiên dạng này. Cùng ngươi làm việc, sự tình thành, ngươi cao hứng muốn chết. Muốn là xảy ra vấn đề, cái kia chính là người khác hại ngươi. Ngươi trước đó có thể không đáp ứng a, ta mẹ nó cũng không có buộc ngươi làm. Cái này theo đầu tư cổ phiếu giống như, ngươi nghe người khác nói cho ngươi cổ, sau cùng mua, thua thiệt, phải đi oán niệm nói cho ngươi người, đây là không có đạo lý a. Thị trường chứng khoán cũng không phải nhà hắn mở, nơi đó sẽ có 100% sự tình. La Quân hơi không kiên nhẫn nói ra, An Tử Hiên, ngươi biết ngươi vì cái gì một mực đuổi không kịp Ninh Nhi tiểu thư a? An Tử Hiên không tự chủ được hỏi, vì cái gì? Cũng là bởi vì ngươi tính cách, quá không kết quả đoạn, dứt khoát. Mà lại sợ nàng, mọi chuyện theo nàng. La Quân nói ra. Chẳng lẽ mọi chuyện theo nàng cũng có sai sao? An Tử Hiên hỏi. La Quân nói ra, đương nhiên là có sai. Ngươi là nam nhân cũng là đàn ông liền muốn đàn ông điểm. Nữ nhân là cảm tính động vật, cũng là giống cái lệch nhu, trời sinh thì dễ dàng bị dương cương nam nhân hấp dẫn. Ngươi không biểu hiện đến đàn ông một điểm, dương cương một điểm, nàng làm sao lại bị ngươi hấp dẫn? An Tử Hiên nói ra, vậy ta đến muốn làm thế nào? La Quân xem như bị An Tử Hiên đánh bại, hắn nói ra, ta cũng không biết, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. An Tử Hiên lộ ra có chút thất hồn lạc phách. La Quân trong lòng cũng là bực bội, xem ra trông cậy vào An Tử Hiên ra hỏa này là không trông cậy được vào. Xế chiều hôm đó, Tống Ninh phái nha hoàn đến đây. Nha hoàn lại là đến mời La Quân quá khứ, An Tử Hiên cái này thì càng là hoang mang lo sợ. La Quân chỉ phải nói, ta đi xem một chút, người khác còn cái gì sự tình đều không, trước hết hoảng tay chân. Ngươi chính là thừa nhận thì sao, vậy cũng là bởi vì quan tâm nàng, yêu nàng. An Tử Hiên lúc này mới thoáng an tâm một chút. Sau đó, La Quân mới đi ra ngoài cùng nha hoàn kia tiến lên đây đón hắn xe ngựa. Tống Ninh ước lấy gặp mặt địa phương cũng là tại trong thành chủ phủ. Sau gần nửa canh giờ, La Quân cùng nha hoàn Tiểu Lan đi vào phủ thành chủ trước. Sau đó, hai người xuống xe, đi vào thời điểm, Tiểu Lan theo thủ vệ kia nói rõ, La Quân là Ninh tiểu thư muốn gặp động lòng người. Những thủ vệ kia cũng không dám ngăn cản. Đây là buổi chiều, ánh sáng mặt trời diễm lệ. La Quân một đường tiến lên, cũng liền rốt cục đường chính kiến thức đến phủ thành chủ phong quang. Lúc trước hắn mấy lần qua Tư Mã thành chủ phủ còn có Nhạc Thiên phủ thành chủ, vậy cũng là vội vàng, mạo hiểm đan xen.
Đến trong đình, Tống Ninh một thân màu đỏ cái áo, xinh đẹp rung động lòng người. Tiểu Lan hô một tiếng tiểu thư, thay mặt ở một bên. Kim Văn Thành chờ người vẫn là đứng tại Tống Ninh hộ vệ bên người. La Quân liền cũng liền khách khí hô, Ninh nhi tiểu thư. Tống Ninh cười nhạt một tiếng, nói ra, Lâm công tử mời ngồi. La Quân liền cũng liền ngồi xuống. Tống Ninh đem cái kia quyển sách triển khai, ở trong đó thơ tình thì bày ra. Nàng nói ra, bài thơ này là Lâm công tử viết a. La Quân cũng cười nhạt một tiếng, nói ra, ta nếu nói không phải đâu. Hắn sau đó hỏi ngược lại, vì cái gì Ninh nhi tiểu thư cảm thấy là ta viết? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Tử Hiên không viết ra được tới này dạng thi từ sao? Tống Ninh nói ra, ta từng cặp Hiên quá giải, bài thơ này không phải hắn phong cách. Bài thơ này cũng không phải hắn viết, mà bên cạnh hắn có thể viết ra bài thơ này từ, cũng chỉ có Lâm công tử ngươi. La Quân nói không ra lời, hắn cảm thấy lúc này lại chống chế, vậy cũng rất không có ý nghĩa. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp thừa nhận, mà chính là nói ra, bất kể như thế nào, Tử Hiên làm ra hết thảy đều là vì Ninh nhi tiểu thư ngươi. Hắn một phen tâm ý so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Tống Ninh liền cười một tiếng, nói ra, nói như vậy đứng lên, Lâm công tử là thừa nhận. La Quân nói ra, thừa nhận cùng không thừa nhận, như vậy có quan hệ gì? Tống Ninh nói ra, Lâm công tử, cái kia hôm qua ám sát cũng là ngươi cho Tử Hiên nghĩ kế a. La Quân không nói gì. Tống Ninh tiếp tục nói, lúc đầu Kim Tiên Sinh nói với ta việc này kỳ quặc, khả năng theo Tử Hiên có quan hệ, ta còn không tin. Nhưng khi ta nhìn thấy bài thơ này từ về sau, ta lại liên tưởng đến Kim Tiên Sinh nói chuyện, đây hết thảy, ta thì minh bạch. La Quân thở dài, nói ra, Ninh nhi tiểu thư, nếu như ngươi không có việc khác tình, ta thì rời đi trước. Tống Ninh bỗng nhiên nói ra, Lâm công tử, ta không có quái Tử Hiên cùng ngươi ý tứ. La Quân ngốc ngẩn ngơ. Tống Ninh tiếp tục nói, Tử Hiên từ nhỏ đối đãi ta liền thật là tốt, ta cũng biết tâm ý của hắn. Chỉ bất quá, ta cùng hắn ở giữa, thủy chung là kém một chút tình cảm. Nhiều khi, ta chỉ muốn đem hắn xem như ca ca ta. Có thể Tử Hiên lại không phải coi ngươi là muội muội. La Quân nói ra, hắn đón đến, nói, ngươi dạng này thực đối với hắn rất lợi hại tàn nhẫn, tương lai ngươi như lưu luyến người khác, vậy đối với hắn là một loại lớn nhất tàn nhẫn. Tống Ninh nói ra, nhưng ta có thể làm thế nào? Ta ở đâu, hắn thì ở đâu? Hắn đối đãi ta tốt, trong lòng ta biết được, nhưng ta không thể bởi vì hắn đối đãi ta tốt, liền tiếp nhận phần này cảm tình a. Trong lòng ta, cũng là nghĩ đụng phải một cái ta có thể toàn tâm toàn ý ưa thích người nha. La Quân nói không ra lời. Hắn sau đó nói, đau dài không bằng đau ngắn, đã vô ý, liền nên sớm nói rõ ràng. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ loạn. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ loạn. Tống Ninh thì thào thì thầm, sau đó, nàng nói ra, Lâm công tử lời nói rất lợi hại có đạo lý, có lẽ những năm gần đây, ta thật là sai. La Quân rất là phiền muộn, hắn nói ra, trời gây nghiệt, còn nhưng vì, tự gây nghiệt, không thể sống. Ta nói cho ngươi những này, ngươi cái này lại đi theo Tử Hiên đoạn, cái kia Tử Hiên chẳng phải là muốn hận chết ta. Trời gây nghiệt, còn nhưng vì, tự gây nghiệt, không thể sống. Tống Ninh đôi mắt đẹp sáng lên, nàng nói, vì Hà công tử nói chuyện cuối cùng sẽ như thế đặc biệt đâu. La Quân giật mình khẽ giật mình, sau đó mới tỉnh ngộ lại. Tâm hắn nói, ta qua, nguyên lai tại cái này âm diện thế giới gặp gỡ ưa thích thì từ nữ hài tử, tán gái lại có thể đơn giản như vậy a. Bất quá La Quân cũng không dám đối Tống Ninh có cái gì ý nghĩ xấu. Người nếu là bởi vì An Tử Hiên, tuy nhiên La Quân không có coi An Tử Hiên là làm bằng hữu, nhưng là hắn cũng làm không được bên này giúp An Tử Hiên truy Tống Ninh, bên kia chính mình qua đem Tống Ninh cho phao. La Quân nhân phẩm còn không có thấp kém đến trình độ này. Tống Ninh gặp La Quân không nói lời nào, nàng liền lại chuyển đổi đề tài, nói ra, Lâm công tử, người có phải hay không muốn thông qua Tử Hiên hiệu trung Thái Sơn Vương? La Quân giật mình trong lòng, hắn biết mình hiện tại không tốt trông cậy vào An Tử Hiên. Cái này Tống Ninh nói chuyện so An Tử Hiên có phân lược, chính mình cũng không thể lại đem Tống Ninh đẩy ra. Hắn do dự một cái chớp mắt về sau, nói ra, không sai. Chuyện này, ngươi làm gì không trực tiếp tìm ta đâu. Tống Ninh nói ra, nếu không như vậy đi, ngươi cùng ta về Tống Đế Thành, ta hướng phụ thân ta đề cử ngươi, có được hay không? La Quân gãi gãi sau gáy, hắn nói ra, phụ thân ngươi bên kia nhân tài đông đúc, ta qua cũng không thể coi là cái gì. Ta ngược lại liền muốn tại Thái Sơn Vương nơi này mưu đến một quan viên nửa chức,
Tống Ninh nói ra, sẽ không, ta sẽ cùng phụ thân ta nói rõ, để hắn trọng dụng ngươi. La Quân nói ra, Ninh tiểu thư, người tốt ý ta xin tâm lĩnh. Nhưng là ta trước mắt còn chỉ muốn tại Thái Sơn Vương bên này. Tại sao vậy? Tống Ninh trăm bề không được giải, nàng nói ra, Đồng Xuyên thúc thúc còn muốn nghe phụ thân ta, người đi theo phụ thân ta không tốt hơn nhiều sao? Có câu nói gọi là thà làm đầu gà, không làm đuôi trâu. La Quân nói ra, ta tại Thái Sơn Vương bên này, thực lực có thể xếp vào ba vị trí đầu. Nhưng là tại phụ thân ngươi nơi đó, chẳng qua là chúng sinh bên trong một viên, thực sự tính không được tài năng xuất chúng. Cho nên ta càng muốn ở chỗ này. Tống Ninh thì thào thì thầm, thà làm kê thủ, vô vì châu về sau, Lâm công tử, người nói chuyện thật sự là rất đặc biệt. Nàng đón đến, còn nói thêm, ta có thể giúp ngươi tiến cử, bất quá ta có một điều kiện. Ninh tiểu thư mời nói, La Quân lập tức nói. Tống Ninh nói ra, ta muốn ngươi lại viết một bài thơ tình, mà lại không thể so sánh ngươi cho Tử Hiên cái kia thủ kém. La Quân nhức cả trứng, nói ra, cái này làm thơ cũng phải để ý cảm giác cùng linh cảm nha. Tống Ninh cười một tiếng, nói ra, vậy ta cũng mặc kệ. La Quân liền nói ra, tốt, ta có thể lại làm một bài thơ, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một việc. Tốt, ngươi nói, Tống Ninh lập tức nói. La Quân nói ra, ngươi muốn đi an ủi xem hiên, cũng biểu thị sẽ không để ý hắn làm ra hết thảy. Hắn đón đến, nói, thực những cái kia thối chủ ý đều là ta ra, chỗ của hắn có cái này tâm địa gian dảo, cho nên, ngươi như trách tội tới hắn, hắn tất nhiên sẽ cảm thấy ta quá không đủ bằng hữu. Tống Ninh nói ra, vậy cũng được, nhưng ta phải nhìn ngươi thơ làm thế nào. La Quân liền nói ra, cái kia ngươi hãy nghe cho kỹ. Hắn đón đến, liền bắt đầu hiện trường làm thơ. Muốn La Quân trước kia cũng là phong lưu chủng tử, tán gái bên trong, thơ tình là rất hữu dụng, cho nên hắn cõng không ít thơ tình. Muốn khác thơ, sao còn muốn động đầu óc, muốn thơ tình, La Quân có thể tới đánh, đứng im lặng hồi lâu dựa lầu cao phong tinh tế, nhìn cực xuân sầu, ảm ảm tìm đường sống tế. Cỏ sắc khói ánh sáng ánh tà dương bên trong, không nói gì ai sẽ dựa vào lan can ý. Mô phỏng đem sơ cuồng đồ một say, đối tử khi ca, mạnh vui còn vô vị. Y đái tiệm khoan trung bất hối, vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy. Tốt, Tống Ninh nhìn không được lớn tiếng khen hay, nàng nghe xong La Quân giàu có cảm tình thi từ về sau, kích động không thôi. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đều là một mảnh ửng đỏ, loại cảm giác này, tựa như là đến chút cao một dạng. Xem ra thơ hay từ, xác thực là có thể để Tống Ninh hưng phấn. Đây là thuộc về nàng tinh thần nha phiến. Cỏ sắc khói ánh sáng ánh tà dương bên trong. Không nói gì ai sẽ dựa vào lan can ý. Y đái tiệm khoan trung bất hối, vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy. Tống Ninh nói ra, thơ hay a, Lâm công tử, đây thật là ngươi vừa nghĩ ra được thơ sao? La Quân nói ra, dĩ nhiên không phải, lúc trước ta cho một vị bằng hữu làm. Tống Ninh nhất thời ánh mắt có chút ảm đạm, nói ra, người vị bằng hữu này nhất định là nữ tử a. La Quân nói ra, không sai, hắn đương nhiên không thể nói không phải nữ tử. Muốn là làm cho nam tử dạng này thơ tình, vậy mình há không phải liền là biến thái. Tống Ninh nói ra, cái kia nàng nhất định là Lâm công tử rất trọng yếu người a. La Quân cười ha hả, nói ra, ta tính vượt qua kiểm tra a. Tống Ninh khẽ thở dài một tiếng, nói ra, tính vượt qua kiểm tra. Nàng còn nói thêm, Lâm công tử, người yên tâm, ta đáp ứng người cũng sẽ làm đến. La Quân không khỏi thư một hơi. Sau đó... La Quân thì theo Tống Ninh cáo biệt. Tống Ninh tự mình đem La Quân đưa ra phủ thành chủ, cũng nói ra, ngày mai Đồng Xuyên thúc thúc liền sẽ trở về, đến lúc đó ta hội hướng Đồng Xuyên thúc thúc giới thiệu ngươi, ngươi chờ ta tin tức. Đa tạ Ninh tiểu thư, La Quân lập tức nói. Về sau, La Quân liền thì cáo biệt Tống Ninh. Trở lại Hoa Âm cư về sau, An Tử Hiên đã không kịp chờ đợi kéo qua La Quân, Lâm huynh, người đi lâu như thế, đến cùng Ninh nhi nói cái gì? La Quân có chút nhức cả trứng, hắn nói ra, Ninh Nhi tiểu thư đã đem hết thảy đều đoán được, bất quá ta đã nói với nàng, hết thảy đều là ta nghĩ kế. Nàng cũng nói, tuyệt sẽ không trách tội ngươi. An Tử Hiên nhất thời thân thể chấn động, sau đó, hắn liền lộ ra có chút thất hồn lạc phách. Hắn buông ra La Quân, thì thào nói ra, Ninh Nhi nhất định sẽ không lại thích ta. La Quân thở dài, nói ra, Tử Hiên, người cả đời này còn rất dài. Muốn gặp được một cái người yêu. Lại yêu ngươi người, khả năng này vốn là không lớn. Có lẽ là ngươi cùng Ninh Nhi tiểu thư duyên phận không đủ, ngươi đừng như vậy. An Tử Hiên nhìn về phía La Quân,
hắn cứ như vậy kinh ngạc nhìn lấy La Quân. La Quân đều có chút bị nhìn sợ hãi trong lòng. An Tử Hiên theo rồi nói ra, Ninh Nhi có phải hay không còn cùng ngươi nói cái gì? La Quân nói, không có. Có mấy lời, hắn không muốn nói ra tới. An Tử Hiên đắng chát cười một tiếng, nói ra, ngươi nhất định còn giấu giếm ta rất nhiều thứ. La Quân khẽ thở dài một cái. An Tử Hiên còn nói thêm, ta muốn ngươi theo giúp ta uống rượu. La Quân không có cự tuyệt, nói ra, tốt. Ngay tại Hoa Âm cư trong sảnh, An Tử Hiên để hạ nhân bên trên một bàn đồ ăn. La Quân bồi tiếp An Tử Hiên uống rượu, An Tử Hiên lộ ra rất là dầu dĩ không vui. Hắn một hơi uống ba chén tửu, chén rượu là ly rượu nhỏ, rượu kia số độ cũng không cao lắm. Bất quá một hơi uống ba chén, vẫn còn có chút mãnh liệt. Cái này làm La Quân còn có chút tiểu áy náy, tốt như chính mình thật là ra cái chủ ý ngu ngốc a. An Tử Hiên bỗng nhiên nói ra, Lâm huynh, ta không trách ngươi. La Quân ngốc ngẩn ngơ, hắn cười khổ, nói ra, việc này xác thực trách ta. An Tử Hiên tự giễu cười một tiếng, nói ra, ta giống như cũng hiểu rõ một chút đồ, vật, Ninh Nhi cùng ta ở giữa, thật là kém một chút tình cảm. Những năm gần đây, nàng tới đó, ta tới đó. Ta đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, nhưng là, nàng thủy chung đối ta như gần như xa. La Quân nói ra, ngươi có thể minh bạch điểm ấy thì tốt nhất. Hắn đón đến, nói ra, ngươi là nam tử Hán, đại trượng phu. Nam tử Hán sống trên đời, như không trải qua một chút thống khổ, ngăn trở, làm sao lại tránh thức trưởng thành là nam tử Hán. Nam nhân sinh ra liền muốn chịu khổ, hiểu chưa? An Tử Hiên trong mắt lóe lên tinh quang, hắn nói ra, Lâm huynh, ngươi nói quá đúng, đến, làm. La Quân liền cũng liền cùng hắn cạn một chén. La Quân lại đứng lên, nói ra, nam tử Hán, đại trượng phu, gì mắc không vợ. Hắn nói xong tiếp tục nói, thiên hạ này nhiều nữ nhân là, nam nhân muốn làm sự tình cũng là phần lớn là, ngươi luôn luôn vì một nữ nhân mà ruột gan đứt từng khúc, lề mề chậm chạp, như thế không đàn ông, lại có thể nào quái Ninh Nhi tiểu thư thủy chung chướng mắt ngươi thì sao? An Tử Hiên hơi có chút men say, hắn nói ra, không sai, ta bây giờ suy nghĩ một chút chính mình những năm gần đây, chính ta đều muốn xem thường chính mình. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi có thể nghĩ thông suốt, ta thật sự là vì ngươi cao hứng. Lâm huynh, cảm ơn ngươi đem ta mắng tỉnh. An Tử Hiên nói ra, ta An Tử Hiên có thể có ngươi dạng này bằng hữu, là ta vinh hạnh. La Quân nói ra, nếu là bằng hữu, cái kia cũng không cần nói những này khách khí lời nói. An Tử Hiên nói, từ nay về sau, ta qua mẹ hắn thì từ ca phú, ta đã sớm chán ghét những vật này. Ta cũng không tiếp tục muốn làm vây quanh Tống Ninh An Tử Hiên, ta muốn làm thuộc về chính ta An Tử Hiên. La Quân nói ra, ngươi nhân sinh đặc sắc, sẽ từ giờ phút này bắt đầu. An Tử Hiên cười lên ha hả. Một đêm này, An Tử Hiên là thật uống say. La Quân sau cùng để hạ nhân tới dìu hắn trở về phòng nghỉ ngơi, La Quân cũng là thở phào, hắn cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, An Tử Hiên sớm tìm đến La Quân. La Quân cũng đã rời giường, hai người tại ngoài phòng ngủ tướng mạo gặp. An Tử Hiên lộ ra khí độ bất phàm, hắn cười một tiếng, nói ra, Lâm huynh, hôm nay Thái Sơn Vương thì muốn trở về, đợi chút nữa ta dẫn người đi gặp Thái Sơn Vương. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, ta muốn là nói cho ngươi, hôm qua Ninh Nhi tiểu thư cũng đáp ứng giúp ta dẫn kiến Thái Sơn Vương, ngươi có thể hay không trách ta đâu. An Tử Hiên ngốc ngẩn ngơ, sau đó cười nói, như thế nào trách ngươi, Tống Ninh tiểu thư mặt mũi so ta lớn hơn rất nhiều, nàng muốn là chịu vì ngươi nói chuyện, đó là không thể tốt hơn, ta chỉ sẽ vì ngươi vui vẻ. La Quân cười cười nói, nhìn, ngươi hôm nay khí sắc so với hôm qua rất nhiều. An Tử Hiên từ đáy lòng nói ra, cái này đều muốn cảm tạ Lâm huynh ngươi một lời nói, ta cảm thấy trước kia ta là mình đem chính mình vây khốn. Coi ta quyết định buông xuống Tống Ninh thời điểm, ta cảm thấy trời cao biển rộng, cả người nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Ta rốt cuộc không cần vì nàng sướng vui đau buồn mà lo được lo mất. La Quân liền nói ra, người chắc chắn sẽ có lâm vào cảm tình không thể tự kiềm chế thời điểm, cũng chắc chắn sẽ có mất phương hướng thời điểm. Người mất phương hướng cùng làm chuyện bậy, cái này đều không đáng sợ. Đáng sợ là, một mực hãm ở bên trong ra không được. Hiện tại ngươi đã đứng ra, cho nên, đây là phi thường tốt một việc. Mà tại tương lai, ngươi thành thân sinh con về sau, suy nghĩ lại một chút trước kia chính mình, cái kia không phải là không một đoạn mỹ hảo kinh lịch đâu. An Tử Hiên trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó liền lại có loại rộng mở trong sáng cảm giác,
hắn nói ra, Lâm huynh, người nói chuyện tự Châu Ngọc, mà lại có một phen đặc biệt đạo lý. Khó trách Tống Ninh dạng này tâm cao khí ngạo nữ tử cũng sẽ đối ngươi nhìn với con mắt khác. La Quân cười ha ha một tiếng. Nếm qua sớm một chút về sau, An Tử Hiên liền nghe được tin tức, Thái Sơn Vương trở về. An Tử Hiên liền nói với La Quân, đi, chúng ta cùng đi gặp Thái Sơn Vương. La Quân cười một tiếng, nói ra, tốt. Long lanh ánh mặt trời chiếu sáng tại Hắc Ngục Thành trên đường cái. Hai bên đường phố cây cối tươi tốt, cái kia ánh sáng mặt trời xuyên thấu lá cây chiếu xạ trên mặt đất, tựa như là xé nát giấy mảnh một dạng, pha tạp lưu ly. La Quân cùng An Tử Hiên là ngồi ở trên xe ngựa, hắn vén rèm lên từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Dạng này tình cảnh, dạng này cổ nhai, La Quân nhìn một chút, đột nhiên có loại thoáng như trong mộng cảm giác. Lâm huynh, đang suy nghĩ gì? An Tử Hiên gặp La Quân ngẩn người, không khỏi hỏi. La Quân hơi kinh hãi, sau đó cười một tiếng, nói ra, ta chỉ là đang nghĩ, nhân sinh là cái rất kỳ diệu đồ, vật. Trước đó vài ngày, ta còn tại bốn phía du đãng, hôm nay nhưng lại tiên y nộ mã cùng Tử Hiên ngươi cùng một chỗ. Người cùng sinh linh đều sẽ thời thời khắc khắc biến hóa. An Tử Hiên nao nao, nói ra, Lâm huynh lời nói quá mức thâm ảo, ta lại là có chút không quá lý giải. La Quân nói ra, cũng không có gì, nhất thời cảm khái mà thôi. Ước chừng nửa giờ sau, La Quân cùng An Tử Hiên xe ngựa đi vào phủ thành chủ. An Tử Hiên đưa lên bái thiếp. Chỉ chốc lát về sau, có người làm trước tới nói, vương gia cho mời An công tử cùng Lâm công tử. An Tử Hiên cho người hầu kia một chút tiền thưởng, sau đó liền cười cùng La Quân đi vào. La Quân hít sâu một hơi, hắn nhất định phải hít sâu một hơi. Bởi vì Đồng Xuyên chính là hắn giết sư cửu nhân, hắn sợ mình sẽ ở không tự chủ lộ ra địch ý. Lần này đến, không phải vì giết Đồng Xuyên. Đồng Xuyên tuy nhiên đáng hận đáng chết, nhưng đáng hận hơn là Nhạc Quang Thần. Hắn trước muốn trừ là sư môn phản đồ, cái này thực là hai cái khác biệt khái niệm. La Quân cùng An Tử Hiên xuyên qua hoa viên, nhập hành lang gấp khúc, sau cùng mới đi đến phủ thành chủ một cái trong sảnh. Cái này lệch sảnh gọi là tiêu vườn sảnh, chính là Thái Sơn Vương ngủ chưa tràng sở, tại cái này âm diện thế giới bên trong, mỗi một vị Diêm La Vương gia đều giống như một vị phiên vương y hệt. Những này các vương gia có thể có 3.000 giai lệ, đồng thời nắm giữ sinh sát ở chỗ đó đại quyền sinh sát. Vô luận là quyền lực, pháp luật, thu thuế chờ một chút, toàn bộ đều quy vương gia chính mình trưởng quản. Dạng này tồn tại, đã thì tương đương với hoàng đế. Cái này cũng khó trách các vương gia bây giờ muốn khuếch trương bản đồ, thành càng lớn hơn bá nghiệp. Nếu như bọn họ công chiếm bên ngoài thế giới, âm dương điên đảo, bọn họ sẽ có càng nhiều thành trì, càng nhiều hưởng thụ, càng thật đẹp hơn người, càng nhiều kim sơn ngân hải. Lại nói lúc này, La Quân cùng An Tử Hiên rốt cục đi vào tiêu vườn trong sảnh. Cái này tiêu vườn trong sảnh có cái rất lớn giường êm, mà Thái Sơn Vương Đồng Xuyên giờ phút này một thân hoa phục, chính là trong tay cầm xuyên Phật Châu. Dựa vào trên giường êm bàn trà. Tại hắn một bên khác thì là Tống Ninh cùng nàng nha hoàn. Nha hoàn tự nhiên đứng ở một bên cung cung kính kính, Tống Ninh lại là đang ngồi. Mà Đồng Xuyên bên này còn có một vị mỹ cơ đang cho hắn bóp cõng. Đồng Xuyên ánh mắt nhàn nhạt, lại là phi thường có uy nghiêm. Tại tiêu vườn trong sảnh, cửa có hai tên thủ vệ. Cái này hai tên thủ vệ chính là Thái Sơn Vương thủ hạ thiếp thân cao thủ. Hai người này toàn thân áo đen, nhìn tựa như là không tồn tại một dạng. Nhưng trên thực tế, bọn họ tu vi đến loại trình độ nào, không ai nói rõ được. Giờ phút này, La Quân cùng An Tử Hiên vào tới tiêu vườn sảnh. An Tử Hiên trước khi nói ra, chất nhi gặp qua Đồng Thúc Thúc. Đồng Xuyên mãn kiểm cầu nhiêm nói bừa, hắn cười ha ha một tiếng, lộ ra có chút phóng khoáng, nói ra, Tử Hiên không cần phải khách khí, nhanh ngồi. An Tử Hiên nói ra, Đồng Thúc Thúc, vị này là bằng hữu ta, hắn gọi Lâm Thiên Sơn. La Quân đã đem tâm tính điều đến bình thản vô cùng, hắn không kiêu ngạo không tự ti ôm quyền chắp tay, nói, tại hạ gặp qua Thái Sơn Vương. Đồng Xuyên mỉm cười, nói ra, Lâm công tử đúng không? Vừa rồi Ninh Nhi thì đề cập với ta ngươi, hiện tại Tử Hiên lại mang ngươi tới. Xem ra ngươi cùng Tử Hiên cùng Ninh Nhi quan hệ đều rất không tệ a. La Quân lập tức nói, nhận được Ninh Nhi tiểu thư cùng An công tử nâng đỡ, tại hạ trong lòng 10 phần cảm kích. Hắn thủy chung là không kiêu ngạo không tự ti. Đều nhập tọa đi, Đồng Xuyên cười một tiếng. Gia hỏa này, cũng là hỉ nộ không lộ, ngoại nhân căn bản nhìn không ra trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì.
mà từ đầu đến cuối, An Tử Hiên đều không còn quan tâm Tống Ninh. Tâm hắn là thật đã buông ra, tuy nhiên không có khả năng một chút tiêu tan, nhưng hắn đã nhẹ nhõm không ít. Tống Ninh lại là không có chú ý tới An Tử Hiên cải biến, nàng đối La Quân xinh xắn cười một tiếng, sau đó lại đối Thái Sơn Vương Đổng Xuyên nói ra, Đổng Thúc Thúc, Lâm Công Tử là tuyệt đối nhân tài. Người có thể nhất định muốn trọng dụng hắn. Đổng Xuyên cười ha ha một tiếng, nói ra, chúng ta Ninh Nhi phân phó, Thúc Thúc đương nhiên muốn làm theo a. Hắn sau đó lại nói với La Quân, Lâm Công Tử, đã ngươi thà rằng Nhi cùng Tử Hiên đề cử, vậy ta là tuyệt đối tin tưởng ngươi năng lực. Như vậy đi, ngươi trước hết ở ta nơi này trong phủ ở lại. Sau đó ta lại đến cân nhắc nhìn làm sao cho ngươi cái chuyện tốt. Tống Ninh nói ra, Đổng Thúc Thúc, đó là cái gì chuyện tốt nha, ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút. Đổng Xuyên cười to, nói ra, ngươi nhà đầu này, làm sao giống Buộc Thúc Thúc giống như. Cái này ta còn muốn gặp qua Lâm Công Tử năng khiếu, như thế mới an bài xong mà. Lâm Công Tử lại sẽ làm thơ đây, Tống Ninh lập tức nói. La Quân ở một bên nhất thời có chút mắt trợn tròn, ta qua, người thích ta làm thơ, nhưng Đổng Xuyên sao sẽ thích. Nhà đầu này, chỉ thêm phiền a. Đổng Xuyên hiển nhiên cũng là ngẩn ngơ, bất quá hắn rất lợi hại quan tâm Tống Ninh tâm tình. Liền nói ra, thật sao, vậy ta ngược lại muốn kiến thức một chút. La Quân lại là không muốn tại Đổng Xuyên trước mặt chép thơ, chủ yếu là cái này Đổng Xuyên cũng là ẩn hiện qua bên ngoài thế giới. Vạn nhất chính mình làm thơ hắn đều biết, vậy mình thì khứu lớn. Ngay tại La Quân có chút khó xử thời điểm, An Tử Hiên đứng dậy nói ra, Đổng Thúc Thúc, làm thơ bất quá là Lâm huynh một chút tiểu thủ đoạn. Hắn tu vi thâm hậu, liền xem như ngài bên người trong cao thủ, ta cũng có thể đảm bảo, không có mấy người là đối thủ của hắn. Lúc đầu, ta là muốn cho Lâm huynh cùng ta qua Tống Đế Thành. Đáng tiếc Lâm huynh cảm thấy Tống Đế Thành bên kia cao thủ quá nhiều, không có ngày nổi danh. Nhưng ta xem ra, hắn là quá khiêm tốn. La Quân trong lòng không khỏi vui mừng, vẫn là đứa nhỏ này đáng tin. Đổng Xuyên lập tức cũng liền đến hứng thú, nói ra, há, thật sao? Vậy ta ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, thầm nghĩ, âm sát ma đao là sư phụ dùng qua vũ khí, cũng không biết Đổng Xuyên có hay không được chứng kiến. Chính mình dưới mắt vẫn là đừng dùng thanh đao này cho thỏa đáng. La Quân theo rồi nói ra, Thái Sơn Vương một mực thử một lần. Đổng Xuyên liền nói ra, Nhạc Lâm, người đến theo vị này Lâm Công Tử so chiêu một chút. Cái kia hai tên trong hắc y nhân một cái lập tức đứng ra, cung kính nói ra, đúng. Cái kia Nhạc Lâm dáng người gầy yếu, nhìn như yếu đuối, không có chút nào tồn tại cảm giác. Sắc mặt hắn thoảng qua tái nhợt, nhìn có chừng 30 tuổi. Hắn vốn là không có tức giận, nhưng giờ khắc này, trong mắt lại lộ ra hàn quang. La Quân cũng không dám khinh thường cái này Nhạc Lâm. Tống Ninh cũng liền chờ mong nhìn. Đổng Xuyên bỗng nhiên nói ra, Nhạc Lâm, không muốn hạ tử thủ. Nhạc Lâm lập tức xác nhận, La Quân lại là cười một tiếng, nói ra, nhưng hạ tử thủ không sao cả. Nhạc Lâm trong mắt tinh quang hiện lên, nói, đây chính là ngươi nói. Hắn sau khi nói xong, thân hình lóe lên, bỗng nhiên thì xuất hiện sau lưng La Quân. Hư không xuyên toa chi năng. Nhạc Lâm tiếp lấy thi triển ra ưng chảo thủ tàn nhẫn chụp vào La Quân bả vai. Một chảo này, lập tức liền là muốn bắt rơi một đoàn huyết nhục. Cái này Nhạc Lâm thật đúng là không có thủ hạ lưu tình. La Quân bả vai bỗng nhiên trầm xuống, lập tức để Nhạc Lâm bắt cái khoảng không. Đồng thời, La Quân bả vai hướng lên trên bắn ra. Bả vai hắn đột nhiên nhô lên, giống như một cái quyền đầu, trực tiếp gảy tại Nhạc Lâm trong lòng bàn tay. Nhạc Lâm lập tức cảm thấy toàn thân tê liệt, giống như điện lưu xông vào. Nhạc Lâm không khỏi bị kinh ngạc, hắn chính muốn lần nữa hư không xuyên toa tránh đi. Nhưng lúc này, hắn hoảng sợ phát hiện, bốn phía từ trường phần tử cuồng loạn đứng lên. Hắn căn bản là không có cách xuyên toa. La Quân đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tốt, tốt, Đổng Xuyên mở miệng lần nữa. Nhạc Lâm có chút kiêng kỵ nhìn một chút La Quân, sau đó, hắn hổ thẹn đi vào Đổng Xuyên bên người, vương gia, thuộc hạ vô năng. Đổng Xuyên cười ha ha một tiếng, nói ra, người cũng không cần tự trách, người càng hẳn là cao hứng, bản vương lại phải nhiều đến một viên hổ tướng. Có ý tứ gì, Tống Ninh cảm thấy có chút không khỏi rượu, nói ra, Đổng Thúc Thúc, làm sao không đánh nha? Cái này còn chưa bắt đầu đâu. Đổng Xuyên nói ra, người cái ngốc nhà đầu, bọn họ đã giao thủ qua. Ta rõ ràng trông thấy Lâm Công Tử động đều không động a. Tống Ninh không hiểu. Đổng Xuyên nói ra,
đây càng nói rõ Lâm công tử chỗ bất phàm a. Tống Ninh lệch ra cái đầu ngẫm lại, lớn nhất rồi nói ra, tính toán, không hiểu rõ. An Tử Hiên tự nhiên cũng là vì La Quân vui vẻ. Đồng Xuyên liền đứng dậy đến đây kéo lại La Quân tay, hắn cười ha hả nói ra, Lâm công tử, ngươi có thể đến ta nơi này, ta vô cùng vui vẻ. Ngươi yên tâm, về sau ngươi đi theo ta, tuyệt sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Càng sẽ không để ngươi hối hận hôm nay quyết định. La Quân lập tức nói, đa tạ vương gia. Lúc này, Tống Ninh cũng liền đứng lên, nói ra, Đồng thúc thúc, ta mặc kệ ngươi. Ta hiện tại muốn cùng Lâm công tử còn có Tử Hiên cùng đi ra du ngoạn. Ngày mai lại đem Lâm công tử trả lại cho ngươi, thế nào? Đồng Xuyên cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt tốt tốt, ai có thể bắt chúng ta tiểu công chúa có biện pháp đâu. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Thế là Tống Ninh thì vui vẻ đối La Quân cùng An Tử Hiên nói ra, chúng ta đi thôi. La Quân cùng An Tử Hiên lập tức liền đối Đồng Xuyên cáo từ, Đồng Xuyên phất phất tay, nói ra, đi thôi đi thôi. La Quân ba người rất nhanh liền rời đi tiêu vườn sảnh. Chờ ba người bọn họ hoàn toàn đi xa về sau, Đồng Xuyên nụ cười trên mặt lập tức thu lại. Hắn ngồi xuống, hỏi Nhạc Lâm nói, ngươi cảm thấy cái này Lâm Thiên Sơn tu vi như thế nào? Thâm bất khả chắc, Nhạc Lâm trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Đồng Xuyên nói ra, thâm bất khả chắc, hắn đón đến, nói ra, thật là thâm bất khả chắc, ngay cả ta đều nhìn không ra hắn sâu cạn tới. Một người như vậy, không thể nào là hạng người vô danh. Nhưng ta chưa từng nghe nói qua Lâm Thiên Sơn cái tên này. Nhạc Lâm cùng một tên khác người áo đen cùng một chỗ nói ra, vương gia là cảm thấy Lâm Thiên Sơn có vấn đề. Đồng Xuyên nói ra, không có khả năng không có vấn đề, hắn tận lực tiếp cận Ninh Nhi cùng Tử Hiên. Hai đứa bé này còn thật sự cho rằng hắn là có thể kết giao bằng hữu. Nhạc Lâm nói ra, như thế nói đến, cái này Lâm Thiên Sơn trăm phương ngàn kế muốn tới vương gia ngài thủ hạ đến, nhất định là có mưu đồ. Đồng Xuyên thì thào nói ra, chẳng lẽ là vì nhân hoàng kính. Hắn nghi hoặc lại là không ai có thể cho hắn giải hoặc. Sau đó, Đồng Xuyên nói ra, Nhạc Lâm, ngươi cho ta hảo hảo điều tra thêm người này. Vâng, vương gia. La Quân cùng Tống Ninh cùng An Tử Hiên trực tiếp ra phủ thành chủ. Tống Ninh cùng La Quân vừa mới chuẩn bị bên trên Tống Ninh chiếc xe ngựa kia, không nghĩ tới An Tử Hiên lại nói, ta còn có chút sự tình, liền đi về trước. Tống Ninh lập tức nói, Tử Hiên, ngươi làm sao như vậy không thú vị nha, ngươi có thể có chuyện gì? An Tử Hiên từ tốn nói, ta cũng định về Tống Đế Thành, phụ thân ta vẫn muốn để cho ta giúp hắn xử lý một chút chính vụ. Hắn đón đến, nói ra, sáng mai ta liền trở về. La Quân hơi kinh hãi. Tống Ninh cũng là thất sắc, nói ra, ngươi làm sao đột nhiên liền nói muốn trở về. An Tử Hiên từ tốn nói, trở về cũng rất bình thường a. Tống Ninh nói ra, nhưng ta còn không có ý định trở về đây. An Tử Hiên nói ra, ta cũng không yêu cầu ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về. Ngươi hôm nay làm sao là lạ, Tống Ninh không giải thích nói. An Tử Hiên nhạt cười một tiếng, nói ra, hôm nay ta là bình thường, chỉ không để ý trước kia ta không tìm được tránh thức tự mình. Mau bệnh, Tống Ninh cũng hơi không kiên nhẫn, liền nói với La Quân, Lâm công tử, mặc kệ hắn, chúng ta đi. An Tử Hiên cũng liền xoay người liền đi. Tử Hiên, La Quân nhịn không được hô một tiếng. An Tử Hiên không quay đầu lại, chỉ là phất phất tay, nói ra, Lâm huynh, gặp lại. La Quân trong lòng nhịn không được có chút phiền muộn, hắn mấy ngày nay chép thơ chép nhiều, lúc này bỗng nhiên hơi xúc động. Nhịn không được thì ngâm nói, năm ngoái hôm nay cửa này bên trong, mặt người hoa đào vẫn như cũ đỏ. Mặt người không biết nơi nào qua, hoa đào vẫn như cũ cười vui sướng. Tống Ninh lại là đem La Quân bài thơ này nghe được tâm lý qua, nàng tinh tế phẩm vị, sau cùng đôi mắt đẹp càng ngày càng sáng. Nàng hưng phấn nói ra, Lâm công tử, người thật sự là tuyệt đỉnh thi tiên a. La Quân có chút mất hết cả hứng, nói ra, những này đều không tính là gì. Tống Ninh lại là tự mình hưng phấn, nói, ta nhất định muốn đem bài thơ này cho nhớ kỹ. Sau đó, La Quân cùng Tống Ninh lên xe ngựa. Tống Ninh lại là căn bản không có vì An Tử Hiên mà phiền lòng, đây chính là tương tư đơn phương bi ai, cũng là làm nữ thần lốp xe dự phòng bi ai. Lốp xe dự phòng ở đâu đau đến không muốn sống, nữ thần căn bản thì không nghĩ tới ngươi. Lốp xe dự phòng muốn là giác ngộ, nữ thần phần lớn cảm thấy khá là đáng tiếc. Ngoài ra, vậy cũng chớ không hắn. Một ngày này, La Quân cũng liền không quan tâm bồi tiếp Tống Ninh. Đến tối,
La Quân liền cùng Tống Ninh trực tiếp về phủ thành chủ. Mới vừa vào trong thành chủ phủ, thì có quản gia đến đây. Lúc này, sắc trời đã toàn bộ màu đen. Quản gia kia họ Đào, người hô Đào quản gia. Đào quản gia chừng 50 tuổi, hết sức ân cần khách khí. Đào quản gia đối Tống Ninh cười tủm tỉm nói ra, Ninh nhi tiểu thư, ngày hôm nay chơi còn lái tâm a. Tống Ninh mỉm cười, nói, Đào gia gia, ngài làm sao ở chỗ này nha? Đào quản gia nói ra, nhà bếp chuẩn bị cho ngài một chút bánh ngọt, lão nô là muốn hỏi ngài muốn hay không qua nếm thử. Tống Ninh cười nói, hôm nay ăn đủ nhiều, vẫn là giữ lại sáng mai ăn đi. Nàng đón đến, nói ra, đúng, Lâm công tử ban đêm ở nơi đó. Các ngươi có sắp xếp sao? Đào quản gia lập tức nói, tự nhiên là có an bài. Lão nô cái này không phải liền là đến cho Lâm công tử an bài sao? Hả, vậy là tốt rồi. Tống Ninh nói ra, ta đi về nghỉ trước. Nàng sau đó lại nói với La Quân, Lâm công tử, ngày mai gặp nha. La Quân cười một tiếng, nói ra, được. Tống Ninh liền dẫn nha hoàn Tiểu Lan, còn có Kim Văn Thành nhất đẳng người rời đi. Đào quản ra vẻ mặt vui cười đưa tiễn. Chỉ bất quá, chờ Tống Ninh các nàng sau khi đi xa, đào quản ra nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Hắn lãnh đạm nói với La Quân, Lâm công tử, vương gia muốn gặp ngươi. La Quân nhất thời cảm nhận được loại này kỳ diệu. Chính mình mặc dù có chút bản sự, nhưng là ở chỗ này lại là toàn bộ nhờ Tống Ninh mặt mũi. Thái Sơn Vương đám người này, căn bản sẽ không tránh thức tín nhiệm chính mình, tôn trọng chính mình. La Quân trên mặt cười một tiếng, nói ra, được. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. La Quân cũng biết, chính mình tùy tiện mà đến, lại có một thân bản sự. Cái này khiến Thái Sơn Vương cảm thấy khả nghi, không dám tin đảm nhiệm. Nhưng là mình muốn trong thời gian ngắn lấy đến bọn hắn tín nhiệm, cái này vẫn còn có chút độ khó khăn. La Quân cũng không nguyện ý ở chỗ này đợi thời gian quá dài, hắn nhất định phải tiến vào Thái Sơn Vương hạch tâm, sau đó tìm tới Nhạc Quang Thần chỗ. Như vậy, xem ra chính mình vẫn là muốn dựa vào Tống Ninh mới được a. Tống Ninh là một chương rất trọng yếu bài. Nếu như nàng về Tống Đế Thành, mình tại bên này, vạn nhất Thái Sơn Vương cảm thấy mình quá mức khả nghi, hắn có lẽ sẽ đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng giết chính mình đây. La Quân trong lòng lập tức cũng liền hạ quyết tâm. Thái Sơn Vương lúc này cũng không tại Tiêu Vườn Sảnh, hắn là trong phủ một chỗ trong nhà. Cái kia tòa nhà trong đại đường, đèn đuốc sáng trưng. Lúc này, Thái Sơn Vương Đổng Xuyên vẫn là nhàn nhạt ngồi ở vị trí đầu. Nhạc Lâm cùng một tên khác người áo đen đứng tại hai bên. Tiến đến đại sảnh bên trong về sau, La Quân cung kính vô cùng ôm quyền chắp tay, nói, tại hạ gặp qua vương gia. Thái Sơn Vương từ tốn nói, Lâm Thiên Sơn, hiện ở chỗ này không có có người khác. Người vẫn là nói một chút, người đến ta nơi này đến có cái gì mục đích đi. Hắn nói ra, ta không phải ba tuổi tiểu hài tử, càng không phải là đơn thuần Ninh Nhi. Cho nên, người tốt nhất đem người nói láo nói không chê vào đâu được một chút. Không phải vậy lời nói, hôm nay người hội chết ở chỗ này. Người cũng không cần lo lắng cho ta ngày mai hội làm sao theo Ninh Nhi bàn giao. Ta có 100 loại biện pháp có thể lừa qua Ninh Nhi. La Quân trầm mặc xuống dưới. Đồng Xuyên cũng liền nhìn lấy La Quân. La Quân một mực không mở miệng. Đồng Xuyên trong mắt xuất hiện hàn ý, nói ra, ngươi là tại khiêu chiến bản vương kiên nhẫn sao? La Quân nhạt lạnh nói ra, đã vương gia cảm thấy ta vô luận nói cái gì đều là nói láo, ta liền đã không có nói chuyện tất yếu. Ngươi cho rằng ta là đang hù dọa ngươi, không dám giết ngươi. Đồng Xuyên lạnh lùng nói ra. La Quân nói ra, ta vốn cho rằng vương gia chính là minh chủ, hiện tại xem ra, lại là sai lớn đặc biệt sai. Nếu là ta mắt mù, cái kia chết ở chỗ này. Cũng chỉ có thể trách chính ta, cùng người khác không lo. Đồng Xuyên hơi hơi ngoài ý muốn, nói, người nói ta là minh chủ. Vì cái gì nói như vậy? La Quân nói ra, vương gia liên hợp còn lại 4 vị vương gia nhất cử cầm xuống thần vực, chính là thành lập bất thế chi công. Hắn đón đến, nói ra, bây giờ tuy nhiên bên ngoài, lấy Tống đế vương chính là tối cường giả, vô luận là thế lực vẫn là tu vi, đều không người có thể tới bằng được. Nhưng là Tống đế vương phong mang quá lộ. Hơn nữa còn có bao long đồ những người kia không phục quản giáo. Tương lai, Tống đế vương khẳng định phải thụ đông đảo Diêm La vương chỗ mệt mỏi. Mà ngài ở một bên, liền sẽ giấu tài. Ta nguyện ý tin tưởng, đi theo ngài tiền đồ lỗi nặng Tống đế vương. Lớn mật, Đồng Xuyên trong mắt lóe lên tức giận, nói ra, ngươi sao dám ở trước mặt ta chửi bới Tống đế vương.
ta xem Tống Đế Vương như huynh như cha, như thế nào dám trong lòng còn có vô lễ. Lời này của ngươi nói ra, là muốn so ta giết ngươi à? La Quân nói ra, tại hạ vô ý lung tung ước đoán vương gia tâm ý, chỉ bất quá đàn ông tại thế, đều muốn thành lập một phen công lao sự nghiệp. Ta mấy năm nay, khổ tâm tích lũy, vì cũng là tìm kiếm một vị minh chủ. Học được văn võ nghệ, bán tại đế vương gia. Đồng Xuyên tha có thâm ý nói ra, ngươi thì thật cảm thấy ta mới là duy nhất minh chủ. La Quân nói ra, ta không dám nói ngài là duy nhất, nhưng ít ra ta xem ra, ngài là hiểu rõ nhất xem xét thời thế, đồng thời sẽ tìm chuẩn cơ hội lôi đình một kích người. Ngài có một vị minh chủ đều loại điều kiện. Đồng Xuyên sắc mặt rốt cục hòa hoãn xuống dưới, hắn nói ra, ngươi lời nói, có chút ý tứ. Bất quá ngươi lai lịch cổ quái, trong thời gian ngắn, ta sẽ không thật tín nhiệm ngươi. La Quân nói ra, tín nhiệm là cần thời gian, tại hạ nguyện ý chờ thời gian đến kiểm nghiệm. Đồng Xuyên nói ra, vậy thì tốt, hôm nay chúng ta thì trò chuyện đến nơi đây, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. La Quân nói ra, vâng, vương gia. Sau đó, La Quân lui ra ngoài. La Quân sau khi đi, Đồng Xuyên lại hỏi Nhạc Lâm cùng một tên khác gọi là Tiểu Cao người áo đen. Các ngươi thấy thế nào? Tiểu Cao lập tức nói, hồi vương gia lời nói, thuộc hạ cũng có chút nhìn không thấu cái này Lâm Thiên Sơn. Nhưng không hề nghi ngờ là, hắn là cái vô cùng tòng mệnh người. Hắn cũng xác thực rất lợi hại giải vương gia ngài, biết ngài muốn nghe cái gì. Đồng Xuyên cười khổ, nói ra, ta không thể không thừa nhận, hắn vừa rồi lời nói để cho ta nghe, cảm thấy rất là dễ nghe. Nhạc Lâm nói ra, hắn nói chuyện, cũng không phải là không có đạo lý. Thập điện Diêm La bên trong, luận đến thế lực, ngài tuy nhiên không bằng Tống Đế Vương. Nhưng nếu luận đạo mưu trí vô song, không người có thể ra phải. Đồng Xuyên nói ra, được rồi, Nhạc Lâm, ngươi cũng đừng đến nịnh nọt ta. Nhạc Lâm cười một tiếng. Tiểu Cao nói tiếp, vương gia, người này, chúng ta bên kia đã đang tra hắn mảnh. Mà chúng ta bên này, hiện tại trước hết phơi lấy hắn, trước quan sát một đoạn thời gian lại nói. Như hắn là thật tâm đến phụ trợ tại ngài, vậy chúng ta cũng coi như lại được một viên hổ tướng. Đồng Xuyên nói ra, tốt, thì theo lời ngươi nói xử lý. Đào quản gia cho La Quân an bài trụ sở cũng khá, là một cái lầu các. Trong lầu các hết thảy bầy biện đều tràn ngập cổ điển lịch sự tao nhã cảm giác. Cũng rất là rộng rãi. Mà lại đào quản gia còn an bài nha hoàn tới hầu hạ La Quân. Về sau, đào quản gia liền lui ra. Nha hoàn kia gọi là Tiểu Như, sinh ra dung mạo con gái rượu bộ dáng. Nàng xem ra mới 18 đến tuổi. Công tử, Tiểu Như muốn La Quân nhẹ nhàng thi lễ. La Quân mỉm cười, nói ra, ta muốn tắm rửa, ngươi nhìn có thể làm sao? Nô tỳ lập tức sắp xếp cho ngài, Tiểu Như lập tức nói. La Quân cười một tiếng, nói, tốt. Tiểu Như rất nhanh liền ra ngoài, La Quân liền ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ một lúc sau, Tiểu Như liền vào tới, nàng xách một thùng nước nóng, có chút cố hết sức. La Quân hơi kinh hãi, hắn lập tức xuống giường, bước nhanh về phía trước, nói ra, ta tới đi. Tiểu Như lại là ngơ ngẩn, nàng lần thứ nhất nhìn thấy dạng này áo thun hạ nhân chủ tử. Công tử, ta không mệt, ngươi vẫn là để ta tới đi. Tiểu Như lập tức đỏ mặt nói ra. La Quân nao nao, lập tức cũng liền minh bạch, ở chỗ này, những này dưới trong lòng người chủ tớ khái niệm là phi thường khắc sâu. Hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, làm sao không có tìm người giúp ngươi đề cập qua đến. Hắn nói đem nước nóng rót vào tẩy trong bồn tắm. Cái này một thùng nước nóng hiển nhiên là không đủ. La Quân liền nói ra, ta cùng đi với ngươi nấu nước nóng đi. Tiểu Như lập tức có chút sợ hãi, nói ra, công tử, cái này sao có thể được đâu, nô tỳ một người là được rồi. La Quân cười ha ha, nói ra, ta không phải muốn giúp ngươi, mà là ta chê ngươi quá chậm. Hắn thốt ra lời này xong, Tiểu Như lập tức quỳ xuống, nói ra, nô tỳ đáng chết. La Quân hoàn toàn im lặng, hắn vội ho một tiếng nói ra, đi thôi, mang ta đi múc nước. Tiểu Như không dám phản kháng, nói ra, vâng, công tử. Phủ thành chủ trong hoa viên, bốn phía đều có ánh đèn. Những cái kia đèn là làm thành đèn lồng, bên trong là tùng hương đèn, cũng không có cái gì quá đại khí vị. Đây là chính tông cổ đại Thức Lâm Viên. La Quân cùng Tiểu Như đi một đoạn đường, xuyên qua hành lang gấp khúc, sau cùng mới đi đến trong phòng bếp. Phủ thành chủ nhà bếp có thể cũng có chút lớn, theo cái Ả Rập đường giống như, bên trong bận rộn đến nóng hổi hướng lên trời, ánh sáng công tác nhân viên thì có chừng trăm cái.
có tại làm đồ ăn, có tại nấu nước các loại. La Quân tại Tiểu Như chỉ huy dưới, đi vào nấu nước địa phương. Chỗ ấy là phi thường lớn nồi hơi, trưởng quản nồi hơi là hai cái lão bà tử. Bên trong một cái lão bà tử trên mặt còn có rất lớn mỹ nhân trí. Trước đến nấu nước nóng người cũng không ít, đều là các nơi nô tỳ, phục thị riêng phần mình chủ tử. Tiểu Như tiến lên nói ra, Trầm Mụ Mụ, ta vừa rồi đã đánh một thùng nước nóng, phiền phức ngài nhanh có thể trước hết để cho ta múc nước sao? Không phải vậy ta trước đó nấu nước nóng hội lạnh. Cái kia Trầm Mụ Mụ nhìn Tiểu Như liếc một chút, nói ra, ngươi là cùng người chủ nhân kia. Tiểu Như nói ra, Lâm công tử. Chưa nghe nói qua nha. Trầm Mụ Mụ hơi không kiên nhẫn, nói ra, về phía sau xếp hàng, cái này phía trước là Ninh Nhi tiểu thư, còn có Lãnh công tử bọn họ muốn nước nóng. Chậm chế bọn họ nước nóng cung ứng, người cái tiểu nha đầu phiến tử gánh được trách nhiệm sao? Tiểu Như nhất thời liền bị mắng mộc, một câu cũng nói không nên lời. La Quân liền đối với Tiểu Như cười một tiếng, nói ra, chúng ta lại không nóng nảy, chờ một chút cũng không quan hệ. Tiểu Như vành mắt đã đỏ, nàng nghe vậy trong lòng ấm áp, nói ra, công tử, Tiểu Như vô dụng. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ở đâu là ngươi vô dụng, là ta vô dụng mới là. Liền cũng tại lúc này, cái kia đằng sau truyền tới một thanh âm, Lâm công tử làm sao tự mình đến múc nước. La Quân nhìn lại, lại là Tống Ninh nha hoàn Tiểu Lan. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta vốn định tắm rửa, nhưng nhìn giống như không ai giúp Tiểu Như xách nước, nàng là cái tiểu nữ hài, cũng không có khí lực gì, cho nên ta liền đến. Tiểu Lan, ngươi cũng là đến nấu nước nóng sao? Tiểu Lan dị dạng nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, công tử thật sự là không giống bình thường. Ha ha, nào có cái gì không giống bình thường. La Quân nói ra, ta vốn chính là bãi cỏ hoang một cái, bốn phía phiêu bạt. Chẳng lẽ tiến thành chủ này phủ, ta thì tài trí hơn người sao? Ngài thân phận hôm nay, xác thực đã tài trí hơn người. Tiểu Lan mỉm cười, nàng thực cũng vẫn luôn đối La Quân có hảo cảm. Bởi vì nàng tại Tống Ninh hun đúc dưới, cũng yêu thích thi từ. Đương nhiên, đây chỉ là bên trong một vòng, nàng không có Tống Ninh như vậy yêu thích thi từ. Lúc này, Tiểu Lan chẳng qua là cảm thấy, La Quân cư nhiên như thế áo thun hạ nhân, quả nhiên là cái khó được người khiêm tốn. Mặt nói với Tiểu Lan lời nói, La Quân cũng chỉ là cười cười. Tiểu Lan lại đối cái kia Trầm Mụ Mụ lạnh lùng nói ra, Trầm Mụ Mụ, phiền phức ngài cho Lâm công tử nước trước phái phát. Còn có, vì cái gì nơi khác đều có sắp xếp người đưa nước, làm sao đến Lâm công tử nơi này liền không có. Trầm Mụ Mụ lại là sợ cực nhỏ Lan, nói ra, Tiểu Lan cô nương bất giận, ta lập tức tới ngay xử lý. Tiểu Lan lạnh hừ một tiếng. La Quân nói ra, thật đúng là cảm ơn ngươi, không có Tiểu Lan ngươi hỗ trợ, ta đánh chậu nước đều là nan đề. Tiểu Lan ngòn ngọt cười, nói ra, công tử không cần phải khách khí. Về sau, La Quân cùng Tiểu Như cũng đừng Tiểu Lan, ra nhà bếp. Bên cạnh có hai tên gia đình, một người đều xách hai thùng nước theo ở phía sau. La Quân đối Tiểu Như vừa cười vừa nói, xem ra ta còn phải nỗ lực một điểm, ngươi đi theo ta, tối thiểu ta cũng phải để ngươi tại những này hạ nhân trước mặt có mặt mũi một chút. Hắn chỉ là đơn thuần chỉ đùa một chút. Tình người ấm lạnh hắn sớm đã gặp nhiều, mặc kệ là tại cái thời không kia, cái này tình người ấm lạnh bốn chữ lại là thiên cổ bất biến. Tiểu Như nghe về sau, nội tâm lại là cảm động vô cùng. Nàng cảm thấy La Quân thật là một cái rất đặc biệt người. Trở lại lầu các về sau, nước tắm cũng liền toàn bộ chuẩn bị cho tốt. La Quân liền muốn tắm rửa, hắn nói với Tiểu Như, tốt, ngươi ra ngoài đi. Tiểu Như nao nao, theo rồi nói ra, nô tỳ phục tùng tùy tùng công tử ngài tắm rửa nha. La Quân giật mình, hắn nói ra, không cần, ngươi ra ngoài đi. Tiểu Như lại là cảm thấy La Quân cổ quái, nàng gặp La Quân khăng khăng, liền nói ra, vâng, công tử. La Quân sau khi tắm xong, liền đến trên giường nghỉ ngơi ngủ. Tiểu Như lại là thì ngủ ở ngủ lại địa phương, nha hoàn này phục thị chủ tử, vậy thật đúng là một tấc cũng không rời, tận tâm tận lực. La Quân bỗng nhiên liền nghĩ đến trước kia thông phòng nha đầu, loại này thông phòng nha đầu là tùy thời phải bồi thiếu gia ngủ, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì danh phận. Nói đến, nữ nhân này địa vị tại cổ đại thời điểm, thật sự là tiện như cỏ rác a. Liền xem như nhất quốc chi công chúa, đó cũng là tùy thời đều muốn bị xem như công cụ gả cho nước khác gia quốc phương. Căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. La Quân nhưng cũng là lười nhác nghĩ những thứ này loạn thất bát tao đồ,
vật, hắn rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai trời vừa sáng, La Quân liền rời giường. Tiểu Như dậy sớm hơn một chút, nàng gặp La Quân tỉnh lại, liền lập tức cho La Quân đánh nước rửa mặt các loại. La Quân rửa mặt xong về sau, Tiểu Như lại hỏi, công tử, ngài muốn ăn chút gì, ta qua nhà bếp cho ngài chọn món. La Quân không khỏi cảm khái, tại cái này âm diện thế giới còn sống thật sự sảng khoái a. Quả thực thì là nam nhân tin mừng, đương nhiên, cái kia phải là có quyền có thế nam nhân. Hắn mỉm cười, nói ra, ngươi xem đó mà làm thôi, tùy tiện tìm chút ăn đến là được. Tiểu Như liền nói ra, đúng, nàng bưng nước rửa mặt, lập tức rời đi. Ăn sáng xong về sau, Đào quản gia đến đây mời La Quân đi gặp Thái Sơn Vương. La Quân liền lập tức đi theo Đào quản gia qua. Cái này lần gặp gỡ là tại cái kia trong đình, ánh sáng mặt trời ấm áp, sáng sớm gió thổi tới, khiến người ta mỗi cái lỗ chân lông đều giãn ra. Thái Sơn Vương Đồng Xuyên cùng Tống Ninh đang ăn điểm tâm. Nhạc Lâm cùng Tiểu Cao đứng ở một bên. La Quân đến đây về sau, Đồng Xuyên liền vừa cười vừa nói, Thiên Sơn, ngươi ăn sao? Không có lời nói thì cùng đi đi. Tống Ninh cũng vừa cười vừa nói, đúng nha, Lâm công tử. La Quân mỉm cười, nói ra, tại hạ đã dùng quá bữa sáng. Vậy cũng ngồi xuống trò chuyện đi. Đồng Xuyên tại Tống Ninh trước mặt lúc, hắn đối La Quân là phá lệ khách khí. La Quân cũng không nhiều lời, liền đi sang ngồi. Sau khi ngồi xuống, Đồng Xuyên còn chưa lên tiếng, Tống Ninh trước sông La Quân nói ra, chờ một lúc, Đồng Thúc Thúc muốn mang bọn ta qua Hắc Ngục đấu trường, hắn nói nơi đó có đặc sắc biểu diễn đây. Ta nghĩ đến ngươi, liền nghĩ để ngươi cũng cùng đi xem nhìn. La Quân nói ra, đa tạ Ninh Nhi tiểu thư quải niệm. Đồng Xuyên cười cười, nói ra, Hắc Ngục đấu trong tràng là tốt chơi địa phương, ta muốn Thiên Sơn ngươi khẳng định cũng không có tới kiến thức qua. Hôm nay liền để ngươi cũng cùng nhau xem nhìn. Đa tạ vương gia, La Quân nói ra. Liền cũng liền như vậy cười cười nói, rất nhanh, Tống Ninh thì không kịp chờ đợi ăn điểm tâm xong, nàng lại thúc giục Đồng Xuyên nhanh một chút. Đồng Xuyên bất đắc dĩ cười nói, thật bắt ngươi nhà đầu này không có biện pháp nào. La Quân trong lòng cũng là buồn cười, đoán chừng Đồng Xuyên cũng là muốn bị Tống Ninh cho mài điên. Về sau, cả đám liền rời đi phủ thành chủ, thừa ngồi xe ngựa tiến về Hắc Ngục đấu trường. La Quân cũng bị hô tiến trong xe ngựa, cùng Đồng Xuyên, Tống Ninh cùng một chỗ. Cái này thực đã là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Xe ngựa một đường tiến lên, Đồng Xuyên nói với La Quân, Thiên Sơn, ta nghe Ninh Nhi nói, ngươi không chỉ có là công phu đến, hơn nữa còn là không tầm thường thi nhân, ta ngược lại thật ra rất muốn mở mang kiến thức một chút. Thế nào, ngươi bây giờ thì làm một câu thơ a? La Quân sững sờ, hắn cười khổ nói, đó là Ninh tiểu thư quá khen. Tống Ninh lập tức nói, mới không phải quá khen đâu, Lâm công tử ngươi là có chân tài thực học nha. Nàng lại nói với Đồng Xuyên, bất quá làm thơ cũng phải có cái đề mục nha, Đồng Thúc Thúc, người điểm cái đề đi, không phải vậy Lâm công tử làm sao làm thơ nha. Ha ha, cũng đúng, Đồng Xuyên nói ra, là ta hồ đồ, vậy liền bằng vào ta đến nêu ý chính đi. Thiên Sơn, thì bằng vào ta đến làm bài thơ từ, thế nào? La Quân không khỏi cảm thấy nhức cả trứng, hắn nói ra, cái này, ta thật sự là khó mà làm thơ a. Đồng Xuyên lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra, như vậy sao được, ngươi nhất định phải đến một bài. La Quân tâm lý thật sự là muốn ngày chó, ngươi cái này cao lớn thô kệch, lão tử cũng không biết chép cái kia bài thơ a. Mà lại, hắn cũng không dám lung tung đọc thơ, vạn nhất con hàng này là nghe qua, vậy mình thì xong đời. Đúng, La Quân đầu lóe lên, bỗng nhiên nghĩ đến một bài thi từ. Hắn biết Đồng Xuyên không có khả năng nghe nói qua, bởi vì bài thơ này từ truyền sướng độ không cao. Vậy tại hạ cũng chỉ có bêu xấu, La Quân bất đắc dĩ nói ra. Tống Ninh lập tức nhảy cẫng vô cùng, nói ra, tốt a, Lâm công tử, ngươi nhanh làm thơ đi, chúng ta rửa tai lắng nghe. Đồng Xuyên cũng có nhiều thú vị nhìn lấy La Quân. La Quân giả bộ như cau mày bộ dáng, hắn sau một hồi khá lâu mới bắt đầu thì thầm, thiên hạ mưa gió ra chúng ta. Vừa vào giang hồ năm tháng thúc. Hoàng đồ bá nghiệp quay đầu khoảng không, không thắng nhân gian một giấc mộng. Bài thơ này từ thực là có chút mất hết cả hứng vị đạo, không quá thích hợp Đồng Xuyên tính cách. Nhưng phía trước thiên hạ mưa gió ra chúng ta, đó còn là để Đồng Xuyên nghe rất lợi hại hăng hái. Đồng Xuyên hơi hơi chấn kinh nhìn về phía La Quân. Thơ hay, thơ hay. Tống Ninh hoàn toàn như trước đây cảm thấy kinh diễm. Đồng Xuyên lại là có chút minh bạch La Quân ý tứ.
bởi vì Tống Ninh ở đây, La Quân không có khả năng đem chính mình dã tâm quá mức rõ ràng đi ra. Thực hắn nhưng lại không biết, La Quân chỉ mẹ nó nghĩ đến bài thơ này à. Đồng Xuyên khích lệ La Quân nói, Thiên Sơn, người quả nhiên là có đại tài, ha ha ha. La Quân cái trán đều nhanh chảy ra mồ hôi lạnh, mẹ nó, người quả nhiên không thể nói láo à. Từ khi thi nhân thần côn về sau, chính mình thì thỉnh thoảng muốn bị dạng này khảo nghiệm một lần. Sau đó, Đồng Xuyên nói ra, bất quá Thiên Sơn a, bài thơ này tốt thì tốt, nhưng lại lộ ra có chút không đủ bá khí. Ta biết vương gia ý tứ, La Quân bỗng nhiên cười một tiếng, sau đó nói, nhưng ta không dám lung tung nói. Đồng Xuyên cười một tiếng, nói, Thiên Sơn là ngươi đại tài tử, ta có thể được ngươi tương trợ, chính là ta đại hạnh. Hắn nhưng cũng không dám lại hỏi tiếp, vạn nhất nói với La Quân lỡ miệng, để Tống Ninh đem nguyên thoại chuyển hiện lên cho Tống Đế Vương, đây chính là cực kỳ không ổn. Nửa giờ sau, Hắc Ngục đấu trường rốt cục đến, mọi người xuống xe, sau khi xuống xe, Tống Ninh trước tại hạ nhân chỉ dẫn xuống dưới lội nhà xí. Cũng là ở cái này lỗ hổng, Đồng Xuyên có chút hăng hái nói ra, Thiên Sơn, trước ngươi nói không dám lung tung nói, vậy ngươi thơ vốn là muốn làm thành cái dạng gì? La Quân mỉm cười, nói ra, thực ta cảm thấy chỉ có một câu nói kia thì có thể đại biểu vương gia ngài. Há, thật sao, Đồng Xuyên cười nói, vậy ta ngược lại muốn nghe xem. Hội đương lăng tuyệt đính, nhất lãm chúng sơn tiểu sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. La Quân mỉm cười, nói ra. Đồng Xuyên thân thể chấn động. Cái này một cái chớp mắt, trong lòng của hắn thế mà sinh ra một loại chi kỷ khó gặp cảm giác. Hắn cảm thấy La Quân cũng là hắn chi kỷ a. Đồng Xuyên ánh mắt bên trong có dị dạng quang mang chớp động, hắn rất nhanh liền tiếp tục che giấu. La Quân liếc mắt liền thấy, bất quá hắn cũng trang làm như không thấy được. Sau đó, Tống Ninh cũng tới. Nàng vừa đến đã cười hỏi, Đồng Thúc Thúc, Lâm Công Tử, các ngươi đang nói chuyện gì trò chuyện vui vẻ như vậy chứ? Đồng Xuyên cười ha ha, nói ra, đang nói chuyện ngươi nha. Tống Ninh khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Nói ra, trò chuyện ta cái gì nha, ta có cái gì tốt trò chuyện. Đồng Xuyên cười nói, trò chuyện ngươi cả đời đại sự nha, Thúc Thúc đang nghĩ, muốn cái gì dạng người tài năng phối hợp chúng ta Ninh Nhi nha. Tống Ninh lập tức lộ ra thẹn thùng không thôi, nói ra, Đồng Thúc Thúc, ngươi quá đáng ghét. Đồng Xuyên cười ha ha. Sau đó, một đoàn người cũng liền hướng Hắc Ngục đấu trong tràng đi đến. Cái kia Hắc Ngục đấu trường là cái đại hình sơn trang, cửa có thạch sư trấn thủ. Lại có nghiêm mật hộ vệ đang tại bảo vệ lấy. Đồng Xuyên một đoàn người đến đây, những hộ vệ kia liền đều cung kính vô cùng hành lễ hô, tham kiến vương gia. Đồng Xuyên nhàn nhạt ân một tiếng, hắn ở trước mặt người ngoài lại là uy nghiêm đều xem trọng. Tiến vào bên trong, đầu tiên là một cái tứ hợp viện bộ dáng tồn tại, bất quá so bình thường tứ hợp viện lại lớn không ít. Tiếp lấy lại xuyên qua một cái hành lang gấp khúc, đi vào một cái đỉnh viện. Phía trước chính là Hắc Ngục đấu trường. Hắc Ngục đấu trường là sơn son đại môn, cửa y nguyên có hộ vệ thủ hộ. Bất quá cái này đình viện thì náo nhiệt rất nhiều, có không ít quan to quyền quý ở chỗ này nói chuyện phiếm, còn có một số quý phụ nhân cũng tới. Cái kia đình viện bên trái còn có một cái chuồng ngựa, còn một người khác đại môn, ngoài cửa lớn ngừng rất nhiều xe ngựa. Đồng Xuyên một đoàn người đến đây, những quan to quyền quý đó, quý phụ nhân đều đình chỉ nói chuyện, cũng cùng một chỗ hướng Đồng Xuyên chào. Đồng Xuyên mỉm cười. Nói ra, chư vị không cần đa lễ. Sau đó, Đồng Xuyên cùng La Quân bọn họ liền vào Hắc Ngục đấu trường. Đấu trường người phụ trách là cái gọi là hắc trái người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này tu vi cao thâm, hắn mang theo hai tên thủ hạ tại cửa ra vào nghênh đón. Vương gia, hắc trái hô một tiếng. Đồng Xuyên liền nói ra, hôm nay Ninh Nhi muốn xem trận đấu, người xuống dưới an bài một chút, tận lực an bài đến đặc sắc, 5 giờ chiều bắt đầu, thế nào? Hắc trái nói ra, vâng, vương gia, thuộc hạ lập tức sắp xếp người đi làm. Đồng Xuyên cười một tiếng, nói ra, tốt. Hắc trái liền lập tức an bài người bên cạnh đi làm chuyện này, mà hắn làm theo vẫn là muốn một mực bồi tiếp Đồng Xuyên. Hắc Ngục đấu trường giống như là một cái nhà hát lớn, trong rạp hát là có hiện đại hóa ánh đèn. Dùng là máy phát điện. Ở cái này âm diện thế giới bên trong, đèn điện là thuộc về vật hy hãn. Chỉ có một ít quý tộc gia đình mới cần dùng đến. Hơn nữa còn đến tần tiện dùng. Liền xem như Đồng Xuyên trong thành chủ phủ, cũng không có sử dụng đèn điện những vật này. Chủ yếu là, thập điện Diêm La đều không muốn quảng bá những vật này.
Bọn họ sợ hãi khoa học kỹ thuật bạo phát, khoa học kỹ thuật một khi bạo phát, lúc đó đến sau cùng ảnh hưởng đến bọn họ loại này mỹ diệu chế độ quân chủ. Cái này thực cũng là giai cấp thống trị một loại tự tư. Bất quá, Hắc Ngục đấu trường vì thuận tiện quan sát, cho nên vẫn là đem mạch điện kết nối. Nơi này mạch điện là cao cấp bí mật, ngoại nhân căn bản không thể tới gần. Sau đó, Hắc Trái mang theo Đồng Xuyên một đoàn người đến hậu trường nghỉ ngơi. Cái kia hậu trường là cái tiểu lệch sảnh, bên trong công trình đầy đủ mọi thứ, rất là trang nhã. Nơi này cũng là Đồng Xuyên ở chỗ này nghỉ ngơi tràng sở. La Quân tâm lý không khỏi có chút hâm mộ dạng này sinh hoạt, trở thành nhất phương chi chủ, cả tòa thành thị đều là mình. Trong này người, sự vật, đồ, vật, toàn bộ đều là lão tử. Nhìn chúng nữ nhân kia, liền có thể trực tiếp sủng hạnh. Đi tới chỗ nào, đều có người cúi đầu khom lưng. Cũng khó trách, thập điện Diêm La sẽ như thế mê luyến cái này quyền vị. Đồng Xuyên ngồi xuống về sau, La Quân cùng Tống Ninh cũng nhập tòa. Thực làm Đồng Xuyên thủ hạ, bình thường là không ngồi. Tỷ như Hắc Trái, tỷ như Nhạc Lâm cùng Tiểu Cao. Nhưng là La Quân dính Tống Ninh ánh sáng, cho nên cũng liền có thể ngồi. La Quân đối cái này tuyệt không khách khí, hắn sẽ không đem chính mình xem như hèn mọn Đồng Xuyên thủ hạ. Hắn có thực lực, hắn có thể nói chính mình là cùng những cái kia thủ hạ khác biệt. Mà đối với Nhạc Lâm bọn họ còn nói, gặp La Quân như thế không câu thúc, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút ý kiến. Có thể có ý kiến lại như thế nào, tại Đồng Xuyên trước mặt, vậy còn không đến kìm nén. Cái này Hắc Ngục đấu trường là chuyện gì xảy ra? La Quân không khỏi hiếu kỳ hỏi, ta vẫn luôn không sao cả nghe nói qua. Đồng Xuyên còn chưa lên tiếng, Tống Ninh liền trước khi nói ra, Lâm công tử, người đây cũng không biết đi. Hắc Ngục đấu trường thế nhưng là Đồng Thúc Thúc kiếm lợi nhiều nhất một chỗ đây. Đồng Xuyên cười không nói. Tống Ninh tiếp tục nói. Đấu trường bên trong mỗi ngày đều sẽ có trận đấu, hơn nữa còn có thiên địa nhân ba cái cao thủ cấp bậc. Bên trong 18 tên thiên vị cao thủ mỗi tháng đều sẽ có trận đấu, bọn họ có rất nhiều người sùng bái. Mà sở hữu quyền thủ, đều muốn tấn cấp đến thiên vị cao thủ đây. La Quân trong lòng lập tức nắm chắc, hắn nói ra, thiên vị cao thủ. Những cao thủ này đều vì vương gia sử dụng sao? Đồng Xuyên nói ra, cái kia ngược lại sẽ không. Hắn đón đến. Nói ra, tại Hắc Ngục đấu trường bên trong, là không cho phép làm dùng pháp lực cùng vũ khí. Nơi này trận đấu coi trọng quyền đến thịt, nếu là phát hiện có ai làm sử dụng pháp thuật, cái kia sẽ lập tức bị xử tử. Cho nên nơi này thiên vị cao thủ thân thể lực lượng rất mạnh, nhưng là bọn họ đều không biết pháp thuật. La Quân lập tức cũng liền minh bạch. Không biết pháp thuật cao thủ, thân thể mạnh hơn, đó cũng là không bằng biết pháp thuật người. Cho nên, Đồng Xuyên còn không quá để ý. Ai, đây chính là bây giờ võ giả bi ai. Võ giả mặc kệ thân thể tu vi cao bao nhiêu, gặp được biết pháp thuật cao thủ, lập tức liền nghỉ cơm. Thì theo cưỡi hãn huyết bảo mã gặp gỡ xe, mẹ nó vẫn là không chạy nổi a. La Quân hơi hơi thở dài, lại không nhiều lời. Sau khi ăn cơm trưa xong, La Quân bồi tiếp Tống Ninh khắp nơi dạo chơi. Ánh sáng mặt trời rất là long lanh. Đồng thời có buổi chiều gió thổi lướt nhẹ qua mà đến, khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. La Quân cùng Tống Ninh đi tại Hắc Ngục đấu trường đằng sau bóng rừng trên đường nhỏ, lúc này, La Quân chợt thấy phía trước có một nhà cũ, trong trạch tử có mãnh liệt trận pháp ba động. Đồng thời xa xưa thì có thể cảm nhận được oán khí trùng thiên. La Quân không khỏi bị kinh ngạc, hỏi Tống Ninh nói, Ninh tiểu thư, người có biết ở bên trong là tình huống như thế nào? Tống Ninh thấy thế, không khỏi cười một tiếng, nói ra, nơi này là Hắc Ngục thành, mà cái kia trong trạch tử cũng là Hắc Ngục. Hắc Ngục lòng đất là có cường đại trận pháp trèo trống, cái kia trận pháp chính là Địa Tàng Vương Bồ Tát tự mình thiết trí dưới. Sở hữu không có thể luyện hóa chi lệ quỷ, yêu vật chờ một chút, toàn bộ đều trấn áp ở bên trong. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Đi qua Hắc Ngục thời điểm, La Quân thần thức cảm ứng, lập tức cảm thấy hàn ý bức người. Hơn nữa còn có một thanh âm đang gieo hò, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. La Quân bị kinh ngạc, hắn nói thầm. Trong này đã có yêu vật có được chính mình ý thức thể, nếu là cái này yêu vật hấp thu sở hữu sát khí, thành tựu chân thân, vậy chỉ sợ là có chút khủng bố. Hắn tuy nhiên cảm ứng được những này, nhưng lại không có theo Tống Ninh đề cập. Tống Ninh là ưa thích thi từ lãng mạn tiểu nữ hài, nói với nàng những này cũng không hiểu. Sau đó, La Quân cùng Tống Ninh trở lại Hắc Ngục đấu trong tràng. Tại cái kia trong sảnh, Đồng Xuyên chính đang nghỉ ngơi. Nhạc Lâm ở một bên trông coi.
Tiểu Cao lại không biết nơi nào qua. Nghĩ đến cũng là qua đi khắp nơi đi. Hắc trái cũng đã lui ra. Tống Ninh cùng La Quân tiến đến, Kim Văn Thành một đoàn người thì đứng ở bên ngoài. Còn Tiểu Lan làm theo là theo chân Tống Ninh. Đồng Xuyên cũng liền từ trên giường êm ngồi xuống, hắn vừa cười vừa nói, Ninh Nhi, Thiên Sơn, các ngươi đều đói à. Trên bàn có điểm tâm đây. Tống Ninh cười nói một tiếng được rồi, liền bắt chút tâm thì ăn. La Quân nói với Đồng Xuyên, Vương gia, ta vừa rồi đi qua Hắc Ngục. Đồng Xuyên nao nao, nói ra, thật sao? La Quân nói ra, bên trong giống như có yêu vật đã tu luyện ra ý thức thể đến, nếu là cái này yêu vật đem bên trong sở hữu sát khí luyện hóa, một khi phá quan mà ra, vậy chỉ sợ là rất khó chế trụ a. Chúng ta nơi đây lại là Hắc Ngục Thành, yêu vật như tại trong thành tàn phá bừa bãi, đến lúc đó, chỉ sợ là cái đại đại uy. Đồng Xuyên nhìn nhiều La Quân liếc một chút, hắn nói ra, người nói ta đã từ lâu chú ý tới. Nhưng là, đại trận kia chính là Địa Tàng Vương Bồ Tát thiết chí, chúng ta ai cũng vào không được, càng là không phá nổi. Bây giờ Địa Tàng Vương Bồ Tát cũng không biết đi nơi nào, cho nên chuyện này, vẫn chỉ hoãn lấy. Cụ thể ứng làm như thế nào đến giải quyết, càng là không có có một biện pháp tốt nhất. La Quân nói ra, Tống Đế Vương biết việc này sao? Đồng Xuyên nói ra, ta đề cập qua, mà lại Tống Đế Vương cũng tới nhìn qua, nhưng tất cả mọi người không có biện pháp tốt. Cái kia trận pháp, không biết như thế nào phá mở. Cho nên chúng ta ngẫm lại, hẳn là bên trong yêu vật cũng là khó mà phá vỡ. Vậy bây giờ, những cái kia lợi hại quỷ vật còn tại hướng trong pháp trận mặt đưa sao? La Quân hỏi. Đồng Xuyên gật đầu, nói ra, một mực đang đưa, đây là Địa Tàng Vương Bồ Tát định ra quy củ. Lúc này, Tống Ninh cũng chú ý đến hai người nói chuyện. La Quân hơi kinh hãi, nói ra, làm sao đưa vào đi? Đồng Xuyên nói ra, quỷ vật đến Hắc Ngục phụ cận, tự động bị đại trận hấp thụ đi vào. La Quân nói ra, đại trận bên trong, yêu vật chất dinh dưỡng chính là quỷ vật. Bây giờ Địa Tàng Vương Bồ Tát không biết tung tích, cũng vô pháp phán đoán bên trong tình thế. Chúng ta hẳn là chính mình đến nghĩ biện pháp, chí ít, không muốn lại tiến vào trong đưa quỷ vật. Chúng ta có thể dùng cách khác tử đến luyện hóa quỷ vật. Đồng Xuyên nhãn tình sáng lên, nói ra, người nói có chút đạo lý, chuyện này, ta hội suy nghĩ thật kỹ, sau đó lấy tay đến giải quyết. La Quân hơi hơi thở phào. Hắn ngược lại không phải cố ý để lấy lòng Đồng Xuyên, mà chính là cảm thấy thật làm cho một cái tràn ngập sát khí yêu vật tu luyện đại thành. Cái này yêu vật lại là nguyên thần chi thể, khó mà bắt. Đến lúc đó khó tránh khỏi muốn hại chết không ít người vô tội. Đã hắn gặp được, đó là đương nhiên là muốn nói ra tới. Đồng Xuyên lúc này đối La Quân lại nhiều một phần khen ngợi. Thời gian cũng đã không còn sớm, Đồng Xuyên lại an bài hắc trái chuẩn bị bữa tối. Mọi người nếm qua về sau, thì không sai biệt lắm nhanh đến 5 điểm. Lúc này, Đồng Xuyên, Tống Ninh, La Quân bọn người toàn bộ đều bị hắc trái mời đến khách quý phòng khách bên trong. Khách quý trong dạp chính là hoàn cảnh tốt, thị giác tốt tràng sở. Bất quá Tống Ninh lại nói, xem so tài liền muốn theo mọi người cùng nhau nhìn mới có thú đâu, ở chỗ này nhìn coi không vừa mắt, không bằng chúng ta đến khán đài đi xem nha. Đồng Xuyên bất đắc dĩ cười một tiếng, bất quá hắn mọi chuyện đều dựa vào Tống Ninh, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhân tiện nói, tốt, thì theo Ninh Nhi. Hắn sau khi nói xong liền gọi tới hắc trái, để hắc trái qua an bài. Hắc ngục trên đấu trường, trừ cự hình trên lôi đài là đèn đuốc sáng trưng. Chỗ trống phương đều là ánh đèn ảm đạm. Nhưng là giờ phút này, toàn bộ đấu trường bầu không khí đều đã bị nhen lửa. Cái này đấu trường thiết kế tràn ngập hiện đại hóa lý niệm. La Quân một đoàn người thì thật ngồi ở cạnh trước trên khán đài. Người chung quanh cũng không có đem Đồng Xuyên thân phận nhận ra, cũng không phải tất cả mọi người nhận biết Đồng Xuyên. Những quý phụ nhân đó nhóm đều đã có chút hưng phấn đến nghỉ tư bên trong. Đại khái là bởi vì bình thường quá mức kiềm chế đi. Cho nên đến nơi đây liền đạt được rất tốt phóng thích. Đấu trường là một cái tràn ngập huyết tinh địa phương. Loại này huyết tinh là có thể thiêu đốt thân thể người hormone. Tống Ninh cũng có chút hưng phấn. La Quân ngồi tại Tống Ninh bên người, hắn bên trái là Đồng Xuyên. La Quân liền thấp giọng hỏi Đồng Xuyên nói, Vương gia, đấu trường quy tắc là cái gì? Đồng Xuyên nao nao, theo rồi nói ra, đấu trận đấu là không mang binh khí, không cho phép làm dùng pháp lực. Trừ cái đó ra liền không có hạn chế, có thể giết người, cũng có thể tha thứ, đều xem cá nhân tâm ý. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, cái này quy tắc cùng xã hội hiện đại đấu trường quy tắc lại là không sai biệt lắm.
La Quân cảm thấy không cần nhiều lời, quy tắc này khẳng định là sao chép hiện đại đấu trường. Cũng là tại lúc này, đấu trường trung gian người chủ trì ra sân, hắn lại là cầm còi. Cái này đấu trường bên trong lại là có loa phóng thanh. Cái này sẽ cho người đột nhiên có chút hoảng hốt, không biết đến là thân ở tại thời đại kia. Người chủ trì kia nhiệt huyết sục sôi hô, hôm nay chúng ta đấu trường trận đấu thứ nhất, chính là địa vị đệ nhất cao thủ Chu Đào khiêu chiến thiên vị cao thủ Lý Quân tấn cấp chi thi đấu. Hiện tại, chúng ta cho mời địa vị đệ nhất cao thủ Chu Đào, thiên vị cao thủ Lý Quân ra sân. Toàn trường lập tức dẫn bạo, mọi người ầm vang lớn tiếng khen hay. Đơn giản là cái này lần thứ nhất cư lại chính là như thế kình bạo cùng đặc sắc, đây thật là đấu trường ít có một màn. Mọi người đều biết, thiên vị 18 cao thủ đã liên tục 3 tháng lâu, 3 tháng đến nay, có 30 vị cao thủ khiêu chiến qua tấn cấp chi thi đấu, nhưng lại không người thành công. Mà Chu Đào tại trong vòng 7 ngày, từ người vị cao thủ một đường tấn cấp tới đất vị đệ nhất cao thủ, cũng là chưa gặp được địch thủ, như vậy hôm nay tấn cấp chi thi đấu, Chu Đào đến có thể thành công tấn cấp sao? Người xem các bằng hữu, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Toàn trường người xem lập tức sôi trào lên, khó khăn, thanh âm này mới dần dần chìm xuống. Trên khán đài, cái kia hắc trái an vị tại Đồng Xuyên bên người. Đồng Xuyên cười đối hắc trái nói ra, trận đầu lôi đài thi đấu, ngươi thì an bài như thế kình bạo, cái kia đằng sau còn có đáng xem sao. Hắc trái cười một tiếng, nói ra, vương gia yên tâm, hôm nay tràng diện tuyệt đối là ngài nghĩ không ra. Há, còn có cái gì tiết mục? Đồng Xuyên có chút hăng hái hỏi. Hắc trái nói ra, hồi vương gia lời nói, chúng ta đấu trường một mực không đều là nhiệt thành hoan nghênh tứ phương cao thủ đến đây dự thi sao? Đồng Xuyên nói ra, thì tính sao? Hắc trái nói ra, 3 ngày trước, đấu trường đến một vị gọi là máu Awe Up Boy, thiếu niên này thân thể tu vi vô cùng kinh khủng, thân pháp càng là vô song. Hắn đã giết chúng ta 2 tên thiên vị cao thủ, hôm nay thuộc hạ an bài hắn đến tiếp tục khiêu chiến. Đồng Xuyên nói ra, ngươi thì không sợ hắn đem chúng ta thiên vị cao thủ toàn bộ xử lý. Hắc trái nói ra, vương gia yên tâm, thiên vị cao thủ lại không phải dễ dàng. Thuộc hạ còn không có an bài chân chính cao thủ ra sân, máu này sói hôm nay nếu là có bản sự giết tới liên thành bọn họ cao như vậy tay ra sân, cái kia cũng coi là hắn tạo hóa. Đồng Xuyên mỉm cười, nói, nghe ngươi kiểu nói này, ta cũng có chút hứng thú. Lúc này, cái kia Tống Ninh lại là đang hỏi La Quân. Nói, Lâm công tử, người cảm thấy lại là Chu Đào tấn cấp, vẫn là Lý Quân thắng lợi. Đồng Xuyên vừa vặn cùng hắc trái kết thúc nói chuyện, hắn cũng liền nhìn về phía La Quân, nói ra, Thiên Sơn, không bằng hai chúng ta đến đánh cược, thì cược ai có thể thắng, thế nào? La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, vương gia, ta cũng không có tiền bại bởi ngài nha. Đồng Xuyên cười ha ha một tiếng, nói ra, tiền tính là gì, thua phạt 3 chén rượu, như thế nào? La Quân nói ra, tốt. Đồng Xuyên nói, vậy thì tốt, người cược người nào thắng. La Quân cười khổ, nói ra, thực cái này tại hạ thật đúng là nhìn không ra. Bởi vì bọn hắn hai người thân thể tu vi đều là tương đương, tiếp xuống liền muốn nhìn riêng phần mình năng lực thực chiến, mà lại, cũng có rất lớn vận khí thành phần ở bên trong. Đồng Xuyên nói ra, bất kể nói thế nào, chúng ta đều muốn chọn một, ta tuyển Chu Đào thắng. La Quân nói ra, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tuyển cái này Lý Quân thắng lợi. Tống Ninh nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, vậy ta cùng Lâm công tử cùng một chỗ, tuyển Lý Quân thắng lợi. Đồng Xuyên cười mắng, ngươi cái ăn cây táo rào cây sung tiểu đông tây. Tống Ninh kèn kẹt cười một tiếng. Mà giờ khắc này, trên trận Chu Đào cùng Lý Quân đã là dương cung bạt kiếm. Chu Đào là tuổi trẻ khí thịnh, hắn cười lạnh một tiếng, trong mắt phát ra độc ác quang mang, nói ra, Lý Quân. Ngươi luyện là thái cực quyền kình, nhu kình có thừa, cương mãnh không đủ. Hôm nay ta lợi dụng hình ý quyền sắc bén phá ngươi thái cực, ngươi chịu chết đi. Bọn họ đối thoại bị La Quân nghe rõ ràng, La Quân nhưng cũng không để bụng. Bởi vì hắn biết, âm diện thế giới bên trong, cùng bên ngoài thế giới văn hóa phương diện là có rất lớn khác biệt cùng chênh lệch. Âm diện thế giới có chính mình văn hóa hệ thống, nhưng là tại tu luyện nhục thân phương diện này, bọn họ luyện cũng là thái cực, bát quái, hình ý những thứ này. Những này quyền pháp đều là thối luyện thân thể. Bất quá, những này quyền pháp thực cũng lưu truyền đến không rộng. Bởi vì âm diện thế giới người, đối với thân thể tu luyện không có như vậy chú trọng, bọn họ chú trọng pháp lực tu luyện. Mà âm khí tinh hoa trên không trung khắp nơi trôi nổi, cho nên rất nhiều người đều có thể tu luyện ra pháp lực. Nhưng là,
lại bởi vì âm khí tinh hoa có tự thân hạn chế, nơi này nhưng lại có rất ít những pháp lực cao thâm đó hạng người. Phần lớn đều là gà mờ. La Quân hiếu kỳ hỏi Đổng Xuyên nói, vương gia, bọn họ những người này đến là ai, vì cái gì bọn họ không đi tu luyện pháp lực, ngược lại cường điệu thân thể tu luyện. Pháp lực cùng thân thể tu luyện so sánh, cái kia thực là không thể so sánh. Đổng Xuyên nói ra, trong này có rất lớn một nhóm người, là từ bên ngoài thế giới chộp tới. Ngươi biết bên ngoài thế giới à? La Quân lập tức nói, có nghe thấy. Đổng Xuyên nói ra, mặt khác, cũng có một nhóm người là trời sinh không thể tu luyện pháp lực. Người đại khái còn không biết, thực có thể tu luyện pháp lực là số ít, đại đa số người thể chất cũng không thể tu luyện pháp lực. Mà những người này không thể tu luyện pháp lực, liền ngược lại tu luyện nhục thân. La Quân lập tức tiểu bạch hỏi, bên ngoài thế giới người từng trải liền không thể tu luyện pháp lực sao? Bên ngoài thế giới người, thể chất bên trên có rất lớn khác biệt. Tuy nhiên hô hấp, thân thể có thể dung nhập vào âm diện thế giới tới. Nhưng là cùng âm khí tinh hoa lại thiếu một tia hòa hợp, cho nên rất lợi hại khó tu luyện ra pháp lực tới. Đổng Xuyên nói ra. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Đổng Xuyên nói ra, làm sao Thiên Sơn ngươi thật giống như đối với mấy cái này cũng không quá giải đâu. La Quân mỉm cười, nói ra, ta không phải không quá giải, là căn bản không hiểu. Ta chỉ biết là ta tu luyện vẫn rất thuận lợi. La Quân đối bên này phong thổ nhân tình giải rất nhiều, hắn thực biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Có đôi khi dứt khoát hỏi ngu ngốc một chút, ngược lại sẽ không để cho Đổng Xuyên sinh nghi. Trên thực tế, Đổng Xuyên hiện tại cũng đối La Quân lòng nghi ngờ đang từng bước biến mất đây. Đương nhiên, hắn cũng không thể nào làm được lập tức hoàn toàn tín nhiệm La Quân. Liền cũng tại lúc này, cái kia Chu Đào cùng Lý Quân đã đánh nhau. Chỉ gặp giữa sân, cái kia Chu Đào trước sau hai cái chân hướng vào phía trong kẹp lấy, tựa như là cây kéo kéo sắt lá, chân cốt cách tại cái này kẹp lấy ở giữa vận động, giao hợp lại cùng nhau, xuyên thấu qua da thịt phát ra tựa như sắt thép tiếng va chạm. Một thức này hình ý quyền bên trong cây kéo bước, từ Chu Đào xử ra, hai chân nhanh như phong, hướng về phía trước thẳng kéo, thì thật tựa như là một ngụm to lớn hình người cái cặp sát mặt đất xiên quá khứ. Hảo lợi hại, La Quân nói thầm. Lý Quân tại Chu Đào động thủ trước đó, đã hết sức chăm chú, nhưng là đối phương dạng này đột nhiên hai chân một kéo chạy tới, vẫn là trong lòng hắn mang theo cự sóng gió lớn. Chu Đào cái này nhất động, Lý Quân hai chân thì có một loại cảm giác, tựa hồ là một cây đao chém tới chính mình dưới chân, muốn đem chân của mình cắt mất. Ở trong nháy mắt này, Lý Quân ở sâu trong nội tâm có một cỗ nhảy dựng lên tránh né xúc động. Xác thực, Chu Đào lần này cây kéo bước lui quá sắc bén, cho người ta trên đùi cảm giác. Chính là muốn một chút kéo đoạn chân của mình, đối mặt lần này uy thế, trừ nhảy vọt né tránh, cơ hồ không có chiêu thứ hai. Nhưng là đối mặt lần này, Lý Quân cứ thế mà không có nhảy, thậm chí cũng không có di động chính mình cước bộ, mà chính là thông suốt một chút hai chân tách ra, trọng tâm chìm xuống, châm thành cưỡi ngựa bước, nhất trưởng bổ đi ra, chính giữa Chu Đào xông lại tuyến giữa bộ vị, tựa hồ là một tay đao muốn đem nàng sống sờ sờ chém thành hai khúc. Chu Đào cây kéo bước hoàn toàn tại đối phương tay bổ tới chính mình chóp mũi trước một tấc thời điểm đình chỉ ở, đột nhiên xuất thủ hướng lên vừa nhấc, năm ngón tay như thép câu, móc hướng Lý Quân thủ đoạn. Cự mãng thổ tín. Lý Quân trong mắt tinh quang bạo phát, tay biến đổi, tựa như là rắn đầu, lay động một chút, tránh thoát Chu Đào móc bắt, đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái, điểm rơi chính là Chu Đào hổ khẩu. Lý Quân đang xuất thủ thời điểm, hai chân giống như bị vạn năng nhựa cây dán sát vào. Gắt gao dính trên sàn nhà, không nhúc nhích, toàn bằng hai cánh tay. Giống như là đang luyện nam phái Vịnh Xuân Quyền dây leo vòng tay một dạng. Kịch đấu bên trong, Chu Đào biết, đây là Lý Quân chỗ cao minh, đánh nhau, dồn khí hai chân, dính trụ mặt đất, phía dưới là thật tâm khối sắt, phía trên hư không, có thể tùy thời phản kích, đứng ở thế bất bại. Đối mặt Lý Quân theo hổ khẩu, Chu Đào tay hướng về phía trước duỗi ra, cánh tay phản vặn. Như đại phủ lưỡi búa, bổ đánh về phía đối phương thủ đoạn. Lý Quân vẫn như cũ hai chân không có nửa điểm di động, cánh tay hướng lên nhất trà sát, tựa như là xoa y phục một dạng, cùng Chu Đào liều mạng một cái. Hai người đụng một cái thì lập tức tách ra, Lý Quân cước bộ vẫn như cũ bất động, Chu Đào lại là tiến lên trước một bước, đột nhiên thi triển ra sát chiêu. Chu Đào sát chiêu rất đơn giản, trực tiếp tiến thân cứng rắn bắt. Đồng thời chân hắn cường ngạnh sắn mở. Như cổ đại đại tướng cứng rắn mở cường cung, xé hướng Lý Quân hạ bàn. Dương cung mở chân, đây là một môn ngạnh khí công phu. Mà hai tay của hắn cũng là biến đến mức dị thường cường ngạnh,
năm ngón tay xòe ra, then chốt ở giữa đại lượng bắp thịt nhô lên, nhịp tim đập một dạng thanh âm từ hai cánh tay trong lòng bàn tay truyền tới. Trông thấy Chu Đào dạng này uy thế, Lý Quân ánh mắt biến đổi, hai chân rút lên, đột nhiên hướng ra phía ngoài rẽ ngang, nghiêng bước vặn người, cả người di động hai thước khoảng cách. Đối mặt Lý Quân hạ bàn cắm rễ, Chu Đào sắn cường cung, mở cứng rắn chân, trong nháy mắt đem hắn phá. Chu Đào phá vỡ Lý Quân trầm ổn bước chân về sau, hắn một tay đắc thế, lập tức triển khai cuồng phong bạo vũ thế công. Này! Chu Đào một chiêu đắc thế, phản kích chi sắc bén làm người ta nhìn mà than thở. Hắn tại khi động thủ, hít một hơi thật sâu, lồng ngực sụp đổ, cái bụng nhẹ nhàng phồng lên, giống như nương tựa theo cái này một hơi, thân thể người giống như khí cầu trôi nổi đứng lên, thân pháp nhẹ nhàng vô cùng. Đây là đan điền khí đánh công phu, cũng là chân chính cao thủ mới có thể sử dụng công phu. Tay này công phu là ruột bụng dưới đan điền ra sức, đem lực lượng chăm chú ở giữa, tay cùng chân toàn bộ buông lỏng nhẹ nhàng, sau đó tại tiếp xúc đến địch nhân về sau đột nhiên bạo phát. Vận khởi môn công phu này về sau, Chu Đào vận dụng tấn công nhanh, song quyền nhanh nện, hai chân chuyển động, vòng quanh người xoay tròn ở giữa, trên tay nện kình hướng phía trên người địch nhân các lộ muốn hại không muốn sống kêu gọi. Nhanh nện tại Chu Đào trên tay, phối hợp đan điền khí đánh, quả nhiên là tấn mãnh như sấm, nhanh như tia chớp sấm sét. Quả nhiên là khó mà chống đỡ. Đối mặt như thế thế công, Lý Quân trong lòng lập tức cảm giác được một tia chống đỡ không được nguy cơ, trong lòng của hắn hiện lên một vẻ kinh ngạc suy nghĩ. Hắn trầm ổn như chân núi bước bị Chu Đào lấy sắn cường cung, mở cứng rắn chân phá giải về sau, rốt cuộc bảo trì không được bất đảo ông một dạng địa trận thế. Đối mặt Chu Đào nhanh nện, cùng dưới đùi bộ pháp quay tới quay lui, chỉ có thi triển ra ngắn tay công phu, hết sức tiếp được, đồng thời vẫn như cũ đem lực lượng tập trung đến chân dưới, bảo trì ổn định tư thái. Hai người quyền qua cước lại, như thiểm điện cũng là hơn 10 cái hiệp. Tay tay gặp chân thực công phu. Cái này hơn 10 hiệp bên trong, Chu Đào trên tay lăn lộn, dưới chân càng là trước, về sau, trái, phải, đi tới vòng tròn, khẩn thiết giữ dằn. Mà Lý Quân lại là thủy chung đứng tại phương viên hai thước vuông mặt đất. Kiệt lực ổn định lại chính mình tình thế, nhiều nhất bước bách không được, mới di động một lượng tấc khoảng cách bước chân. Lý Quân thật giống như một cái 10 phần keo kiệt di động người. Không đến vạn bất đắc dĩ, dưới chân thủy chung không di động, toàn bằng hai tay như cây roi đồng dạng phòng ngự. Từ mặt ngoài nhìn, Lý Quân tựa hồ bị Chu Đào đẩy vào tuyệt cảnh, mỗi một lần giao thủ, đều là hiểm tượng hoàn sinh, để cho người khác xem ra, một giây sau liền bị đánh chết. Nhưng là hắn mỗi một lần hiểm tượng hoàn sinh luôn luôn có thể để phòng ngự địa thủ pháp giải cứu tính mạng mình. Chẳng qua là hắn không có cách nào đánh trả, toàn bộ lâm vào phòng ngự gặp chiêu phá chiêu bên trong qua. Bất quá hắn hình thức tuy nhiên càng ngày càng lạc hậu, nhưng là ánh mắt hắn lại càng ngày càng nặng vững vàng. Bên trong ẩn chứa một tia làm cho người khó mà phát giác lục quang, tựa như là thâm tàng tại trong bụi cỏ, ấp ủ công kích độc xà. Sốt cục, tại hơn 10 nhanh tay nện cũng không có đem đối phương đánh sau khi chết, Chu Đào tựa hồ là mất đi một chút tính nhẫn nại. Tại một thức phản cánh tay nện bị Lý Quân thành công lấy tay đao đón đỡ mở trong nháy mắt, hắn trong nháy mắt biến chiêu. Chu Đào trên đầu tóc hào như heo dựng đứng, cùng lúc đó, hắn trong ánh mắt cũng lóe ra con báo, xó những này hung tàn động vật đột nhiên bạo khởi, bắt con mồi trong nháy mắt quang mang. Chu Đào thân thể hướng về sau khẽ đảo, chân sau uốn lượn tới cực điểm, tựa hồ là một chút đem bờ mông ngồi vào gót chân bên trên, động tác này là cái hư tỏa công phu, tựa như là thái tổ trường quyền bên trong tước địa long hạ bàn xếp thối công phu. Nhưng là tại Chu Đào sử ra, dị thường bí hiểm, hắn chân sau dưới xếp. Chân trước thông suốt một chút, kề sát đất nhô ra, tựa như là một đầu câu liêm thương, treo hướng Lý Quân chân trước. Ngay tại chân treo lại Lý Quân chân trước địa thời điểm. Hắn chân sau đột nhiên dùng lực, hướng lên bắn ra, cả người bỗng nhiên lật lên, dùng mặt khác một cánh tay từ phía sau lưng uốn lượn đi ra, giống như đuôi bỏ cạp, dựng hướng Lý Quân đầu. Độc ác! Răng rắc một tiếng, Lý Quân ở trong nháy mắt này, trực tiếp bị dựng ở đầu, sau đó, Chu Đào trên tay ra sức. Lý Quân đầu người trực tiếp bị giật xuống tới. Nhất thời máu tươi vẩy ra. Mà lại, Lý Quân cốt cách bị Chu Đào đập vỡ, cả người cũng mềm xuống dưới. Một màn này, huyết tinh tới cực điểm. Hiện trường nhất thời ngây người, nhã tước im ắng. Nhưng sau đó, lại là điên cuồng mọi người nghỉ tư bên trong tiếng kêu gào. Tống Ninh sắc mặt trắng bệch. Dạng này huyết tinh, nàng từ nhỏ gặp cũng không tính nhiều. La Quân ánh mắt lại thả ra ánh sáng.
đây mới thực sự là quyền thuật, quốc thuật a. Lúc đầu, La Quân trước kia tự tin nhất chính là mình đấu pháp. Về sau kinh lịch những người này cùng sự tình, không khỏi là pháp lực trí thượng. Hắn tinh diệu đấu pháp hoàn toàn không có đất dụng võ. Thì theo một thớt hãn huyết bảo mã đi vào đại đô thị, nhìn lấy những cái kia rong ruổi xe cộ, nó trong lòng là tràn ngập cô đơn cùng bất lực. Nhưng bây giờ, cái này thớt hãn huyết bảo mã trước mặt đột nhiên xuất hiện minh mông đại thảo nguyên. Đột nhiên lại có bầy lập tức lao nhanh chờ một chút, lúc này, La Quân trong lòng là có chút ngứa nghề, hắn ma quyền sát trưởng, muốn qua tiểu thí ngưu đao. Liền cũng tại lúc này, lôi đài trên trận, chủ đạo chiến thắng. Mà Lý Quân thi thể huyết nhục rất nhanh liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Chu Đào cũng tại người chủ trì tuyên bố dưới, chính thức tấn cấp làm thiên vị cao thủ. Trên khán đài, Đồng Xuyên không khỏi hỏi La Quân, nói, Thiên Sơn, người biết ngươi vì sao lại thua sao? La Quân tâm lý rất rõ ràng, người nhà thì là vận khí tốt mà thôi. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không nói như vậy, mà chính là nói ra, tại hạ không hiểu, muốn tới vẫn là vương gia cơ trí, tại hạ bội phục. Đồng Xuyên mỉm cười, đối với La Quân cái này mông ngựa, hắn cảm thấy vẫn là rất thụ cho. Hắn cười một tiếng, nói ra, bởi vì Chu Đào cùng Lý Quân tuy nhiên công lực tương đương, nhưng là Chu Đào là muốn tấn cấp người, hắn nhuệ khí càng sâu. Cho nên, ta đoán định hắn sẽ thắng lợi. La Quân lập tức nói, vương gia cơ trí, tại hạ bội phục. Thực trong lòng của hắn căn bản không tán thành, tuy nhiên Chu Đào nhuệ khí càng sâu, nhưng là Lý Quân nếu là đầy đủ trầm ổn, cũng có thể đánh Chu Đào một trở tay không kịp. Bất quá cái này cũng không có gì tốt tranh luận, lịch sử từ trước đến nay từ người thắng lợi viết. Chu Đào thắng, Đồng Xuyên thì lời nói có trọng lượng. Hắn nói cái gì, vậy cũng là đúng. Lúc này, trên trận đột nhiên dậy biến hóa. Cái kia Chu Đào thành công tấn cấp, đang muốn hạ tràng. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, Chu Đào, ta muốn khiêu chiến ngươi. Mọi người ở đây ngạc nhiên ở giữa. Một tên mặc đồ đỏ thiếu niên đi vào trên trận. Đồng Xuyên nao nao, hắn hỏi bên cạnh Hắc Tả, nói, đây là ngươi an bài sao? Hắc Tả lập tức lắc đầu, hắn nói ra, hồi vương gia, đó cũng không phải chúng ta an bài. Thiếu niên này cũng là thuộc hạ trước đó nói huyết lang. Đồng Xuyên nói ra, thì ra là thế. Hắc Tả nói ra, cái này huyết lang trái với thuộc hạ an bài, thuộc hạ cái này tiến đến xua đuổi. Đồng Xuyên nói ra, không cần. Trên thực tế, lúc này cũng không có khả năng xua đuổi huyết lang. Bởi vì người xem đã sôi trào, tất cả mọi người muốn xem đến dạng này tiết mục. Nếu là Hắc Tả cưỡng ép xua đuổi, khẳng định sẽ để cho người xem bất mãn. Đối với đấu trường tới nói, người xem mới là thượng đế. Thiên Sơn, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Đồng Xuyên đột nhiên lại nói ra. Huyết lang, La Quân nói ra. Đồng Xuyên cười một tiếng, nói, ồ. Vì sao lại dạng này cảm thấy? La Quân nói ra, huyết lang tu vi đã đạt tới hóa thần viên mãn, cách thần thông chỉ có cách xa một bước. Mà lại, hắn sát khí rất nặng, ta nhìn trên đấu trường, không chỉ là Chu Đào không phải đối thủ của hắn, phải nói không người là đối thủ của hắn. Đồng Xuyên ánh mắt hơi hơi run lên, nói ra, nghiêm trọng như vậy. La Quân huyết dịch đã đang sôi trào, đây là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài cảm giác. Hắn nói ra, nếu là không sử dụng pháp lực, chỉ sợ vương gia đối mặt hắn, cũng không có ai đỡ nổi một hiệp. Đồng Xuyên sắc mặt nhất thời có chút khó coi, hắn nói ra, chưa hẳn a. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, vương gia một mực xem tiếp đi liền biết. Đồng Xuyên đương nhiên cũng sẽ không nhỏ mọn như vậy, bởi vì La Quân một câu nói kia mà tức giận. Chỉ bất quá hắn chính mình cũng là tâm cao khí ngạo người. Lúc này, Chu Đào cùng huyết lang đã giằng co, Chu Đào ánh mắt sắc bén. Nói, ngươi chính là huyết lang a. Ta nghe nói ngươi, không nghĩ tới ngươi hôm nay thế mà chủ động trước đến tìm cái chết, cái kia ra ra liền thành toàn. Răng rắc, ngay vào lúc này, huyết lang đột nhiên động, thân hình hắn như điện, chợt lóe lên. Sau đó, Chu Đào mi tâm bên trên xuất hiện một vòng đỏ thẫm. Tiếp theo, Chu Đào ngã xuống đất mà chết. Ngươi nói nhảm quá nhiều, huyết lang nhạt lạnh nói ra. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Quá mức không vội vàng không kịp chuẩn bị. Khán giả đều không thấy rõ ràng, cái kia mạnh mẽ tuyệt đối nhất thời Chu Đào liền đã bỏ mình. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cùng Đồng Xuyên thực thấy được rõ ràng. Cái kia huyết lang tốc độ rất nhanh, nhất chảo chụp vào Chu Đào vị trí hiểm yếu, Chu Đào cổ hướng về sau co rụt lại. Huyết lang ưng chảo hóa thành chỉ kiếm, trong nháy mắt điểm trúng Chu Đào mi tâm. Chiêu này biến hóa,
đã nói rõ huyết lang không chỉ là tu vi cao thâm, càng là đấu pháp bên trong tuyệt đỉnh vương giả. Đồng Xuyên lúc này cũng liền minh bạch La Quân nói tới không giả. Bởi vì Đồng Xuyên vốn cũng không phải là cái đấu pháp cao thủ, hắn luôn luôn đều là chuyên chú vào pháp lực tu vi. Cái này võ đạo đấu pháp, đối với Đồng Xuyên tới nói, đều là tiểu đạo mà thôi. Lôi đài trên trận, huyết lang cũng không đi xuống, hắn chả muốn tiếp tục khiêu chiến. Thiếu niên này, thật sự giống như là một đầu khát máu giống như lang, chỉ có giết hại mới có thể để cho hắn cảm nhận được khoái lạc. Đồng Xuyên vẫn là tại nhàn nhạt nhìn lấy. Hắc Tả sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, hắn nói với Đồng Xuyên, vương gia, thuộc hạ muốn đi an bài một phen, như vậy cáo lui. Đồng Xuyên từ tốn nói, ngươi dự định an bài người nào ra sân tới đối phó cái này huyết lang. Hắc Tả có chút khẩn trương, bởi vì chuyện này hình dáng đã đến không bị khống chế bước, hắn nói ra, hồi vương gia lời nói, thuộc hạ dự định để thiên vị đệ tam cao thủ Trầm Đức ra sân. Vì cái gì không dứt khoát để Liên Thành ra sân? Hắn không phải đệ nhất cao thủ sao? Đồng Xuyên hỏi. Hắc Tả nói ra, hồi vương gia, thuộc hạ cảm thấy Trầm Đức có thể ứng phó huyết lang. Liên Thành dù sao phải gìn giữ cảm giác thần bí, và lại nếu là Liên Thành vạn nhất xảy ra chuyện, này sẽ là chúng ta đấu trường tổn thất to lớn. Đồng Xuyên nói ra, ngươi để Trầm Đức ra sân, Trầm Đức khẳng định không phải là đối thủ. Cái kia cần gì phải muốn trước để Trầm Đức đi chịu chết đâu? Trực tiếp để Liên Thành ra sân đi. Nếu là Liên Thành cũng xảy ra chuyện lời nói, vậy hôm nay liền không có người có thể đối phó huyết lang. Hắc Tả lo lắng nói ra. Đồng Xuyên từ tốn nói, vậy ngươi liền để người chủ trì công bố huyết lang là thiên vị đệ nhất cao thủ, từ hắn thay thế Liên Thành tốt. Hắc Tả nói ra, vương gia, cái này huyết lang không phục quản giáo, tâm cao khí ngạo, chỉ sợ sẽ không lưu tại đấu trường A. Chúng ta cũng không thể cưỡng ép lưu hắn lại, mà lại, hắn là đến võ đài thi đấu. Mỗi thắng một trận, chúng ta đều phải bỏ ra cách xù phí dụng. Hắn đến đây tựa như là vì kiếm tiền cùng giết người. Đồng Xuyên khẽ nhíu mày, nói ra, ta làm sao nghe được hắn giống như là đến đập phá quán. Hắc Tả lập tức nói, thuộc hạ sợ hãi. Đồng Xuyên hít sâu một hơi, nói ra, tốt, ngươi để Liên Thành đi ra đối chiến đi. Nếu như ngay cả Thành thật thua, hôm nay lôi đài thi đấu dừng ở đây, đến lúc đó, ngươi cho cái này huyết lang một khoản tiền, để hắn rời đi. Nếu không chịu rời đi, vậy liền. Vâng, vương gia, Hắc Tả nói ra. Sau đó, Hắc Tả thì cáo lui xuống đi. Tống Ninh là nghe Đồng Xuyên cùng Hắc Tả nói chuyện, nàng cũng không phải là một tờ giấy trắng, cũng hiểu bên trong then chốt, cho nên nàng cũng không có nói thêm cái gì. Nàng lúc này là có chút khẩn trương cùng chờ mong. Rất nhanh, Hắc Tả thì an bài Liên Thành lên sân khấu cùng huyết lang đối chiến. Liên Thành chừng 25 tuổi, trường thân ngọc lập, nhẹ nhàng quân tử phong độ. Hắn tu vi cũng đã đạt tới hóa thần cảnh đỉnh phong. Cái này Liên Thành cùng huyết lang ở giữa, tính cả là lực lượng ngang nhau. Liên Thành toàn thân áo trắng, hắn cùng áo đỏ huyết lang đứng đối mặt nhau. Huyết lang lộ ra non nớt mà tàn nhẫn. Trên khán đài, Tống Ninh nhịn không được hỏi La Quân, nói, Lâm công tử, người cảm thấy ai sẽ thắng? Đồng Xuyên cũng tới hứng thú, nói, đúng vậy a, Thiên Sơn, người cảm thấy người nào thắng mặt hội lớn hơn một chút? Liên Thành có khả năng thắng sao? Đối với Tống Ninh tới nói, huyết lang âm lãnh mà tàn nhẫn. Mà Liên Thành làm theo cho người ta ôn nhuận như gió cảm giác, cho nên Tống Ninh là hy vọng Liên Thành có thể thắng. Tống Ninh ba ba nhìn lấy La Quân. La Quân trầm giọng nói ra, huyết lang đấu pháp đăng phong tạo cực, ta nhìn Liên Thành không phải là đối thủ. Đồng Xuyên a một tiếng, nói, thật sao? Sau đó, hắn liền không lại nói cái gì. Tống Ninh cũng không nói gì, bởi vì giữa sân, Liên Thành cùng huyết lang đã rằng có đến thời khắc sống còn. Huyết lang âm lãnh vô cùng, hắn cũng không nói nhảm, chỉ là không nói một lời. Liên Thành khí độ bất phàm, hắn cũng không nói một lời. Giữa hai người, thực đọ sức đã triển khai, bọn họ đều không có tùy tiện xuất thủ, mà là tại chờ đợi một thời cơ. Chờ đợi một cái có thể trong nháy mắt công phá địch nhân sơ hở thời cơ. Chỉ là đáng tiếc, hai người này đến tu vi như vậy, lại là tuyệt sẽ không cho đối phương cơ hội. Dù cho đứng bên trên 3 ngày 3 đêm, bọn họ cũng sẽ không nôn nóng, càng sẽ không lộ ra sơ hở. Lúc này, huyết lang lại là động thủ trước. Thân hình hắn như một đạo thiểm điện, đột nhiên thì xuất thủ. Trong một chớp mắt, lôi đài trên trận, màu đỏ huyết lang thành vì một đạo tàn ảnh. Huyết lang thân pháp là cực nhanh chóng, hắn biết hắn hòa Liên Thành khí huyết chi lực tương đương.
hắn ưu thế ngay tại ở thân pháp linh động, cùng đấu pháp lợi hại bên trên. Cho nên, hắn phát huy đầy đủ chính hắn ưu thế. Huyết lang thiểm điện một bước thực sự đến Liên Thành trước mặt, hắn chảo phong lăng lệ, nhất chảo trực tiếp chụp vào Liên Thành thận. Liên Thành trong mắt tinh quang bùng lên, hắn hư lui một bước, sau đó cái gì cũng mặc kệ, một chân đá hướng huyết lang mặt. Liên Thành cũng không có đi tránh né hoặc là tới huyết lang ưng chảo thủ, mà chính là lựa chọn tiến công. Chỉ bằng chiêu này, Liên Thành thiên vị đệ nhất cao thủ tên chính là danh bất hư truyền. Bất quá huyết lang phản ứng càng nhanh, tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng lực lượng cũng không có chứa đầy. Hắn thân thể lại vừa lui, tiếp lấy ưng chảo thủ tan ra, cánh tay này hướng phía Liên Thành thối đao ôm qua, bay thẳng đến trong ngực ôm qua. Đây là lão nông dân cắt cỏ chiêu số. Huyết lang hai tay biến hóa, càng đem hắn đấu pháp chi vương bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Liên Thành bỗng chốc bị huyết lang ôm bên trong thối đao, hắn lập tức đến một chiêu cự mãng quấn eo. Chính là đùi phải cũng cấp tốc quấn đến huyết lang trên thân, đồng thời Liên Thành hai tay cấp tốc chụp vào huyết lang hai lỗ tai. Lần này chụp tới, lại là ám chiêu vô số, trong nháy mắt có thể muốn huyết lang mệnh. Hiện trường tình huống, bí hiểm mạo hiểm tới cực điểm. Hai đại cao thủ cái này vừa ra tay, tuy nhiên người xem còn không nhìn ra kết quả tới. Nhưng là hội gia tử sao biết võ công, như Đồng Xuyên, La Quân những người này lại là tâm đều nhấc lên. Bọn họ cũng cảm giác ra bên trong khủng bố đánh cược. Như vậy đấu pháp biến hóa, thật sự là khiến người ta thấy khó mà thở lên. Liên Thành cùng huyết lang đấu pháp biến hóa, rất nhanh, đầy đủ tinh diệu. Liên cũng tại lúc này, huyết lang đột nhiên mang theo Liên Thành cả thân thể hướng xuống mặt lăn đi. Cùng lúc đó, huyết lang còn đem Liên Thành chấn động. Liên Thành lại là thừa dịp cỗ này chấn kính, lập tức bay lui ra ngoài. Hắn bay lui ra ngoài, thân hình bất ổn, huyết lang nhìn như lăn xuống qua, trên thực tế là dương cung tụ lực, thiểm điện xông giết tới. Lúc này, huyết lang lựa chọn chính diện công sát. Hắn đột nhiên bạo ra khí thế cường hãn nhất nhất quyền. Liên Thành lúc này vội vàng ứng đối, hắn vô pháp tránh né một quyền này, nếu là tránh né, thân pháp càng thêm bất ổn. Trong nguy cơ, Liên Thành liền lùi lại ba bước, tiếp theo, trong mắt của hắn tinh quang bùng lên, lại hét lớn một tiếng, cũng là nhất quyền tuôn ra. Huyết lang huyết sát quyền ấn, hắn sở hữu huyết dũng, sát khí, tinh thần đều ẩn chứa tại một quyền này bên trong. Liên Thành là chấn thiên ấn. Chấn thiên ấn cũng là Liên Thành sở hữu võ đạo tinh túy. Phanh phanh, song quyền đụng vào nhau, cái kia lôi đài trên trận, cứng rắn đá hoa cương mặt đất nhất thời rạn nứt một mảnh, toàn bộ lôi đài trận đều là chấn động. Cái này một cái chớp mắt, Liên Thành rời khỏi ba bước xa. Huyết lang lại là lui hai bước, hắn bạo giống một tiếng, thanh âm hắn sắc nhọn, xé rách người màng nhĩ. Cái này một cái chớp mắt, huyết lang sát khí lộ ra, đột nhiên xông tới giết, lại là một chiêu huyết sát quyền ấn. Liên Thành chấn thiên ấn coi trọng một cái chữ chấn. Chấn áp, coi trọng là cường giả đối người yếu trưởng khống. Nếu như ngay cả thành tu vi cao hơn huyết lang, một quyền này chấn thiên ấn hiệu quả có thể phát huy gấp đôi đi ra. Chỉ tiếc, Liên Thành tu vi vốn đến thì không tại huyết lang phía trên. Mà lại, huyết lang vẫn là tìm đúng máy bay sẽ ra tay, Liên Thành chân đứng không vững, vội vàng chấn áp, hiệu quả tự nhiên không tốt. Đối với thế đường trưởng khống, đối với nắm bắt thời cơ, đối với chiêu số biến hóa, cái này huyết lang thật sự là làm đến đăng phong tạo cực cấp độ. Liên Thành lại một lần nữa trực tiếp bị đánh lui năm bước, mà huyết lang một bước đã lui. Cái này một cái chớp mắt, Liên Thành thể nội khí huyết cuồng bạo, trong mắt sao vàng loạn vũ. Trên khán đài, Đồng Xuyên sắc mặt khó coi, hắn thở dài một tiếng, nói, Liên Thành chết. La Quân cũng biết là kết quả này. Răng rắc một tiếng, ngay lúc này, huyết lang như thiểm điện lấy Liên Thành thủ cấp. Khán giả ngốc một cái chớp mắt, sau đó bộc phát ra âm thanh ủng hộ. Bọn họ là bất kể đều sẽ chết sống, bọn họ chỉ cần biến cố đặc sắc là được. Hắc Tả lúc này lặng yên đến Đồng Xuyên bên người, hắn nói ra, vương gia, thuộc hạ đã sắp xếp người đi mời huyết lang hạ tràng. Đồng Xuyên nhàn nhạt gật đầu, hắn nói ra, như vậy kết thúc chán nản, thế tất sẽ. Hắn lời còn chưa nói hết, trận kia bên trên, huyết lang lại là không chịu xuống đài. Hắn đối mặt đến đây khuyên hắn rời sân nhân viên lạnh lùng nói, ta còn muốn chiến, làm sao? Chẳng lẽ đại danh đỉnh đỉnh hắc ngục đấu trường, cứ như vậy mấy cái con mèo nhỏ cá nhỏ? Nếu thật sự là như thế, ta xem các ngươi còn không bằng đem cái này đấu trường quan bế tốt, tiết kiệm đi ra mất mặt xấu hổ.
Ha ha, toàn trường nhất thời cười vang. Chiến, tái chiến, tái chiến. Xem náo nhiệt không sợ phiền phức, đại khán giả lớn tiếng quát đứng lên. Bọn họ cũng muốn nhìn thấy càng đặc sắc chiến sự a. Cái kia công tác nhân viên trên đài nhất thời lúng túng không thôi. Hắc Tả nhìn thấy tình thế mất khống chế, hắn không khỏi trên trán mồ hôi chảy ròng ròng. Lúc này, người xem tâm tình đều bị điều động, nếu như Hắc Ngục đấu trường phương diện cưỡng ép kết thúc, lúc đó đối Hắc Ngục đấu trường tạo thành đả kích nghiêm trọng. Mọi người sẽ cảm thấy đấu trường phương diện nguyên lai cũng không cường đại nha, mà lại cũng không có tự do chém giết tinh thần. Nơi này tinh thần nếu là mất đi, như vậy danh dự cũng sẽ tổn hao nhiều. Nhưng bây giờ nan đề là, như tiếp tục phái người đi lên, đó còn là muốn chết bởi huyết lang chi thủ. Đồng Xuyên hiện tại hoàn toàn tin tưởng La Quân lời nói, cái kia chính là như không cách dùng lực. Không người là huyết lang đối thủ. Coi như hắn Đồng Xuyên đều không được. Vương gia, thuộc hạ cái này cưỡng ép khu trục hắn. Hắc Tả lập tức nói. Đồng Xuyên sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn hỏi Hắc Tả nói, liền không có tái chiến người. Thì không có cách nào đem cái này một cái huyết lang giải quyết. Gọi Lãnh Phong đến như thế nào? Lãnh Phong liền là La Quân qua múc nước thời điểm, cái kia trầm mụ mụ trong miệng nói tới Lãnh công tử. Lãnh Phong chính là Đồng Xuyên tay dưới đệ nhất cao thủ. Hắc Tả không khỏi đầu đầy mồ hôi, hắn nói ra, Lãnh công tử nếu là làm dùng pháp lực, tự nhiên có thể miểu sát cái này huyết lang, nhưng vương gia. Tốt, ta biết, Đồng Xuyên cũng là thuận miệng nói một chút, hắn tâm phiền ý loạn tới cực điểm. Tống Ninh làm theo hỏi sau lưng Kim Văn Thành, nói, Kim tiên sinh, người có biện pháp đem cái này huyết lang chế trụ sao? Nàng là đối Đồng Xuyên có rất lớn hảo cảm, thậm chí có loại thân tình cảm giác. Cho nên Đồng Xuyên có phiền phức, nàng cũng muốn giúp đỡ cự tuyệt. Cái kia Kim Văn Thành nghe xong Tống Ninh lời này, lập tức cười khổ nói, Lâm công tử lời nói cũng không có nói sai, nếu là không sử dụng pháp lực, chỉ sợ không người là thiếu niên này đối thủ. Thân thể của hắn cơ năng đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái, mà đấu pháp lại là xuất thần nhập hóa. Vương gia, ta tới đối phó huyết lang. La Quân bỗng nhiên mở miệng. Ngươi đến, lời kia vừa thốt ra, Đồng Xuyên cùng Tống Ninh đều là kinh ngạc. Tống Ninh bị kinh ngạc, nói, Lâm công tử. Người chính là người đại tài, tôn quý thân thể. Sao có thể theo cái này hai man tử hạng người so đấu? Thứ nhất là không hợp thân phận của ngươi, thứ hai, nếu là có nguy hiểm, cái kia sao đáng giá? Tống Ninh là thật yêu tiếc La Quân thi tài, nàng cảm thấy La Quân hẳn là loại kia yếu đuối văn nhân, là tay trói gà không chặt. Loại này hung hiểm sự tình, có thể nào để hắn tiến đến? Đồng Xuyên cũng nói, đúng vậy a, Thiên Sơn, tuy nhiên việc này có chút phiền phức. Nhưng cũng không tính quá ma túy phiền. Cũng bất quá là một cái đấu trường mà thôi, người vẫn là không nên tùy tiện mạo hiểm. La Quân mỉm cười, nói ra, vương gia lấy quốc sĩ đối đãi ta, tại hạ lúc này lấy quốc sĩ báo chi. Đã tại hạ đã nhập vương gia màn dưới, tự nhiên muốn vì vương gia ngài bài ưu giải nan. Đây bất quá là cái nho nhỏ nan đề mà thôi. Hắn sau khi nói xong, liền nói với Hắc Tả, thỉnh cầu an bài. Hắc Tả liền nhìn về phía Đồng Xuyên. Đồng Xuyên hướng La Quân nói, Thiên Sơn, người thật có nắm chắc không? La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, ta như là đã kiến thức đến huyết lang lợi hại, loại tình huống này, ta còn dám ra sân, tự nhiên là có chút nắm chắc. Dù sao, không có ai sẽ cầm tính mạng mình đến nói đùa, vương gia ngài nói có đúng không? Đồng Xuyên liền nói với Hắc Tả, vậy thì tốt, người an bài Thiên Sơn ra sân. Hắc Tả nói ra, vâng, vương gia. Tiếp lấy hắn nói với La Quân. Lâm công tử, xin mời đi theo ta. La Quân liền đứng lên. Tống Ninh lo lắng nhìn về phía La Quân, La Quân đối Tống Ninh mỉm cười, nói ra, Ninh nhi tiểu thư không cần lo lắng cho ta. Hắn đón đến, nói ra, ta có thể theo Ninh nhi tiểu thư cam đoan, ta quyền đầu so ta thơ muốn càng thêm sáng chói. Tống Ninh nao nao, sau đó nàng nói ra, chúng ta đợi công tử Khải Hoàn trở về. Audio điện tử Võ Tấn Bền. La Quân tại Hắc Tả an bài xuống, rất mau tới đến trên lôi đài. Trên trận, La Quân là một thân quần áo màu đen, hắn dáng người không tính rất lợi hại khỏe mạnh, nhưng cũng sẽ không lộ ra gầy. Hắn thẳng tắp đứng thẳng thời điểm, thân thể tựa như là một cây tiêu thương. Khi La Quân đứng trên lôi đài thời điểm, hắn cùng bình thường phảng phất thành hai người. Bình thường La Quân mang theo một tia tản mạn, đồng thời có loại thoải mái không bị trói buộc cảm giác. Thế thì thật là có chút thi nhân khí chất. Nhưng khi La Quân đứng trên lôi đài,
hắn cũng là ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén, cho người ta một loại nhìn lấy hắn liền sẽ bị cắt thương tổn ảo giác. Phong mang tất lộ, Đồng Xuyên nao nao, hắn cảm thấy cái này gọi là Lâm Thiên Sơn người trẻ tuổi, bề ngoài nhu hòa, nhưng trong nội tâm lại là giấu một thanh sắc bén đao. Người trẻ tuổi này, vô cùng ngạo khí. Đồng Xuyên đột nhiên cảm giác được nếu như có thể hoàn toàn thu phục người trẻ tuổi này, cái kia đem là rất lớn cảm giác thành tựu. Tống Ninh nhưng cũng là ngốc ngẩn ngơ, nàng tại La Quân trên thân cảm nhận được rất mãnh liệt nam nhân vị. Đây là An Tử Hiên tuyệt đối không có đủ. Loại này mang theo nam tính hormone nam nhân vị, đối với nữ nhân tới giảng, không cách nào kháng cự vị đạo. Lôi đài trên trận, huyễn bạch tia lết dưới ánh đèn, tối sầm đỏ lên đối lập, cái này cho người ta rất mãnh liệt đánh vào thị giác. Tựa như là số mệnh quyết đấu. Huyết lang ánh mắt y nguyên tràn ngập tàn nhẫn ý vị, hắn rất lợi hại khát máu. Lúc này, hắn bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, nói ra, ngươi là hội pháp lực người đúng hay không? Đến La Quân cảnh giới này, ngoại nhân sớm đã nhìn không ra hắn sâu cạn tới. Huyết lang chính là bởi vì nhìn không ra La Quân sâu cạn, cho nên mới cảm thấy hắn hội pháp lực. Liền Đồng Xuyên đều nhìn không thấu La Quân sâu cạn, huống chi là huyết lang. Không sai. La Quân nói ra, nhưng ngươi yên tâm, hôm nay nơi này nhiều như thế người xem, nếu ta làm dùng pháp lực chính là phạm quy. Ta có thể nhận lời ngươi, ta tuyệt sẽ không làm dùng pháp lực, nếu là ta làm dùng pháp lực, ta nguyện ý tự sát ở đây, dĩ tạ thiên hạ. Huyết lang âm lãnh cười, hắn nói ra, đây chính là ngươi nói. Ngươi như không sử dụng pháp lực, hôm nay ngươi hẳn phải chết ở đây, trong thiên hạ, không ai có thể tại đánh phương pháp bên trên thắng qua ta. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, cái này khả xảo, ta đấu pháp cũng chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Huyết lang nghe xong lời này, trong mắt của hắn càng thêm hưng phấn. Cái này giống là nam nhân gặp được nữ nhân xinh đẹp một dạng, trong mắt của hắn tràn ngập nói không nên lời dục vọng. La Quân tùy ý vừa đứng, lại có loại mây trôi nước chảy cảm giác. Trên thực tế, hắn trong lòng cũng là nhiệt huyết sôi trào, ma quyền sát trưởng. Bất quá lúc này, Huyết lang cũng không xuất thủ trước. Giữa hai người xuất hiện ngắn ngủi giằng co. Thực trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, ai cũng chờ không người nào sơ hở. Nhưng muốn mạng là, người nào như xuất thủ trước, cái kia liền có thể lộ ra sơ hở tới. Đương nhiên, xuất thủ trước cũng có thể thắng được tiên cơ. Hai người tuy nhiên còn chưa động thủ, nhưng là bên trong thế đã bị tô đậm đến điểm cao nhất. Liền cũng tại lúc này, La Quân cùng Huyết lang đồng thời động. Hai người đều là đấu pháp chí tôn, càng là hạng người tâm cao khí ngạo. Trong lồng ngực có vô hạn cẩm tú giang sơn, xuất thủ thì xuất thủ, tuyệt không làm phiền. Từ một điểm này nhìn lại, La Quân cũng đã mạnh hơn Liên Thành. Chân thực công phu là tại chỗ rất nhỏ thể hiện ra. Hai người thiểm điện ở giữa đan sen vào nhau, giao hội thời điểm, huyết lang thân pháp dương đến cực hạn, hắn ưng chảo thủ hướng phía La Quân bên hông chộp tới. La Quân lại là một chỉ điểm hướng huyết lang cái cổ. Đây là một trận kinh thiên hào đổ. La Quân nhất chỉ có thể trực tiếp giết huyết lang, mà huyết lang nếu là cào nát La Quân eo thận, đó cũng là chí mạng thương hại. Đây cũng là La Quân tính cách, hắn cũng là cược huyết lang hội về thủ, cược huyết lang không dám liều mạng. Nói trở lại, La Quân eo thận bị cào nát, hắn cũng có thể phục hồi như cũ. Nhưng, La Quân không phải ỷ vào điểm này, đánh nhau, hắn thì lúc trước tính cách. Can đảm cẩn trọng. Huyết lang đương nhiên không biết La Quân eo thận đều có thể phục hồi như cũ, hắn tại dạng này đọ sức dưới, lại là biết mình không thể cược. Hắn cũng không muốn như vậy liều cái lưỡng bại câu thương. Huyết lang tại thời khắc mấu chốt, đột nhiên cổ co rụt lại, lắc đầu một cái hé miệng. Miệng hắn trong nháy mắt giống như nhãn kính vương xà hé miệng, nhắm người muốn nuốt. Cái này huyết lang phản ứng cũng là thật rất khủng bố. Kể từ đó, La Quân thượng hạ đều đụng phải huyết lang phục kích. Hắn trong nháy mắt này, từ ưu thế chuyển thành tuyệt đối thế yếu. Điện quang thạch hỏa. Hết thảy chỉ ở nháy mắt, lúc này, La Quân kiếm chỉ đột nhiên hóa thành đại thanh ấn. Oanh! Tựa như vốn là viên đạn, đột nhiên biến thành đạn hỏa tiễn một dạng. Kể từ đó, áo chống đạn thì không đáng chú ý. La Quân một chiêu này đại thanh ấn có thể trong nháy mắt đem huyết lang đầu cho đánh nát. Như thế tinh diệu biến hóa, để cái kia Đồng Xuyên một đoàn người nhìn trợn mắt hốc mồm. Đồng thời khẩn trương cùng cực. Dạng này quốc thuật đọ sức, đã là đăng phong tạo cực nghệ thuật. Huyết lang trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc, lúc này, hắn không thể không tránh né. Hắn thân pháp như gió, quay đầu đi, thân thể nhỏ giọt nhất chuyển,
liền tại 3 mét có hơn. Cái này một cái giao phong, hai người đánh cực hung mãnh, nhưng không thể không nói, là La Quân chiếm thượng phong. Lâm Thiên Sơn, Huyết Lang nhìn về phía La Quân, đột nhiên hô một tiếng. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, làm sao? Huyết Lang nói ra, ngươi là một cái đáng giá để cho ta ra tay đối tay, ngươi cũng là cái thứ nhất có thể tại đánh phương pháp bên trên chiếm cứ ta một lần thượng phong người. Không tệ, hôm nay ta thật cao hứng. La Quân mỉm cười, nói ra, ta gặp được rất nhiều đối thủ, cho tới bây giờ không ai tại đánh phương pháp bên trên có thể chiếm cứ ta thượng phong, mà ngươi, cũng không có ngoại lệ. Huyết Lang trong mắt nhất thời xuất hiện tức giận, nói, cuồng vọng. Ngay tại Huyết Lang phẫn nộ trong tích tắc, La Quân xuất thủ lần nữa. Hắn trong chớp nhoáng này, đem hắn đại thánh đạo tràng hoàn toàn bày ra. Nhất thời, một cỗ ngập trời thực bao phủ lại toàn bộ lôi đài trên trận. Liền hô hấp không khí đều là thuộc về La Quân không khí, thiên thời địa lợi nhân hòa, toàn bộ tụ tập La Quân một thân. La Quân người như ma thần xuất động, đại thánh ấn, thiên địa nghiền ép. Quyền lực hung mãnh. Một quyền này lực lượng, đã là thiên hạ vô địch. Huyết Lang nhất thời hãi nhiên, hắn cũng là lợi hại hạng người. Trong nháy mắt lấy vô thượng sát khí đem La Quân khí thế xé mở một đầu lỗ hồng. Sau đó, hắn thân thể sách nhất chuyển, lại là tránh đi La Quân phong mang. Lúc này, Huyết Lang nếu không phải phản ứng kịp thời, một khi cùng La Quân quyền lực chạm vào nhau, như vậy hắn hạ chàng sẽ giống như liên thành. Huyết Lang né tránh La Quân đại thánh ấn, tiếp lấy bạo giống một tiếng, thân hình như điện, trong nháy mắt đến La Quân sau lưng, nhất chảo chụp vào La Quân cổ. La Quân bỗng nhiên quay người, một chiêu kim thương thủ xuyên thủng hướng Huyết Lang vị trí hiểm yếu. Huyết Lang lập tức ưng chảo thủ phản bắt La Quân thủ mạch, La Quân thủ đoạn lại lật một cái, Vân Long tham chảo. Huyết Lang triển khai phản bắt, La Quân lại thi triển ra Hắc Long dò xét động, Thần Long quay đầu chờ chút. Hắn Long chảo thủ đây chính là lô hỏa thuần thanh, hai người chảo chạm vào nhau, bắt, phản bắt. Cái này một cái chớp mắt, hai người bí hiểm xảo trá. Hung mãnh run rẩy, mạo hiểm tới cực điểm. Nhưng sau cùng, vẫn là ai cũng không có chiếm được người nào tiện nghi. Đây mới thực là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài. Tiếp theo, La Quân lại thi triển di hình hoán ảnh, linh dương móc sừng thân pháp liên tục tránh đi Huyết Lang chiêu số. Hắn thân pháp hành động, cái kia so Huyết Lang sẽ không kém đi nơi nào. Đúng lúc này, Huyết Lang đột nhiên nhất quyền vò tới La Quân hai tay một ô. Huyết Lang quyền đầu đột nhiên biến nói, lại là hướng La Quân hàm dưới đánh tới. Lần này thi triển, quả nhiên là điêu luyện sắc sảo, khiến người ta khó mà phòng bị. La Quân bất đắc dĩ lui lại. Huyết Lang đắc kế, lập tức trong mắt thoáng hiện hung mãnh tàn nhẫn quang mang, đây cũng là khát máu hưng phấn. Hắn phải thừa dịp thắng truy kích, đem La Quân cái này mạnh nhất đối thủ chém giết. Chém giết La Quân dạng này đối thủ, vậy đối với Huyết Lang tới nói. Cũng là đùa bỡn hàng hiệu nhất nữ minh tinh. Loại này hưng phấn trình độ không phải nữ nhân bình thường có thể so sánh. Nhưng mà đúng vào lúc này, Huyết Lang thân thể đột nhiên mất cân bằng, hướng xuống cắm xuống. Huyết Lang trong mắt xuất hiện không thể tin thần sắc. Liền cũng tại lúc này, La Quân thân thể hướng phía trước va chạm, Huyết Lang cả người bay xuống lôi đài, hắn trùng điệp ngã trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. La Quân thắng lợi. Cái này bên trong biến hóa, trên khán đài có rất ít người có thể nhìn ra. Mọi người trông thấy là, La Quân mắt thấy là phải chết, nhưng hắn chợt thắng, theo Huyết Lang cho hắn tưới nước giống như. Nhưng như Đồng Xuyên, hắn lại là nhìn ra. Tại cái kia nguy hiểm nhất trong nháy mắt, Huyết Lang chủ động tiến công, La Quân tương kế tự kế, hắn nhìn như chúng kế lùi bước. Huyết Lang cao hứng tiến lên, La Quân âm thầm thi triển một chiêu hạt tử chân ôm lấy Huyết Lang chân. Huyết Lang thân thể mất cân bằng trong nháy mắt, La Quân lấy vai va chạm, Huyết Lang khó lòng phòng bị, như vậy bị đánh bại. Đơn giản chém giết, lại liên lụy đến tâm lực người bị đánh chết, còn có bố cục tinh diệu. Huyết Lang cũng chưa chết, La Quân không đáng giết dạng này một cái quốc thuật cao thủ. Bây giờ quốc thuật cao thủ, riêng là giống Huyết Lang dạng này người, thật sự là quá ít. Sau đó, La Quân xuống lôi đài. Hôm nay đấu trận đấu liền cũng chỉ tới mới thôi. Khán giả cũng đã hết hưng, lại nhìn người khác trận đấu, đó cũng là tẻ nhạt vô vị. Mà La Quân cùng Đồng Xuyên bọn người thì là rời đi Hắc Ngục đấu trường. Sắc trời đã tối. Trên xe ngựa, Tống Ninh có chút hưng phấn, nói ra, Lâm công tử, không nghĩ tới người quyền thuật cũng là lợi hại như vậy. Người nói văn võ song toàn, người là chân vũ song toàn,
La Quân khiêm tốn nói ra, Ninh Nhi tiểu thư quá khen. Trong lòng của hắn thực là buồn cười, chính mình nơi đó có cái gì văn a, những cái kia thơ đều là chép. Đồng Xuyên cũng là tán thưởng cực kỳ, nói ra, Thiên Sơn, ta đối với ngươi là càng phát ra lau mắt mà nhìn. Tống Ninh liền nói ra, Đồng Thúc Thúc, ta cho ngươi đề cử tốt như vậy nhân tài, ngươi phải làm sao cảm tạ ta nha. Đồng Xuyên cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi muốn cái gì dạng khen thưởng. Tống Ninh nghiêng đầu tưởng tượng, theo rồi nói ra, ta muốn ngươi cho Lâm Công Tử nghỉ 3 ngày, trong 3 ngày, Lâm Công Tử phải bồi ta khắp nơi du ngoạn. Đồng Xuyên sững sờ, sau đó, hắn thì vừa cười vừa nói, tốt tốt tốt, điểm ấy tiểu tiểu yêu cầu, Thúc Thúc đương nhiên phải đáp ứng ngươi. Tống Ninh liền cũng cười một tiếng, lại đối La Quân nói ra, Lâm Công Tử, người tương lai 3 ngày có thể đều thuộc về ta nha. La Quân không khỏi khẽ cười khổ, nói ra, Ninh Nhi tiểu thư nhưng có phân phó, tại hạ không không tuân theo. Trở lại phủ thành chủ về sau, mọi người riêng phần mình về chính mình chỗ ở nghỉ ngơi. La Quân trở lại hắn lầu các, tiểu như một mực đang trong lầu các chờ đợi La Quân. Ngọn đèn một mực là lóe lên. Tiểu như ăn mặc màu trắng váy, lộ ra rất là con gái rượu. Nàng gặp La Quân lập tức hành lễ nói, công tử. La Quân mỉm cười, nói ra, ngươi ăn cơm chiều à. Tiểu như lắc đầu, nói ra, còn chưa dùng cơm, nô tỳ muốn chờ công tử dùng qua về sau lại dùng bữa ăn. La Quân cười một tiếng, nói ra, như ta hôm nay không trở lại đâu. Tiểu như ngẩn ngơ, nàng nói tiếp, như là công tử lại trễ chút không trở lại, nô tỳ liền sẽ dùng bữa ăn. La Quân nói ra, nhanh đi chuẩn bị bữa tối đi, về sau ta nếu là không có đúng giờ trở về, người trước hết ăn, không cần chờ ta. Tiểu như dần dần cũng có chút thói quen La Quân bản tính, nàng cũng không nhiều lời, nhân tiện nói, tốt. Bữa tối rất nhanh liền bị tiểu như làm ra, hơn nữa còn có gia đình hỗ trợ bưng tới. Xem ra La Quân ngày đó đi một chuyến, lại có Tiểu Lan giúp đỡ, hiệu quả cùng đãi ngộ là tốt hơn nhiều. Đồ ăn là nam đồ ăn một chén canh, nhìn lấy cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. La Quân hô tiểu như cùng một chỗ ăn, tiểu như làm sao cũng không chịu. Tại nàng quy củ bên trong, là tuyệt không thể cùng chủ tử cùng một chỗ dùng cơm. Nhiều lắm là cũng là chủ tử ăn xong, nàng ăn chút canh thừa liền tốt. Cái này tuy nhiên không phải phủ thành chủ văn bản rõ ràng quy định, nhưng là âm diện thế giới phong kiến còn sót lại giáo dục tư tưởng. Các nhà nha hoàn, nếu là có phục thị chủ tử, như vậy đồ ăn là theo chân chủ tử. Nếu như là người làm vườn, gia đình chờ một chút đó là có Ả Rập đường thống nhất an bài dùng bữa. Thành chủ này phủ tuy nhiên phong quang vô hạn, thành chủ này càng là uy phong bát diện. Nhưng là muốn duy trì một cái thành sinh kế, muốn làm cho tất cả mọi người đều sống sót, kiếm tiền, có cơm ăn, đó cũng là thành chủ cần phí hết tâm tư một việc. Riêng là giống âm diện thế giới bên trong, ruộng lúa trồng trọt không có rộng như vậy hiện, món ăn cũng không có tốt như vậy nuôi sống. Hàng năm ăn uống chi phí, rất nhiều đều là đến từ bên ngoài thế giới. Âm diện thế giới cùng bên ngoài thế giới chính phủ là có mậu dịch tồn tại, nơi này phía trước văn đã đề cập qua. Mà âm diện thế giới thập điện Diêm La cũng thực hâm mộ bên ngoài thế giới tư nguyên chi phong phú, nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cục có cơ hội có thể bài trừ thiên nhật, bọn họ đương nhiên sẽ đánh bên ngoài thế giới chủ ý. Âm dương chính là ý trời. Mà khi sát kiếp phủ xuống thời giờ đợi, chính là âm dương như bẩn không rõ thời điểm, lúc này, cũng là sát kiếp cùng đại loạn bắt đầu. Hết thảy yêu ma quỷ quái đều sẽ không lại sợ hãi nhân quả báo ứng. Càng là không sợ, càng là hội làm loạn. Càng là làm loạn, lại là bị chết càng nhanh. Bởi vậy, cái này liền gọi là sát kiếp. Tại phong thần diễn nghĩa bên trong, phong thần bảng cũng là một trận hạo đại sát kiếp. Tam giáo trung ký phong thần bảng, chúng tiên đều là nhiễm sát kiếp. La Quân gặp tiểu như không ăn, cũng không làm miễn cưỡng. Hắn mặc dù là người tốt, nhưng cũng không phải loại kia đặc biệt bảo thủ người tốt. La Quân trước múc một chén canh uống một ngụm, hắn đột nhiên nói ra, tiểu như... Người cũng đã biết Lãnh công tử là người thế nào. Tiểu như hơi kinh hãi, nàng lập tức nói, hồi công tử lời nói, Lãnh công tử là vương gia tay dưới đệ nhất mãnh tướng, cũng là đệ nhất cao thủ, thâm thụ vương gia tín nhiệm. La Quân a một tiếng, nói, những này ta đều còn không rõ ràng lắm, Lãnh công tử gọi là Lãnh Phong đúng hay không? Tiểu như nói ra, vâng, công tử. La Quân nói ra, Lãnh công tử cũng tại trong thành chủ phủ đúng hay không? Tiểu như nói ra, vâng, công tử. Trong thành chủ phủ có Thiên Sách phủ, Lãnh công tử là Thiên Sách phủ thủ tịch công tử, đông đảo mưu sĩ,
công tử đều đối lãnh công tử kính sợ có phép. Nàng đón đến, nói ra, khó đạo công tử còn chưa đi qua Thiên Sách Phủ. La Quân nói ra, không có. Tiểu Như nói ra, này cũng kỳ quái, mỗi một cái tiến phủ thành chủ công tử đều sẽ nhập Thiên Sách Phủ đạt được một cái ghế. Đạt được ghế về sau, hội căn cứ năng lực cùng công tích chậm rãi để bạt tự thân địa vị cùng đãi ngộ. Công tử như là đã tiến đến, hơn nữa còn đạt được vương gia coi trọng, hẳn là tiến Thiên Sách Phủ thu hoạch được ghế. La Quân nói ra, ta mấy ngày nay cùng Ninh Tiểu Thư một mực đang cùng một chỗ, khả năng vương gia còn chưa kịp đi. Trong lòng của hắn lại là có so đo. Có lẽ cái kia Nhạc Quang Thần ngay tại Thiên Sách Phủ bên trong. Xem ra chính mình muốn đi Thiên Sách Phủ bên trong nhìn xem. La Quân cũng không hỏi nữa Tiểu Như, hắn đối Tiểu Như còn không có quá lớn tín nhiệm. Mà lại, Thái Sơn Vương Đồng Xuyên cũng còn không có đối mình tuyệt đối tín nhiệm. Cho nên hiện tại chính mình nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đúng vào lúc này, vậy bên ngoài đào quản gia đến đây, thì ở ngoài cửa nói, Lâm công tử có đó không? Tiểu Như nhìn về phía La Quân, nàng cũng không nói lời nào. La Quân mỉm cười, nói, đào quản gia, ta tại. Sau đó, hắn nói với Tiểu Như, mở cửa. Tiểu Như nói ra, vâng, công tử. Cửa mở về sau, đào quản gia tiến đến nói, Lâm công tử, vương gia cho mời. La Quân liền thì đứng lên, hắn nói với Tiểu Như, ta không ăn, ngươi nhanh ăn đi. Tiếp theo, La Quân đối đào quản gia nói ra, mời đào quản gia dẫn đường. Đào quản gia không phải thường khách khí, nói ra, tốt, công tử. Cái này lần gặp gỡ vẫn là tại Tiêu vườn trong sảnh, bất quá chỉ có Đồng Xuyên tại, Tống Ninh cũng không tại. Trên bàn bày thức ăn thịnh soạn. Đồng Xuyên gặp La Quân đến, chính là cười một tiếng, nói ra, Thiên Sơn, ngồi, đến, hôm nay chúng ta một khối uống rượu. La Quân mỉm cười, nói ra, nếu là vương gia có lần nhã hứng, tại hạ tự nhiên phụng bồi. Hắn nói xong liền nhập tọa xuống dưới. Mà Nhạc Lâm cùng Tiểu Cao làm theo cũng lui xuống đi nghỉ ngơi. Đồng Xuyên tự nhiên là sẽ không sợ La Quân ám sát hắn, Đồng Xuyên là tuyệt đỉnh đại cao thủ, mà lại bây giờ lại có người hoàng kính nơi tay. Hắn là sẽ không sợ sệt bất luận cái gì ám sát. Tiêu vườn trong sảnh ánh nến thông minh. Mùi rượu, đồ ăn cũng hương. Thiên Sơn, đến, uống một chén. Đồng Xuyên cười nói. La Quân nói ra, tại hạ kính vương gia. Hai người liền cũng liền uống một hơi cạn sạch. Nha hoàn kia lập tức thêm tửu. Đồng Xuyên theo rồi nói ra, Thiên Sơn, nơi này hôm nay đều là chính ta người, người có thể yên tâm lớn mật nói chuyện. Không cần có bất kỳ cố kỵ gì, người trước đoán xem, ta giờ phút này tìm ngươi đến là bởi vì cái gì. La Quân liền nói ra, vương gia, ta thật có thể cái gì đều nói sao. Đồng Xuyên nói ra, đương nhiên. La Quân nói ra, đã như vậy. Vậy tại hạ nếu có ngôn ngữ đắc tội lỗ mãng địa phương, còn mời vương gia không nên trách tội. Ngươi cứ nói đừng ngại, Đồng Xuyên cười ha ha một tiếng. La Quân nói ra, vương gia gọi ta tới, nhất định là trong lòng có chút mâu thuẫn, không quyết định chắc chắn được. Ồ, thật sao, Đồng Xuyên cười một tiếng. Đồng Xuyên là tuyệt đối nham hiểm, luôn luôn đang cười, ai cũng không biết trong lòng của hắn đến là thế nào nghĩ. La Quân nói ra, vương gia đã nhìn ra. Ninh Tiểu Thư tựa hồ đối với tại hạ rất có hảo cảm. Vương gia tức muốn ta cùng Ninh Tiểu Thư có thể cùng một chỗ, lại sợ ta cùng Ninh Tiểu Thư cùng một chỗ. Thật sao, Đồng Xuyên ánh mắt chỗ sâu có không thể phát giác biến hóa, hắn vẫn là bất động thanh sắc. La Quân nói ra, vương gia muốn tại Tống Đế Vương bên người xếp vào một cái thân tín, nhưng là vương gia sợ ta cùng Ninh Tiểu Thư thành hôn về sau, lại hoàn toàn phản chiến hướng Tống Đế Vương, không chỉ là không có thân tín. Ngược lại sẽ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đồng Xuyên nói ra, cái kia Thiên Sơn trong lòng là nghĩ như thế nào? La Quân trầm giọng nói ra, Tống Đế Vương có ba con trai, cho dù ta trở thành Ninh Tiểu Thư phu quân, nhưng cũng rất khó ủng có một chỗ của chính mình. Nếu chỉ vì vinh hoa phú quý, ta không cần xin vào dựa vào vương gia ngài, trực tiếp cùng Ninh Tiểu Thư cùng một chỗ là đủ. Ta nhìn chúng vương gia, không phải vương gia chỗ có thể cấp cho ta vinh hoa phú quý. Mà là ta có thể cùng vương gia kề vai chiến đấu. Ta tin tưởng, trong thiên hạ, không ai có thể so sánh ta càng hiểu vương gia ngài hùng tâm tráng trí. Đồng Xuyên hơi hơi thở dài, nói ra, Thiên Sơn, ngươi là rất đặc biệt người. Nhưng ta lúc này xác thực không biết là có hay không nên tín nhiệm ngươi. Ta đem sở hữu đều cực tại vương gia trên thân. La Quân nói ra, đương nhiên, vương gia ngài là quý giá thân thể, không có khả năng đem hết thảy cực tại trên người của ta.
nhưng là, ta muốn, cũng không phải Ninh tiểu thư một nữ nhân, cùng những cái kia nông cạn vinh hoa phú quý. Ta muốn là, một ngày kia, vương gia ngài nhất thống đại thế giới này, ta cũng là cái khác họ chi vương. Dạng này đại dụ hoặc, ta nguyện ý bắt ta thân ra tánh mạng đến cược, dù sao ta là một người cô đơn. Đồng Xuyên ánh mắt phức tạp, hắn nói ra, người cứ như vậy chắc chắn, ta có thể thống nhất cái này âm diện thế giới. La Quân nói ra, ta không thể chắc chắn, nhưng là Tống Đế Vương đã thế lực cường đại, ta qua bất quá là dệt hoa trên gấm. Mà tại ngài nơi này, ta là đưa than khi có tuyết. Đưa than khi có tuyết tuy khó, nhưng sau khi thành công sở được đến thẻ đánh bạc lại cũng càng thêm phong phú. Người cùng ta là người một đường, Đồng Xuyên không khỏi cảm khái. La Quân nói ra, vương gia, thực còn có thể dạng này, ta có thể ký một phần thủ thư, kia chính là ta hướng ngài biểu trung tâm, cũng lại nói rõ nguyện ý giả ý tiếp cận Ninh tiểu thư, trở thành ngài tại Tống Đế Vương thủ hạ thân tín. Đến lúc đó, ta đè xuống tay ta ấn, nếu ta dám phản bội tại ngài, ngài liền có thể đem phần này thủ thư thông qua tay người khác truyền lại đến Tống Đế Vương trong tay. Tay này trên sách không có ngài bất luận cái gì chữ viết, tuyệt đối không thể kéo ngài xuống nước. Nhưng Tống Đế Vương cũng tuyệt đối hội giết ta. Đồng Xuyên nhãn tình sáng lên. Cái này là tuyệt đối kế hay a? Hắn cũng không phải là rất sợ Tống Đế Vương biết hắn dã tâm, chỉ cần không phải tại ngoài sáng thượng thiêu mở, Tống Đế Vương là không sẽ như thế nào. Lại nói, Tống Đế Vương cũng không phải người ngu, sao có thể một điểm cũng nhìn không ra. Thiên Sơn, Đồng Xuyên nặng nề thở dài, hắn nói ra, ta bây giờ nhìn lại tuy nhiên phong quang, nhưng là thực cũng là nguy cơ tứ phía. Ta làm ra mỗi một bước đều phải thận trọng lại thận trọng, chuyện này, quan hệ quá trọng đại. Không phải ta không tín nhiệm ngươi, mà là ta nhất định phải làm đến không có sơ hở nào, ta đại biểu, không chỉ là chính ta, ngươi hiểu chưa? Tại hạ minh bạch, La Quân nói ra. Đồng Xuyên nói ra, thủ thư, ta cần ngươi ký. Nhưng chuyện này ngươi nếu thật đi làm, ta còn cần tại ngươi trong não vực đánh vào một đạo ta tinh thần lạc ấn. Hắn đón đến, nói ra, ta vẫn là câu nói kia. Ta không phải là không tín nhiệm ngươi, mà là chuyện này quá trọng đại. Ngươi không nguyện ý, chuyện này chúng ta không nói cũng được, ngươi thì ở ta nơi này trong thành chủ phủ, ta căn bản không cần làm nhiều như vậy phòng bị tới. Ta hiểu, La Quân nói ra. La Quân trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn cảm thấy mình cho mình đào hầm là càng lúc càng lớn. Nhưng lúc này, nếu như hắn một cái ứng đối không thích đáng, thế tất sẽ khiến Đồng Xuyên hoài nghi. Cũng là tại lúc này. Hắn trong não vực Trần Phi Dung đột nhiên xuất hiện. Quân ca ca, người đáp ứng hắn. Bất luận cái gì tinh thần lạc ấn, ta đều có thể đem luyện hóa. Trần Phi Dung nói ra. La Quân lập tức bí mật hỏi Trần Phi Dung, nói, vậy liệu rằng làm cho đối phương phát giác? Trần Phi Dung nói ra, ta sẽ đem hắn lạc ấn khống chế lại, coi như hắn dẫn bạo lạc ấn, cũng đối ngươi không tạo được thương tổn. Chỉ cần bất diệt hắn lạc ấn, hắn thì sẽ không biết xảy ra vấn đề. Vậy hắn có thể hay không phát giác được thực lực của ta? La Quân lần nữa hỏi. Trần Phi Dung nói ra, hết thảy đều giao cho ta, yên tâm đi, không có vấn đề. Cái kia tốt, La Quân yên lòng. Theo Đồng Xuyên, La Quân cũng là đang trầm tư cùng cân nhắc. La Quân hít sâu một hơi, giống như là làm cực đại quyết định. Hắn nói ra, vương gia, ta minh bạch ngươi lo lắng, việc này thật là chuyện rất quan trọng, không thể sai sót. Ta cũng có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Nhưng là ta cũng có một cái yêu cầu. Đồng Xuyên gánh nặng trong lòng liền được giải khai, hắn thần sắc vui vẻ, nói, ngươi nói. La Quân nói ra, ta còn kém một thanh kiếm báu, không biết vương gia có thể hay không đưa ta một thanh kiếm báu. Đồng Xuyên nao nao, sau đó liền nói ra, đương nhiên không có vấn đề. La Quân có thể đáp ứng Đồng Xuyên yêu cầu, đồng thời há miệng yêu cầu này nọ, cái này khiến hắn vô cùng vui vẻ. Như là La Quân cái gì cũng không cần. Dạng này nhân vật đó mới là Đồng Xuyên sợ hãi. Mà La Quân lại là muốn rất rõ ràng, hắn âm sát ma đao không thể tùy tiện dùng đến. Cho nên, hắn nhất định phải có một thanh kiếm báu mới có thể thi triển tạo hóa kiếm quyết. Mặt khác, hắn cũng cần hướng Đồng Xuyên đòi lấy một ít gì đó để Đồng Xuyên an tâm. Không phải vậy, người nào trước mặt đột nhiên đến cái lôi phong, chỉ chịu giúp ngươi, lại chơi cũng không cần, vậy ai tâm lý đều sẽ nói thầm a. Mặt khác, La Quân sở dĩ nguyện ý tới làm nhiều chuyện như vậy, trong lòng của hắn là làm một phen suy nghĩ. Âm diện thế giới dã tâm quá lớn, cái kia nguy hiểm cho là toàn bộ bên ngoài thế giới. Đã hiện tại chính mình có cơ hội tới tiếp xúc hòa giải âm diện thế giới, như vậy chính mình liền muốn nhiều giải một chút.
đối với tương lai chiến tranh là sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. La Quân bây giờ suy nghĩ, đã không đơn thuần là tới giết Nhạc Quang Thần. Mặc kệ La Quân cùng Thần Vực, cùng Trần Diệc Hàn, cùng Tả Thiên Tông những người kia có cái gì ân oán cùng cừu hận. Nhưng mọi người hướng đại nói, đều là bên ngoài thế giới. La Quân nhất định phải vì bên ngoài thế giới mà chiến. Đồng Xuyên sau đó nói với La Quân, việc này cứ như vậy định, người trở về nắm tay viết, ấn vào tay ấn. Hôm nay ta đi trước chọn lựa một ngụm tốt nhất bảo kiếm, ngày mai cùng nhau cho ngươi. Vâng, vương gia, La Quân lập tức nói. Đồng Xuyên nói tiếp, hôm nay ta lòng tiểu nhân, đối ngươi có rất nhiều phòng bị, ta hy vọng ngươi không muốn lòng có khúc mắc. Ta Đồng Xuyên có thể cam đoan với ngươi, ngày khác ta nếu thật có một ngày xưng bá, bên cạnh ta tất nhiên có ngươi một tịch chi vị. La Quân nói ra, vương gia là vương giả tâm thuật, ngài đăm chiêu lo lắng không tại một người một nhà, ngài phòng bị cùng cân nhắc, thật sự là quá bình thường bất quá. Chỉ cần ta nhất tâm hiệu chung với ngài, điểm ấy phòng bị với ta mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì thương tổn. Nhưng ta có thể bởi vậy đạt được vương gia ngài tín nhiệm, đây là một khoản rất lợi hại có lời mua bán. Đồng Xuyên cười ha ha một tiếng. Sau đó, La Quân thì trở lại chỗ ở. Đêm đó, hắn thì viết lách sách. Sáng ngày thứ hai, La Quân liền tới tham gia Đồng Xuyên. Hắn đưa tay sách giao cho Đồng Xuyên, cũng ở trước mặt in dấu tay. Sau đó, Đồng Xuyên lại tại La Quân trong não vực đánh vào một đạo tinh thần lạc ấn. Đạo này tinh thần lạc ấn vừa tiến vào La Quân trong não vực, Trần Phi Dung lập tức liền làm xử lý. Nhưng là Đồng Xuyên lại là không phát hiện được. Đây hết thảy thỏa đáng về sau, Đồng Xuyên rất là vui vẻ, hắn thậm chí cảm thấy đến La Quân xuất hiện chính là thiên trợ. Sau đó, Đồng Xuyên đem một thanh kiếm báu giao cho La Quân. La Quân tiếp nhận bảo kiếm này có chút nặng nề, hắn đem kiếm ra khỏi vỏ, chỉ gặp kiếm vừa ra khỏi vỏ, hàn quang bốn phía, giống như một dòng thu thủy. Cái này kiếm mặt trên còn có đầu đường vân. Tuyệt đối hảo kiếm, mà lại linh khí 10 phần. Thần khí cấp bậc. Kiếm này gọi là Long Văn Kiếm, chính là Long Văn Huyết Cương chế tạo, Đồng Xuyên nói ra. La Quân vừa lòng thỏa ý. Hắn thu kiếm nhập giới tu di bên trong, sau đó ôm quyền chắp tay, nói, đa tạ vương gia trọng thưởng. Đồng Xuyên cười một tiếng, nói ra, kiếm này chính là ta tại bên ngoài thế giới du lịch bên trong đoạt được, một mực chưa từng sử dụng tới. Cho nên, người coi như tại Tống Đế Vương trước mặt bại lộ kiếm này cũng là không sao. La Quân nói ra, đa tạ vương gia. Sau đó, La Quân còn nói thêm, ta nghe tiểu như nói, trong phủ còn có thiên sách phủ. Thiên sách phủ bên trong có nhiều dũng sĩ, ta ngược lại thật ra muốn mở mang kiến thức một chút. Đồng Xuyên nói ra, chuyện nào có đáng gì, lúc đầu lấy người bản sự, nên cho ngươi một cái không tệ ghế. Nhưng bây giờ, người có khác nhiệm vụ, thiên sách phủ liền trước không an bài cho ngươi ghế. Nhưng ngươi yên tâm, thiên sách phủ bên trong, tất nhiên sẽ vĩnh viễn giữ lại ngươi ghế. La Quân cười một tiếng, nói ra, đa tạ vương gia. Đồng Xuyên theo rồi nói ra, đi thôi. Thừa dịp thời gian còn sớm, ta liền dẫn ngươi đi thiên sách phủ đi dạo một vòng. Một hồi sẽ qua, thiên sách phủ cũng nên có sớm sẽ. La Quân liền nói ra, đa tạ vương gia. Làm gì khách khí, Đồng Xuyên trong lời nói đối La Quân là thân mật không ít. Cái kia thiên sách phủ bên trong, vừa vặn sớm sẽ bắt đầu. Thiên sách phủ là một cái tòa nhà lớn, bên trong cũng có đơn độc đình viện. Giờ phút này, trong đình viện đang cử hành sớm sẽ. Bên trong nước trà không dứt, nóng hôi hổi. Mà lại tiếng người huyên náo, 10 phần náo nhiệt. Tất cả mọi người giống chiến quốc mưu sĩ một dạng, ngồi quỳ chân bồ đoàn, đồng thời trước mặt có đàn mộc trà án. La Quân cùng Đồng Xuyên còn có Nhạc Lâm cùng Tiểu Cao lúc đi vào, náo nhiệt sớm hội bỗng nhiên đình chỉ. Chúng mưu sĩ, dũng sĩ đều đứng lên, cung kính ôm quyền chắp tay hô, tham kiến vương gia. Đồng Xuyên mỉm cười, nói ra, chư vị huynh đệ không cần đa lễ. Ta tới là cho chư vị huynh đệ giới thiệu một chút. Hắn nói thì giới thiệu La Quân, nói, vị này là Tống Ninh tiểu thư giới thiệu nhập phủ Lâm Thiên Sơn công tử, hắn đối thiên sách phủ có chút hiếu kỳ, cho nên ta dẫn hắn đến tham quan một phen. Đồng Xuyên cố ý nói Tống Ninh, cũng là không muốn thiên sách phủ các dũng sĩ cảm thấy Lâm Thiên Sơn chính là người tâm phúc. Hắn làm người thực sự được cho cẩn thận vô cùng. La Quân liền liếc nhìn quá khứ, hắn cũng là muốn tìm ra Nhạc Quang Thần tới. Làm hắn thất vọng là, hắn quét hai mắt, lại là không thấy được Nhạc Quang Thần tung tích. La Quân cảm thấy trầm xuống, thầm nghĩ, Nhạc Quang Thần đến đi nơi nào.
vẫn là nói hắn không tại Thiên Sách phủ bên trong, hay là hắn không có tham gia sớm biết. La Quân cảm thấy nghi hoặc, nhưng lại không tiện hỏi ra. La Quân càng không tốt hỏi Đồng Xuyên, có phải hay không Thiên Sách phủ người tất cả ở chỗ này. Đồng Xuyên mang theo La Quân tại Thiên Sách phủ không có đợi bao lâu liền rời đi. Rời đi Thiên Sách phủ về sau, Đồng Xuyên nói với La Quân, Thiên Sách phủ bên trong dũng sĩ cùng mưu sĩ, tuy nhiên đều được cho ta tâm bụng, nhưng là dù sao lòng người khó dò. Ngươi muốn cơ quan sự tình quá mức bí mật, cho nên ta không có quá nhiều để ngươi lưu lại. Tại hạ minh bạch, La Quân lập tức nói. Đồng Xuyên mỉm cười. La Quân nói tiếp, Phương gia, ngài thủ hạ thật là nhân tài đông đúc. Đồng Xuyên nói ra, thời đại đang thay đổi, chúng ta tư duy cũng phải đuổi theo biến hóa. Mà nhân tài là ắt không thể thiếu, đến người mới người được thiên hạ, ta biết rõ đạo lý này. La Quân nói ra, ta vừa rồi mấy cái, Thiên Sách phủ dũng sĩ, mưu sĩ hết thảy có 46 tên, bên trong mưu sĩ chiếm 20 tên, bọn họ tu vi cũng không bằng gì cao thâm. Mà dũng sĩ chiếm 26 tên, từng cái tu vi thâm bất khả chắc. Vương gia, ta nói đúng hay không? Đồng Xuyên trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc, nói ra, cứ như vậy ngắn ngủi thoáng nhìn, Thiên Sơn ngươi thế mà có thể như thế nhìn rõ mọi việc, không đơn giản, không đơn giản a. La Quân nhưng trong lòng thì có so đo, hắn nghĩ đến nếu như Nhạc Quang Thần tại Thiên Sách phủ bên trong mà không xuất hiện, vậy mình sổ tự cũng là sai. Nếu như Đồng Xuyên uốn nắn, vậy liền chứng minh chính mình còn cần tại Thiên Sách phủ bên trong thăm dò thêm tìm hiểu. Nhưng bây giờ Đồng Xuyên nói như vậy, thật chẳng lẽ là sở hữu Thiên Sách phủ người đều ở chính giữa sao?